Là hắn, quả nhiên là hắn. Kỷ Tử Địch kích động khó có thể tự khống chế, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, trong đôi mắt lóe ra vẻ sùng bái. Kỷ phu nhân ở sau khi khiếp sợ, cau mày nói. Là ai, con ta biết người này là ai? Kỷ Tử Địch hưng phấn nói. Lý Vân Tiêu, hắn chính là đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện, ở trên Hồng Nguyệt Thành đánh một trận dương danh, thất bại hải tộc vương giả Lý Vân Tiêu A. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Cửu kiếm kiếm đồ trên không trung ngưng tụ mà thành, kiếm khí chi hải tản ra, vương vãi lan tràn, khắp bầu trời đều là kiếm vũ. Lý Vân Tiêu ngâm khẽ nói. Kiếm vân hóa vũ. Ở dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, toàn bộ trời cao đều bao phủ ở dưới kiếm khí của hắn, giữa thiên địa không có vật gì khác nữa, chỉ có phía trên một kiếm phủ thật lớn cùng với lăng lệ chi kiếm khắp bầu trời. Vũ tôn cường giả ở trong kiếm đồ này căn bản không chống đỡ nổi một kích lực, đều tại chỗ bạo thể mà chết. Đề giai vũ đế cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, đau khổ chống đỡ, không ít trực tiếp trọng thương. Bang bang! Lưỡng đạo kiếm ảnh trực tiếp xuyên thấu hai gã đề giai vũ đế cường giả, đột tử tại chỗ. Lý Vân Tiêu chỉ là lẳng lặng đứng ở trên đường cái, một tay bóp kiếm quyết, tùy ý khắp bầu trời kiếm khí bay lượn, nếu không phải trên đầu hắn treo một tấm gỗ tròn. Tình cảnh này tuyệt đối hảo hiệp phiêu giật. Mặc Phú Thương hội ai nấy sau khi kinh hãi, rốt cục lộ ra vẻ đại hỉ, tựa hồ thấy được một đường sinh cơ. Tử Lăng càng ngốc trệ tại chỗ, tuy rằng nàng chưa từng thấy qua một trận chiến trên bầu trời Hồng Nguyệt Thành, nhưng lúc đó nàng đã ở bên trong Hồng Nguyệt Thành. Loại nguyên lực ba động kinh thiên động địa tản ra toàn thành này, nàng thân là một gã vũ quân cường giả cũng có cảm thụ được, sau đó càng đầy đường tương truyền sự tích của Lý Vân Tiêu. Ở trong mắt của nàng liền có một tuyệt đại phong tư. Chỉ là nằm mơ cũng thật không ngờ chính mình tiện tay cứu người, dĩ nhiên sẽ là tuyệt đại cường giả được thiên hạ chú mục, đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện. Tâm tình của nàng giờ khắc này đã không cách nào hình dung nổi, có lẽ nói căn bản cũng không có bất luận tâm tình gì, chỉ là ngây ngốc tại đó. Kỷ phu nhân cũng đã khó có thể tự hỏi, nội tâm đang nhanh chóng tính toán, làm sao mới có thể giao hảo mức độ lớn nhất với Lý Vân Tiêu. Đương nhiên đem Tử Lăng tặng đi là khẳng định, lúc trước tài nguyên dự định cống hiến cho Tân Đồng Đồng cũng sẽ thay đổi kế hoạch. Xuất Hưng Chiêu đồng dạng là tâm thần đại chấn, rốt cuộc minh bạch đối phương vì sao cuồng vọng như vậy, vẫn cho rằng tiểu tử này là thiếu niên không hiểu chuyện, không nghĩ tới càng thật sự có tư bản. Tuyệt đại nhân vật như vậy, coi như là bảy đại siêu cấp thế lực sợ rằng cũng muốn tranh nhau mượn hơi, buồn cười chính mình còn muốn chiêu người này làm khách khanh, thực sự là mất mặt a. Hắn không khỏi cười khổ vài cái, đồng thời trong ánh mắt bắn ra vẻ vui mừng, Tân gia chọc tới người này, sợ rằng khó có thể chết ra. Đây có lẽ là một lần cơ hội cực tốt cải biến cách cục các thế lực ở Trường Cốc Thành. Tân tác nhân rốt cục kinh hãi, lập tức minh bạch chính mình gặp phải khúc xương cứng. Dưới kiếm vũ kia, toàn bộ Tân gia trụ cột đều bị giết. Xúc sinh, dừng tay. Hắn hét lớn một tiếng, lâm không lao xuống, trong tay hiện ra một cây dù nhỏ. Trực tiếp xòe ra. Trên dù nhất thời hiện ra đại lượng hoa văn hoa mỹ, lâm không khuếch tán, một đạo kết giới phòng ngự trực tiếp mở ra, đem Tân gia võ giả chưa chết phòng ngự bên trong. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay chỉ quyết biến đổi, trên bầu trời đạo kiếm phù kia cũng theo đó cải biến, khắp bầu trời kiếm vũ bay loạn trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm hình khổng lồ, lâm không hướng phía dù nhỏ chém tới. Trên mặt Tân tác nhân hiện lên vẻ kinh sợ. Hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, trực tiếp đánh vào bên trong dù, cây dù lập tức phát sinh biến hóa, bày biện ra đủ mọi màu sắc, trở nên kiên cố không gì sánh được. Ầm ầm, kiếm hình đánh vào trên dù, dĩ nhiên nghiền nát ra, trực tiếp hóa thành quang ảnh tản ra khắp bầu trời. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn lại về phía dù nhỏ, tựa hồ so với chính mình dự đoán lợi hại hơn không ít. Thanh âm của Xuất Hưng Chiêu tụ thành một đường truyền tới, nói: Vân Tiêu đại nhân, dù này tên là Nguyên Dương Tán, chính là cửu giai phòng ngự huyền khí nổi danh cực cao, ở toàn bộ đông vực đều thập phần nổi danh, lợi khí phổ thông rất khó đánh mở được. Lý Vân Tiêu hơi quay đầu, tấm gỗ tròn cũng hướng phía Xuất Hưng Chiêu chuyển qua, chỉ thấy người sau lộ ra vẻ mỉm cười hữu hảo, hiển nhiên là muốn kết giao một phen. Trong tay Lý Vân Tiêu quyết ấn biến đổi, giới thần bi trực tiếp từ trong tay phải bay ra, phát sinh quang huy sán lạn, đại địa vực giới tản ra. Trọng lực vô cùng hội tụ ở trên một điểm, hướng trên dù đánh đến. Bất luận huyền khí nào cũng không thể chịu nổi vô cùng trọng lượng uy áp,
dù nhỏ sau một lát chống đỡ, trọng lực còn đang vô cùng diễn sinh đi tới. Chỗ hai kiện huyền khí tương giao trở thành một kỳ điểm, bốn phía không gian xung quanh kỳ điểm xoay tròn, đã bị vặn vẹo không còn hình dáng, bắt đầu tầng tầng mở tung. Dừng tay! Tân tác nhân hoảng hốt, trong mắt của hắn đều lồi đi ra, khó có thể tin nhìn quang mang trên cây dù nhỏ từng tầng một bị phá ra, sắp chống đỡ không nổi. Loại tình huống này cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua, mặc dù là cao giai vũ đế, ở dưới tình huống không có huyền khí cường đại vào tay, cũng không có khả năng phá vỡ nguyên dương tán này của hắn, mà giờ khắc này Lý Vân Tiêu lại làm được rồi. Trong lòng tân tác nhân một trận hoảng sợ, nguyên dương tán này chính là máu thịt trong lòng hắn, thậm chí so với nhi tử còn trọng yếu hơn, nếu làm hư có trời mới biết có thể sửa được hay không. Hắn vội vàng kêu lên. Vân Tiêu công tử mau dừng tay, có chuyện gì cũng từ từ nói. Lý Vân Tiêu căn bản ngoảnh mặt làm ngơ, mấy cái quyết ấn bay vào bên trong giới thần bi, trọng lượng càng mau chóng tăng trưởng, rốt cục đem phòng ngự của nguyên dương tán đều đập vụn, phát sinh một tiếng vang dội kinh thiên. Ầm ầm, chỉ thấy cây dù trên không trung trực tiếp vỡ nát còn bộ khung, đại lượng huyền khí bay tán loạn, bắn tung tóe ra khắp nơi. Lần này toàn trường đều kinh hãi, tất cả mọi người đều ngây ngốc, bao gồm cả bản thân tân tác nhân, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới nguyên dương tán dĩ nhiên thực sự sẽ tan vỡ rơi xuông. Xuất Hưng Chiêu càng vừa mừng vừa sợ, cả kinh vị uy lực của nguyên dương tán hắn thân là người của xuất gia tự nhiên biết rất rõ ràng. Căn bản không có khả năng bị phá ra. Vui mừng chính là không có nguyên dương tán, thực lực của tân tác nhân sẽ giảm xuống một mảng lớn. Sau khi Lý Vân Tiêu phá vỡ cây dù, không chút nào đình chỉ, tiếp tục chỉ quyết biến đổi, phong chi vực giới tản ra, từng đạo thái cổ cương phong chi lực hiện lên ở trên trời cao, trực tiếp hướng tới trên thân mấy người của tân gia còn may mắn tồn tại thổi tới. Nơi cương phong đi qua, vũ đế cường giả vốn đã trọng thương lập tức biến thành từng cái hóa thạch, trong nháy mắt không còn tính mệnh. Từ trên bầu trời rớt xuống phấn thân toái cốt. A! À, tất cả mọi người nhìn mà dựng tóc gáy, mấy cái sinh mệnh ngã xuống đó là cửu thiên vũ đế A, một màn trước mắt này thực sự là thật sao? Tân tác nhân sau khi nguyên dương tán bị phá, lập tức liều mạng chống đỡ cương phong chi lực. Toàn bộ tân gia cao đoan vũ lực hầu như bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại chỉ còn lại có hắn và một gã đường thúc khác. Hắn chính là ngũ tinh đỉnh phong vũ đế. Mà đường thúc của hắn tân cầu thắng càng là lục tinh tồn tại. Lực lượng cường đại như thế dĩ nhiên vô lực cứu vớt thủ hạ của mình, trơ mắt nhìn từng người bị giết, đã là vành mắt muốn nứt ra. Chết tiệt! Hai người cơ hồ là đồng thời hét lớn một tiếng, tân cầu thắng toàn thân nguyên lực bạo xuất, một cực khí trực tiếp bổ ra thái cổ cương phong chi lực, đánh vào trên giới thần bi. Lý Vân Tiêu một tay xuất chỉ, giới thần bi thu về trong tay, lạnh nhạt nói. Còn lại hai người, có chút phiền phức. Vô luận ngươi là ai, hôm nay đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tân tác nhân vận quyền nắm chắc, lâm không một quyền đã đánh xuống, quát dẹp đường. Thực lực giảm xuống 10 lần, vũ đế cũng không phải là đống cặn bã mặc cho ngươi biến hóa thế nào cũng vô dụng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ta là đống cặn bã, những người của tân gia các ngươi đã chết này thì tính là cái gì? Cứt chó sao? Trong tay hắn thiên thu bá đao hiện lên. Lập tức từ dưới quyền mang chém ra một cái lối đi, cả người phóng lên cao. Tân cầu thắng từ lâu đã chờ trên bầu trời, ngũ chỉ khép lại, hóa thành thủ đao chém xuống, uy thế càng ở trên tân tác nhân. Trên đao của Lý Vân Tiêu phát ra tiếng rung động, hiện ra hư ảnh thi biệt, trực tiếp người đao hợp nhất chém đi tới. Phanh! Dưới một đao lập tức rơi xuống hạ phong, bị đánh bay trở ra, trên người hiện ra từng đạo kim quang, chính là bất diệt kim thân tự động thiểm hiện ra. Đem nguyên lực trấn nhập trong cơ thể đối phương đều hấp thu. Chỉ có bộ phận hóa thành công kích phá hư thân thể, khóe miệng chảy ra dòng máu. Người ở xung quanh cũng cực kỳ sợ hãi, Lý Vân Tiêu mặc dù có biến thái cỡ nào, cũng không có khả năng chống đỡ một trưởng của lục tinh vũ đế không có việc gì a. Tân cầu thắng cũng là tâm trạng hoảng hốt, cả giận nói. Làm sao có thể? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, hừ nói. Hừm, vũ đế mà thôi. Mà thôi, ha ha, thật là nói khoác không biết ngượng. Tân tác nhân châm chọc nói. Ta thừa nhận ngươi thiên phú rất mạnh, hơn nữa trên người có đông đảo huyền khí nghịch thiên, nhưng cũng không phải thiên phú cao sẽ nhất định có thể bước vào vũ đế. Trong lịch sử đủ loại thiên tài kinh diễm, nhưng thiên tài bị chặn ở bên ngoài cánh cửa vũ đế cũng nhiều như sao trên trời vậy.
Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi nhìn lên cảnh giới cửu thiên vũ đế này, ta đây liền bước vào cho ngươi xem được rồi, cẩn thận trong mắt một chút, nhưng nghìn vạn lần chớ để rớt đi ra. Tân tác nhân sửng sốt, không rõ lời này của hắn là có ý gì. Tất cả mọi người không rõ, cái gì gọi là bước vào cho ngươi xem. Ngay khi tất cả mọi người còn đang ngốc trệ, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra dị tượng, một đạo hồng hà chiếu đầy trời, đem toàn bộ trường cốc thành chiếu một mảnh đỏ bừng. Dị tượng nổi lên, toàn bộ người bên trong thành đều ngạc nhiên dị thường, đều chạy đến trên đường cái dừng chân nhìn lên. Trong hồng hà một tia cực diễm chi sắc đột nhiên từ trên trời mà đến, dĩ nhiên trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Lý Vân Tiêu, rót vào mi tâm. Tấm gỗ tròn kia vào giờ khắc này đột nhiên nát bấy, dung nhan tuấn mỹ triển lộ ra, hai tròng mắt tựa như sao trên trời, mày liễu diệp kiếm, trên gương mặt góc cạnh phân minh một mảnh đạm nhiên, phảng phất như đôi mắt trước thiên địa dị tượng này, tiến giai vũ đế không thèm để ý chút nào. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, rốt cuộc hiểu rõ hắn nói ta liền bước vào cho ngươi xem được rồi là có ý gì. Khi người nào trùng kích vũ đế lại không phải các loại đan dược nguyên đan chuẩn bị đầy đủ hết. Các loại huyền khí phụ trợ từng cái tụ tập. Nếu là có tông môn, vậy cũng xem như đại sự hạng nhất, các đại cường giả hộ pháp cho hắn, thận trọng tới mức không thể thận trọng hơn. Mà Lý Vân Tiêu lại là đạm nhiên như thế, thật giống như tùy ý gọi vài món thức ăn tạm chấp nhận để ăn vậy. Điều này hoàn toàn thay đổi quan điểm của mọi người đối với tiến giai vũ đế, trong lời đồn đều là một cửa quan khó khăn nhất trên võ đạo. Bao nhiêu hạng người thiên tài cả đời mắc kẹt ở cảnh giới cửu tinh đỉnh phong vũ tôn khó tiến thêm một bước nữa, cuối cùng tiếc nuối cả đời. Mà tất cả vũ tôn cường giả sau khi bước vào bát hoang cảnh, bình thường đều sẽ thả chậm lại tu luyện, đem căn cơ đánh cho vững chắc, sau đó tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, để phòng đột phá vũ đế cần dùng. Dù vậy cẩn thận một chút, cường giả có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc, tiến giai đến cửu thiên vũ đế vẫn là ít lại càng ít. Nhưng lúc này quan sát Lý Vân Tiêu đột phá vũ đế, hình như so với tiến giai một tinh còn muốn đơn giản hơn. Trong đầu mọi người đều hiện lên ra dấu chấm hỏi, tự hỏi, giả phải không? Nhưng từ trên người Lý Vân Tiêu không ngừng tuôn ra khí tức cường đại, lại để cho bọn họ thanh tỉnh lại, một màn trước mắt này cũng không phải ảo giác, thằng nhãi này thực sự đang dễ dàng tiến giai vũ đế. Thiên địa quy tắc hiện lên, cửu thiên đế khí tụ tập đến. Trên người Lý Vân Tiêu bắt đầu lóe ra từng đạo kim quang. Lúc này không chỉ có là trong cơ thể hắn nguyên lực phát sinh biến chất, ngay cả thân thể cũng xảy ra biến hóa vi diệu, bất diệt kim thân cũng tựa hồ bắt đầu hướng phía tầng thứ cao hơn bay vọt. Giờ khắc này, Lý Vân Tiêu đã không có cái gì có thể giấu giếm, một khi bước vào vũ đế, võ ý đạo tâm của tuyệt đại cường giả lập tức trở về mà đến, người trong thiên hạ này, đều có thể đánh một trận. Không tốt. Nghìn vạn lần không thể để cho hắn bước vào vũ đế. Tân tác nhân kinh hãi chảy ra mồ hôi lạnh toàn thân, thiên tư kinh khủng như vậy, đã mang đến cho tân tác nhân sợ hãi cực độ, thiên thu muôn đời tới nay, chưa từng nghe qua có thiên phú đáng sợ như thế. Giả như có thời gian, thậm chí chỉ cần mấy năm ngắn ngủi, tân gia hai người còn sống e rằng khó áp chế được hắn, một ván hôm nay quả thật đã đặt cược sinh tử tồn vong của gia tộc. Tân cầu thắng cũng trong nháy mắt hiểu ra được. Vội vàng trong tay hiện ra một thanh lục sắc binh chảo tựa như thần lằn, lâm không đạp thiên địa dị tượng xông tới, quát dẹp đường. Phạm Hải chảo. Trùng kích vũ đế quả thật là cửa quan cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt sau khi dẫn động thiên địa dị tượng, nếu là đã bị quấy nhiễu một chút đều vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc. Nhưng trong toàn bộ quá trình khó khăn nhất chính là dẫn động thiên địa dị tượng, chỉ cần có thể ngưng tụ quy tắc đế khí, hơn nữa có người hộ pháp, chính mình lại chuẩn bị các loại đan dược. Bình thường sẽ không tồn tại vấn đề. Lý Vân Tiêu đã thập phần thuận lợi thông qua cửa ải khó khăn nhất, dẫn động thiên địa dị tượng, thế nhưng lúc này địch nhân Tân Cầu Thắng và Tân Tác Nhân, điều này hiển nhiên là cục diện hẳn phải chết a. Tất cả mọi người nhìn mắt choáng váng, không rõ Lý Vân Tiêu tại sao muốn vào lúc này trùng kích vũ đế, coi như là thiên phú dị bẩm, coi như là cổ kim kỳ tài, cũng không cần phải lấy tánh mạng của mình ra nói giỡn a. Minh chảo của Tân Cầu Thắng lâm không mà đến. Không nhìn từ trên người Lý Vân Tiêu phát ra từng đạo quy tắc chi lực, trực tiếp đâm về phía chỗ yếu hại của hắn. Lúc này ngoại trừ toàn trường kinh hãi ra, còn có mấy người vướng mắc nhất, đó là người của xuất gia đang trốn âm thầm rình coi. Lý Vân Tiêu thiên phú nghịch thiên cũng khiến bọn họ kinh hãi sâu đậm. Tương lai nếu là trưởng thành sẽ là tồn tại cực kỳ kinh khủng. Nếu là bên mình vào lúc này xuất thủ cứu hắn mà nói,
tương lai sẽ hưởng thụ vô cùng. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể ở dưới thúc cháu Tân Tác Nhân liên thủ giữ được mạng sống, lấy tình thế bây giờ đến xem, có khả năng cực thấp. Dù sao Tân gia đã chết quá nhiều người, thúc cháu Tân Tác Nhân lúc này đã là trạng thái liều mạng. Nếu như Lý Vân Tiêu không thể cứu, người phía bên mình xông ra ngăn cản phong mang của thúc cháu Tân gia, chắc chắn tử thương thảm trọng. Rốt cuộc có ra tay hay không, người nắm quyền của Xuất gia núp trong bóng tối đều sắp đắn đo muốn chết. Tân Cầu Thắng một kích công tới, Hồng Hà dị tượng từ đó phá vỡ, tựa hồ có ý bị xua tan. Nếu là thiên địa dị tượng tiêu thất, không thể ngưng tụ thành, đó chính là thất bại trong gang tấc. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình thản, tựa hồ căn bản không biết tính nghiêm trọng của chuyện này, dưới chân nhẹ nhàng dẫm một bước, thân thể lấy bước tiến cực kỳ quỷ dị tránh được một kích kia. Sau đó trong tay Thiên Thu Bá Đao vung lên, Lâm Không Hoành chém tới. Hừm! Tân Cầu Thắng hừ lạnh một tiếng, binh trao biến đổi phương hướng, trực tiếp ngăn cản qua. Phanh! Hai thanh binh khí tương giao, Lý Vân Tiêu nhất thời bị kích liên tiếp lui về phía sau, trên cánh tay dần hiện ra kim quang, đem lực lượng nhảy vào trong cơ thể toàn bộ hóa giải. Lúc này Tân Tác Nhân cũng bay lên trời, tựa như đại điểu lâm không xuống, trong tay vẫn cầm Nguyên Dương Tán đã bị nghiền nát. Tuy rằng chỉ còn bộ khung, nhưng vẫn như cũ bắn ra từng đạo kình khí lăng lệ, hóa thành khắp bầu trời chảm kích. Tay trái Lý Vân Tiêu tay trái Lâm Không điểm ra một cái, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đều bay ra, ở trước người cùng với lưỡi dao đầy trời giao kích lẫn nhau, một trận tiếng va chạm bang 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 thanh thúy vang lên. Kiếm vân hóa vũ. Hai tay Lý Vân Tiêu bấm tay niệm thần chú, cửu kiếm ngưng tụ thành kiếm đồ, trong sát na hóa ra kiếm khí chi hải, hướng phía thúc cháu Tân gia nghiền áp tới. Người ở xung quanh hoảng sợ, ở bên này lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, vừa ngưng tụ cửu thiên đế dưới tình huống tức giận hắn lại vẫn có thể thong dong tác chiến. Không chỉ có như vậy, ở dưới tình huống rõ ràng rơi xuống hạ phong, còn muốn đồng thời một chiêu khắc chế hai người, quả nhiên là cuồng vọng cực kỳ. Tân Tác Nhân cũng tức giận phát cuồng, giận dữ hét. Cuồng vọng chính là nguyên nhân khiến hôm nay ngươi mất mạng. Trong tay hắn khung dù mở ra, trực tiếp bay ra ngoài, bắn ra vô số đạo kiếm khí, đem kiếm vũ khắp bầu trời đều chảm diệt, sau đó bay thẳng đến Lý Vân Tiêu rơi xuống. Nguyên Dương Tán không chỉ có phòng ngự rất mạnh, đồng dạng là huyền khí sát thương siêu cường, trực tiếp nhảy vào bên trong cửu kiếm kiếm trận, muốn đem kiếm đổ phá vỡ. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc mặt, trên người mơ hồ có kiếm quang lộ ra, hắn một tay điểm ra, lần thứ hai bay ra hai thanh trường kiếm, trực tiếp nhảy vào kiếm trận, toàn bộ kiếm thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. 11 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cấu thành một bức đồ án kỳ dị, ở trên bầu trời diễn sinh ra, trực tiếp đem cái khung của Nguyên Dương Tán khung thôn phệ. Tân Tác Nhân nhất thời hoảng hốt, huyền khí bản mạng cư nhiên thoáng cái mất đi tung tích, chính mình cư nhiên nửa điểm cũng không phát hiện được. Mà trên bầu trời đều bao phủ dưới một mảnh kiếm ý cực mạnh, khí thế vẫn đang không ngừng tăng vọt. Một lần khống chế 11 thanh kiếm, đối với Lý Vân Tiêu mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. May là không ngừng có thiên địa dị tượng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, chống đỡ cuồn cuộn không ngừng tiêu hao. 11 thanh kiếm diễn sanh ra kiếm hải xa xa không thể đạt đến mức tận cùng, nhưng đã là cực hạn khống chế của hắn, một kiếm phủ cổ quái ở trung ương kiếm đồ, chậm rãi hạ xuống. Trong lòng thúc cháu Tân ra một trận hoảng sợ, trong kiếm phù kia phát ra hàm ý để cho bọn họ cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Lý Vân Tiêu thở dài, lấy năng lực của hắn chỉ có thể chống đỡ đến trình độ này, hắn một tay bấm một cái, trong miệng khẽ thở ra, nói. Bảo! Kiếm phù cổ quái kia trong nháy mắt toát ra kim mang, 11 thanh bảo kiếm từng cái sáng lên. Kiếm hải khủng bố vây quanh kiếm phù xoay tròn, lực lượng cuồng bạo điên cuồng trào ra. Giống như một ngọn núi lửa vào thời khắc này phun trào. Lấy kiếm phù và 11 thanh trường kiếm làm trung tâm, một mảnh kiếm hải trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí ngang trời quét ra, toàn bộ bầu trời bị chia cắt thành vô số khối. Chết tiệt a! Tân Tác Nhân cắn chặt răng, lấy thực lực của hắn ở trong kiếm vân khắp bầu trời cũng cảm thấy kinh khủng dị thường, không dám có ý khinh thường. Tân Cầu Thắng lại là giận dữ quát một tiếng. Chỉ vào kiếm vân bạo nổ mà lên, muốn đem Lý Vân Tiêu bầm thây vạn đoạn. Mà Lý Vân Tiêu sau một chiêu, chân mày hơi nhíu lại, đã không để ý tới hai người nữa, mà là chuyên tâm cảm ngộ quy tắc, ngưng tụ đế khí. Mái tóc trên không trung lay động, toàn thân bốn phía một mảnh hồng hà lấp lánh,
mà so sánh với thúc cháu Tân gia lại có vẻ chật vật không ngớt, đều không phân rõ ai là cường thế, ai là yếu thế. Ngay khi Tân Cầu Thắng sắc mặt tái xanh, vận khí chống đỡ kiếm vân kia, đột nhiên một đạo công kích cuồng bạo chí cực từ xa đến gần, từ góc độ không rõ công kích mà đến, trực tiếp đánh vào trên người hắn, phá vỡ hộ thể chân nguyên, đánh vào trong cơ thể, bắt đầu trắng trợn phá hư cơ năng thân thể hắn. Cũng trong lúc đó, trên bầu trời hiện ra một viên cầu to lớn ầm ầm mà rơi xuống, nghiền ép tất cả. Chết tiệt, dĩ nhiên là xuất quân uy ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này đánh lén ta. Tân Cầu Thắng lạc giọng lực kiệt giống to hơn, trong mắt tràn đầy kinh khủng và hoảng sợ, vật rơi xuống nhìn kỹ lại cũng không phải viên cầu gì đó, mà là một đại thiết chùy, trực tiếp đem nhất phương không gian trấn áp, để hắn muốn chạy trốn cũng không thể. Sinh tử nhất khắc, tiềm năng cả đời đều phát huy đi ra, Lục Tinh Vũ Đế đã có thể hoành hành thiên hạ tồn tại, binh chảo tựa như thằn lằn trong khoảnh khắc giải phong đi ra, hóa ra thú thủ khủng bố, hướng phía thiết chùy kia cắn xé đến. Nhưng lúc này đã tiêu hao cực đại, đồng thời bị thương Tân Cầu Thắng căn bản không phải địch thủ dưới một kích toàn lực của xuất quân uy, hơn nữa bản thân binh chảo cũng là huyền khí hạng nhẹ cùng với đại thiết chùy va chạm, trong nháy mắt rực rỡ tan rã. Bang bang bang, toàn bộ binh chảo trực tiếp hóa thành mảnh vụn, đại thiết chùy đột nhiên đánh vào trên người Tân Cầu Thắng, ép tới cả người hắn rơi xuống. Âm ầm, mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố to lớn, sâu không thấy đáy. Tất cả mọi người đều trong lòng toát ra hàn ý, Tân Cầu Thắng nhất định là thành thịt nát rồi. Tân tác nhân trực tiếp lạnh lẽo từ đầu tới chân, người của xuất gia âm thầm xuất thủ, Tân gia đã là kết cục hẳn phải chết, hắn thậm chí bất chấp phẫn nộ rồi, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, lóe ra huyết sắc đỏ thẫm, lấy tốc độ cực nhanh muốn bỏ chạy đi. Không tốt, là huyết độn chi thuật. Trong hư không truyền đến người của xuất gia kinh hô, bọn họ quyết không thể cho phép Tân tác nhân đào tẩu. Bằng không một gã ngũ tinh vũ đế trả thù cũng là tai họa cực lớn. Nhưng Tân tác nhân sử dụng là độn pháp thiêu đốt huyết dịch, tuy rằng so ra kém huyết thần tử biến thái như vậy. Nhưng là trong chớp mắt, ngay lúc người của xuất gia đều vẻ mặt tái xanh, cho rằng không đuổi kịp, đột nhiên một đạo kính quang trực tiếp chiếu rọi đến. Lý Vân Tiêu trong tay giơ lên mộ vân kính, tản mát ra đồng quang ôn nhuận, trong nháy mắt đem độn quang của Tân tác nhân đào tẩu định trụ, để hắn dừng lại trong sát na. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đã đủ rồi. Mấy người của xuất gia trực tiếp từ trong hư không đi ra, các loại thuật pháp phong tỏa không gian trùng điệp vào, nhất thời đem Tân tác nhân bao quanh vây khốn. Phốc, Tân tác nhân thi triển huyết độn, đã là bị thương căn nguyên, lại nhìn thấy không thể chạy trốn, nhất thời nổi lên kinh sợ, một ngụm tâm huyết phun ra, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, nhìn chằm chằm người của xuất gia ở xung quanh, giọng căm hận nói. Hai nhà chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, các ngươi quả thật là ác độc a. Người cầm đầu của xuất gia chính là tộc trưởng xuất quân uy, cười lạnh nói. Thật là ác độc, được làm vua thua làm giặc, đổi lại là Tân gia ngươi, sẽ buông tha cơ hội thật tốt như vậy sao? Ta tin tưởng Trường Cốc Thành ở dưới xuất gia ta chấp trưởng, nhất định sẽ càng thêm phồn vịnh vui sướng, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Tân tác nhân tuyệt vọng giận dữ hét. Các ngươi cái đám cẩu tặc bỏ đá xuống giếng này, ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Vùng đan điền của hắn bỗng nhiên truyền đến khí tức kinh khủng, thân thể trong nháy mắt hầu như bành trướng lên, đồng thời nhanh chóng hướng phía xuất quân uy đánh tới. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Xuất quân uy tại chỗ sợ đến hồn phi phách tán, một gã ngũ tinh vũ đế tự bạo, coi như là nổ không chết hắn, chỉ sợ cũng là cục diện nửa chết. Vội vội vàng vàng trong tay thiết chùy trong nháy mắt hóa thành một tòa núi nhỏ ngăn cản ở trước người. Ầm ầm, Tân tác nhân trực tiếp đánh vào trên thiết chùy kia nổ tung, oai lực kinh thiên ở trên trời cao tàn sát bừa bãi, đám võ giả của xuất gia ở hai bên vây khốn bị cuốn vào trong đó, hài cốt không còn. Mặc dù là xuất quân uy, cũng bị lực lượng ở trên thiết chùy truyền tới chấn ở trước ngực, phun ra một búng máu tươi, đánh bay vài trăm thước, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nhưng lúc này trong mắt của hắn càng nhiều hơn vẫn là kinh hỉ và hưng phấn, tuy rằng đã chết vài tên vũ đế, nhưng kẻ địch nhiều năm rốt cục vào giờ khắc này đều bị diệt trừ. Trường Cốc Thành rốt cục rơi vào trong tay xuất gia bọn họ khống chế. Xuất quân uy sau khi thoáng ổn định tâm thần, nhìn Lý Vân Tiêu cách đó không xa còn đang ngưng tụ quy tắc, hấp thu đế khí, tâm cảnh vừa bình phục lại lần thứ hai dâng lên sóng lớn, loại kinh hãi này đã vô pháp nói ra lời. Người bình thường quá trình ngưng tụ đế khí cũng không dài lắm, nhưng là cực độ nguy hiểm và then chốt,
Lý Vân Tiêu không chỉ có trong lúc ngưng tụ đế khí còn đại chiến, hơn nữa nhìn quá trình tựa hồ còn muốn kéo dài nữa. Ở đây toàn bộ vũ đế cường giả đều là hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ đều là từ vũ tôn đi tới, chưa bao giờ biết vũ đế có thể tùy ý tiến giai như thế. Xuất quân uy sau một lát ngây ngốc, lập tức truyền lệnh xuống, toàn thành lùng bắt dư nghiệt của tân gia. Phàm là đệ tử tân gia trực hệ và chi thứ đều giết không tha, về phần khách khanh nói, nếu như nguyện ý quay đầu theo xuất gia thì có thể giữ mạng sống. Bằng không đồng dạng giết không tha. Toàn bộ Trường Cốc Thành rất nhanh đã yên lặng ở dưới cao áp kinh khủng, tân gia ở Trường Cốc Thành kinh doanh hơn 1.000 năm, diễn sanh ra đệ tử đếm không hết, thoáng cái đều diệt trừ mà nói không khác một hồi tàn sát quy mô nhỏ. Nhưng ở thiên vũ giới, chuyện diệt môn diệt tộc mỗi ngày đều đang diễn ra, cũng không ngạc nhiên. Thúc cháu tân tác nhân vừa chết, sẽ không còn ai quấy nhiễu, Lý Vân Tiêu lẳng lặng đứng ở trên trời cao, cảm giác thiên địa quy tắc từ lâu đã vô cùng quen thuộc. Đây là hắn hai đời làm người, lần thứ ba tiến giai vũ đế, lần trước bởi vì thân thể đại thương, và lại nguyên lực không đủ. Ở dưới mạnh mẽ trùng kích cuối cùng thất bại, nếu không có thái nhất huyền khí triệt để chữa trị thương thế của hắn, đổi thành bất kỳ người nào, sợ rằng cuộc đời này đã không có khả năng thăng cấp. Lúc này hắn từ lâu đã quen việc dễ làm, chậm rãi tụ tập đế khí, cảm thụ nguyên lực biến hóa trong cơ thể. Hắn đối với lực lượng lĩnh vực từ lâu đã ở trên cửu thiên đế khí, lúc này biến hóa trong cơ thể cũng không thể mang đến cho hắn chút kinh hỉ nào. Ngược lại là nhíu mày nhăn mặt càng chặt, tựa hồ đang suy tư điều gì. Lý Vân Tiêu một tay bấm tay niệm thần chú, trong lúc bất chợt hóa thành pháp tướng ba đầu sáu tay, bổn tướng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đạm nhiên, mà hai cỗ pháp tướng khác một cái diện mục dữ tợn, một cái diện mục tường hòa, thần sắc không đồng nhất. Hơn nữa trên sáu cánh tay quyết ấn bất đồng, nhưng đều là cực kỳ cổ quái. Cổ pháp tướng diện mục dữ tợn, ấn quyết trên hai tay càng lúc càng nhanh, hồng hà thấp thoáng, dĩ nhiên hiện ra hắc sắc chi khí. Ở trong tay ngưng tụ thành một đoàn, trên pháp tướng bắt đầu đều bày biện ra ma văn. Mà cỗ pháp tướng tường hòa khác, trong tay quyết ấn thủy chung chưa thay đổi, vẫn là một đoàn đế khí nhu hòa nắm ở lòng bàn tay, tựa như mỹ ngọc, cùng với hồng hà xung quanh cùng hòa hợp, trên pháp tướng không ngừng dần hiện ra kim thân chi sắc. Lý Vân Tiêu bổn tướng đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy cái tự phù cổ quái. Trên ba đầu sáu tay bắt đầu đều hiện lên ma văn, đế khí vẫn quanh quẩn ở quanh thân bất chợt biến đổi, hóa thành ma diễm ngập trời, ở dưới hồng hà đầy trời thiêu đốt. Hai tròng mắt trên bổn tướng của hắn quang mang chớp động, ấn quyết trong tay chậm rãi đánh ra, mỗi một hạ đều thật chậm, nhưng vững vô cùng, lúc này hắn ba đầu sáu tay pháp tướng lúc tựa hồ hiện ra một hắc động chi ảnh, đang điên cuồng cắn nuốt khắp bầu trời sáng mờ, không ngừng lớn mạnh. Hắc động chi ảnh dần dần biến lớn lên, hóa thành giống như cự nhân chậm rãi đứng lên, đỉnh đầu chạm trời cao, chân đạp đại địa, toàn thân một mảnh đen nhánh, lại thấy không rõ diện mục. Tâm tình của xuất quân uy giờ khắc này đã vô pháp nói ra, lấy thần thức lục tinh vũ đế hướng phía gương mặt của hắc sắc cự nhân kia nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hắc ám vô cùng vô tận, dường như muốn thôn phệ tất cả, khiến cho hắn cảm giác kinh hãi. Không chỉ có là hắn, toàn bộ vũ đế cường giả đều là chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đồng dạng là tiến giai vũ đế, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Mình là sinh tử một đường, mà xem nhân gia quả thực giống như đang chơi đùa. Đáng tiếc trong cơ thể Lý Vân Tiêu ma chủ phân thân, vào lúc thái nhất huyền khí cọ rửa kinh mạch đã biến thành năng lượng tinh thuần nhất bị hấp thu hết. Ma chi ý thức triệt để tiêu tán, bằng không nếu là bị hắn thấy, tất nhiên có thể nhận ra chiêu cự linh thần thông này chính là chân ma pháp tướng ghi lại trên thiết phiến. Sau lưng bóng đen hiện lên, trong tay Lý Vân Tiêu pháp quyết cũng dần dần ngừng lại, chỉ là vẫn duy trì cái tư thế này, tùy ý trên bầu trời mây tía hội tụ, trên thân thể hắc sắc ma khí càng ngày càng mạnh. Một lát sau, quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu biến đổi, phía sau ma ảnh to lớn mới dần dần trở thành nhạt đi, cuối cùng tiêu thất trên không trung. Mà ma văn trên người của hắn cũng đều thối lui, cửu thiên đế khí quanh quẩn quanh thân, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện ra hết quy tắc chi lực. Toàn bộ vũ đế cường giả đều là chật vật nuốt nước miếng, Lý Vân Tiêu động tác đạm nhiên ung dung. Bộ dáng nào có giống như vừa mới đột phá vũ đế, hình như so với bọn hắn còn muốn quen thuộc hơn vậy. Lúc này mọi người nhớ lại Lý Vân Tiêu lúc đã nói, vũ đế mà thôi, hiện tại xem ra, trong mắt hắn đích thật là vũ đế mà thôi a. Toàn bộ quá trình tiến giai rằng có ước chừng hơn một canh giờ,
toàn bộ trường cốc đều bao phủ ở dưới hồng hà dị tượng. Trong lúc nhất thời, cùng với việc Tân gia bị diệt môn đồng thời trở thành đề tài câu chuyện ở đầu đường cuối ngõ. Một lúc lâu, thiên địa dị tượng tiêu thất, khôi phục một mảnh càn khôn trong sáng. Xuất quân uy nuốt xuống một chút, vội vàng lâm không bay lên, chắp tay hướng phía Lý Vân Tiêu cười nói. Chúc mừng Vân Tiêu đại nhân bước vào cửu thiên vũ đế chi cảnh, ở trong thiên địa này lại có thêm một vị đại nhân vật kinh thiên vĩ địa. Lấy cảnh giới lục tinh vũ đế của hắn, thân phận nhất phương hào kiệt, Azur nịnh hót một vị thiếu niên vừa bước vào vũ đế, thực sự là việc trước đó chưa từng có, nhưng xuất quân uy lúc này lại tuyệt không cảm thấy không ổn. Hừm, kinh thiên vĩ địa, còn kém rất xa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói lầm bầm, một bộ dáng căn bản không cảm kích, ánh mắt của hắn khẽ ngưng lại, nhìn về phía chân trời xa xôi, tựa hồ thấy được thân ảnh quen thuộc, ở trong trường không cố tích đó càng đi càng xa. Trong mắt hắn lóe ra một điểm oánh mang, tâm tình sôi trào chậm rãi bình phục lại. Con đường võ đạo, đối với hắn mà nói chính là vừa mới bắt đầu. Ở trong địa lão thiên hoang đánh một trận, thiên tư lĩnh ngộ thế giới chi lực, hơn nữa đạt được tổ linh quy khư. Ở dưới bầu trời này đã không có địch thủ, mặc dù hắn có thể khôi phục đỉnh phong lực kiếp trước, cũng chiến không thắng nổi. Chỉ có càng mạnh mẽ hơn. Ở kiếp trước luôn cố gắng cho giỏi hơn, trùng kích thập phương thần cảnh trong truyền thuyết, mới có khả năng báo thù. Lý Vân Tiêu từ từ đem việc Hồng Nguyệt Thành ở trong đầu chỉnh lý một lần, tên Hồng Nguyệt Thành chủ ban đầu lưu lại thập phương thần kỹ trên vương tọa kia, vô cùng có khả năng đã không phải là bản thể, mà là khôi lỗi do Nguyệt Đồng khống chế. Chỉ là tên Nguyệt Đồng kia trăm triệu nghĩ không ra cẩn thận mấy cũng có sơ sót, sẽ có nhân loại có thể khống chế Nguyệt Đồng đạt được đồng thời thi triển ra. Bởi vì lấy khả năng của Nguyệt Đồng, rất khó bị nhân loại khống chế. Mặc dù là cửu tinh vũ đế đỉnh phong cổ phi dương, lúc trước cũng là tính tình trở nên thô bạo không gì sánh được, một chút xíu đã bị Nguyệt Đồng thôn phệ thần trí, thẳng đến ở trong Lang Yên tiên cảnh đạt được Khuy Thiên Đồng thuật mới đem lực lượng của Nguyệt Đồng trấn áp xuống, thu cho mình sử dụng. Mà Thiên Tư từng nói, tính mạng của hắn càng phải đạt được Nguyệt Đồng mới có thể kéo dài tiếp. Tuy rằng hiện nay còn không biết mấu chốt trong đó, nhưng Thiên Tư nhất định còn có thể lại tới tìm hắn. Chỉ là Thiên Vũ Đại Lục rộng lớn, muốn tìm được hắn sẽ càng thêm khó khăn. Hơn nữa tổ linh quy khư cũng không biết là một loại tồn tại và tình huống ra sao. Nếu là sáng tạo ra Thiên Tư tồn tại, nhất định cũng sẽ không giản đơn. Chỉ là vô số năm trôi qua, quy khư chẳng lẽ thật sự vẫn còn giữ ý chí sống sao? Hay có lẽ chỉ còn lại có tiềm thức và thân thể? Các loại trật tự nhất nhất chỉnh lý, còn có các loại nghi vấn, Lý Vân Tiêu đều dằn xuống đáy lòng, còn chờ ngày sau chậm rãi giải quyết. Hiện tại duy nhất cần phải làm, đó là mau chóng sớm trở nên mạnh mẽ, sớm ngày khôi phục đỉnh phong lực lượng như kiếp trước. Ha ha, Vân Tiêu đại nhân thiên phú cường hãn cổ kim có 102. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành đại nhân vật kinh thiên vĩ địa giống như Phong Hào Vũ Đế, Cửu Thiên Vũ Đế cũng bất quá là một bước khởi đầu mà thôi. Xuất quân uy bị Lý Vân Tiêu không chút khách khí xông tới, cũng không có ý trách tội, mà là tiếp tục vui vẻ nịnh hót. Bởi vì hắn thực sự bị thiên phú của Lý Vân Tiêu hù dọa. Nhân vật như vậy, trừ phi ngươi lúc này có thể đem hắn triệt để gạt bỏ ngã xuống. Bằng không giả như có thêm thời gian, nhất định là tồn tại bản thân không chọc nổi. Hiện tại không chiêu đãi nịnh hót thật tốt, nếu để cho đối phương lưu lại một điểm mất hứng, chờ khi hắn trở thành tuyệt thế vũ đế hồi tưởng lại, xuất ra đã có thể thảm. Cái gọi là giơ tay không đánh người mặt tươi cười, Lý Vân Tiêu cũng không phải hoàn toàn bất cận nhân tình, lúc này mới nói. Vừa mới rồi đa tạ các hạ xuất thủ, bằng không Tân gia thúc cháu ở một bên phá hư, ta sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy tiến giai vũ đế thành công. Xuất quân uy trong lòng buông lỏng, nhất thời mặt mày rạng rỡ, cất cao giọng nói. Vân Tiêu đại nhân khách khí rồi, mặc dù ta không ra tay, hai tên hề kia há lại là đối thủ của Vân Tiêu đại nhân, ta đã sớm xem bọn hắn không vừa mắt, lần này hẳn là xuất gia ta nên cảm tạ Vân Tiêu đại nhân mới đúng. Xuất quân uy nói lúc này thật ra là lời thật, mượn cơ hội này hắn đã nhất thống cả trường cốc thành. Đối với Lý Vân Tiêu đích thật là cảm kích không ngớt. Chỉ bất quá nửa câu đầu vỗ mông ngựa có hơi quá, tân cầu thắng chính là lục tinh vũ đế, Lý Vân Tiêu căn bản không có phần thắng, chỉ bất quá đối phương nếu muốn giết hắn cũng khó. Xuất quân uy nhiệt tình mời nói. Lúc này đám hề kia đã đền tội, Vân Tiêu đại nhân nếu không chê, xin hãy đến hàng xá của bỉ nhân tụ tập một phen,
cũng tốt để ta tận tình địa chủ. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Bây giờ là ngày nào rồi? Hắn nhớ lại cùng với Bắc Minh Lai Phong còn có Đông Hải ước hẹn, Vương Cung Di chỉ hắn cũng là có tâm tìm tòi, không thể bỏ lỡ thời gian. Xuất quân uy báo cho biết thời gian, mới biết được còn lại hơn một tháng, ở đây lại là Đông Vực chi địa, cách Hải Thiên Trấn cũng không quá xa, mấy ngày hành trình truyền tống liền có thể đi tới. Nhưng hắn nào có tâm tư uống trà tụ tập, liền nói ngay. Ta còn có việc trong người, không thích hợp ở lâu. Các hạ khoản đãi ta đã ghi nhớ kỹ, đợi lúc rảnh rỗi sẽ trở lại tụ họp một chút. Hắn không để ý tới lời mời của xuất quân uy nữa, liền xoay người muốn rời khỏi, đột nhiên dư quang của khóe mắt thấy được Tử Lăng ở bên góc đường đang ngẩng đầu nhìn mình. Tử Lăng trên mặt một mảnh mờ mịt, tựa như người đầu gỗ kinh ngạc đứng ở trong đám người Mặc Vũ thương hội. Lý Vân Tiêu dừng bước, xoay người lại, nói. Quân uy đại nhân, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Lý Vân Tiêu nói. Ta có một vị bằng hữu, hy vọng quân uy đại nhân có thể chiếu cố nhiều hơn. Xuất quân uy sửng sốt một chút, lập tức vỗ vỗ trong ngực, nói. Không biết bằng hữu của Vân Tiêu đại nhân là vị nào. Mời Vân Tiêu đại nhân yên tâm, chỉ cần bằng hữu ngươi ở Trường Cốc Thành, trừ phi xuất quân uy ta đã chết, bằng không tuyệt không người dám động hắn một chút. Lý Vân Tiêu nói. Vậy làm phiền rồi, bằng hữu ta ngay phía dưới. Hắn trước tiên bay xuống phía dưới, đi thẳng tới trước mặt Tử Lăng, hướng phía xuất quân uy nói. Vị này liền là bằng hữu của ta, làm phiền quân uy đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Ở trong thế giới nhược nhục cường thực này, nữ hài tử như Tử Lăng không biết toan tính, thậm chí so với nam tính võ giả bình thường còn nguy hiểm hơn, một ngày vận khí không tốt chính là rơi vào trong tay hạng biến thái như Tân Đồng Đồng. Tử Lăng bối rối đứng ở đó, đối thoại của hai người cũng không có tận lực ẩn giấu, toàn bộ võ giả đều nghe được rất rõ ràng. Nàng làm sao cũng không ngờ tới nếu nói bằng hữu dĩ nhiên sẽ là mình. Bằng hữu? Tử Lăng chỉ cảm thấy có chút mê muội, một trận đứng không vững. Toàn bộ Thiên Vũ đại lục đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện, vũ đế cường giả được thiên hạ kính ngưỡng, ngay cả xuất gia gia chủ đều phải a dua nịnh hót, dĩ nhiên nói mình là bằng hữu của hắn. Không chỉ có Tử Lăng hôn mê, toàn bộ người của Mặc Vũ thương hội cũng đều choáng váng đầu óc. Xuất quân uy lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên hắn cũng không nhận ra Tử Lăng, cũng không biết bất cứ một người nào của Mặc Vũ thương hội. Xuất Hưng Chiêu lúc này vội vàng tiến lên, thấp giọng ở bên tai tộc trưởng giải thích. Xuất quân uy mới chợt hiểu ra, vội vàng vỗ vỗ trong ngực, nói. Sau này Trường Cốc Thành chính là nhà của Tử Lăng cô nương. Sau đó hắn liền lấy ra một khối kim sắc lệnh bài, trực tiếp nhét vào trong tay Tử Lăng, nói. Đây là kim lệnh của xuất gia ta, thấy lệnh bài này như nhìn thấy bản thân ta, ở Trường Cốc Thành thông hành không trở ngại, còn có thể tùy thời điều động tất cả cao thủ bên trong thành. Xem ai không vừa mắt đều có thể trực tiếp giết chết. Tử Lăng lại càng hoảng sợ, run rẩy thiếu chút nữa đem lệnh bài đánh rơi trên mặt đất, cầm trong tay chỉ cảm thấy một trận nóng lên, trầm trọng vô cùng, hầu như dùng hết khí lực cũng vẫn không thể tiếp được. Kỷ phu nhân cũng đã triệt để thất thố, nàng luôn luôn ổn trọng cũng cảm giác hô hấp hết sức gấp gáp khó khăn. Tử Lăng có thể không biết nặng nhẹ, nhưng nàng cũng hiểu rõ trong lòng, đây chính là lệnh bài cao nhất của xuất gia. Người giữ lệnh bài này như có gia chủ đích thân tới, là thực sự đang nắm quyền. Có thể nói, nắm giữ lệnh bài này, Tử Lăng trong khoảnh khắc đã biến thành một trong những kẻ quyền thế nhất Trường Cốc Thành. Tử Lăng vội vã trên mặt đỏ bừng, một lát sau mới nói ra được, đáp. Cái này, lệnh bài kia quá chân quý, ta không thể nhận. Xuất quân uy giả vờ có vẻ tức giận, nói. Tử Lăng cô nương nếu là không chịu thu. Đó chính là không để mặt mũi cho người của xuất gia ta, khinh thường xuất gia ta. Tử Lăng hoảng sợ đem lệnh bài kia thu vào, nàng đâu dám xem thường xuất gia, hơn nữa tận đáy lòng nàng cũng biết. May mắn lớn lao này không có liên quan tới xuất gia, đều là Lý Vân Tiêu ban cho nàng. Nàng lén nhìn trộm Lý Vân Tiêu một cái, nhất thời hai gò má ửng đỏ, trong mắt lộ vẻ cảm kích khó có thể diễn tả bằng lời. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Lệnh bài kia ngươi hãy thu lấy đi, cũng là một điểm tâm ý của quân uy đại nhân. Sau này nếu là gặp phải bất luận cái gì trắc trở, đều có thể đến Trường Cốc Thành tìm quân uy đại nhân giải quyết. Ha ha, Vân Tiêu đại nhân nói rất đúng. Xuất quân uy thấy Tử Lăng đã nhận lệnh bài, nội tâm cũng là hết sức cao hứng, cười to nói.
Xuất gia ta ở Trường Cốc Thành vẫn có một chút thế lực, mọi người ít nhiều đều sẽ cấp cho chút mặt mũi. Tử Lăng cảm kích nói. Cảm tạ Vân Tiêu đại nhân, cảm tạ Quân Uy đại nhân. Người của Mạc Phú Thương Hội đều là vẻ mặt ước ao chí cực nhìn Tử Lăng, biết từ nay về sau, giữa bọn họ đã có một đạo hồng câu khó có thể vượt qua. Ngay cả Kỷ Phu Nhân cũng là vừa mừng vừa sợ, ánh mắt khi nhìn Tử Lăng đã thay đổi hoàn toàn. Ba tỷ nữa khác càng liên tục ước ao Tử Lăng thật là tốt số, nguyên bản mình cũng có cơ hội như vậy, dĩ nhiên gặp cơ hội thoáng qua, cải biến vận mạng cả đời lại bỏ lỡ, đều là hối hận đứt ruột. Hồng Sam cắn chặt hàm răng, cố lấy dũng khí lớn lao đột nhiên nói rằng. Cảm tạ Vân Tiêu đại nhân đối với Tử Lăng tỷ tỷ của ta quan tâm, thương thế trên người Vân Tiêu đại nhân đã khỏe chưa? Đã khiến cho Hồng Sam lo lắng vài ngày, thao thức trắng đêm khó ngủ. Xem ra trong khoảng thời gian này ta và Tử Lăng tỷ tỷ mỗi ngày dùng thuốc trị thương cho Vân Tiêu đại nhân vẫn là có tác dụng, lúc này trong lòng Hồng Sam đã hoàn toàn an tâm. Trên mặt nàng lộ ra vẻ kiều mị, hai mắt nóng rực nhìn Lý Vân Tiêu, khẽ cắn môi đỏ mọng. Bạch Vân và Thanh Thúy đều cảm thấy có chút choáng váng, Hồng Sam này cũng quá nhanh mồm nhanh miệng, muốn đem công lao chuyển rời lên người mình. Kỷ Phu Nhân cũng là trong mắt lóe lên thần tình dở khóc dở cười. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lý Vân Tiêu căn bản ngoảnh mặt làm ngơ, coi nàng như không tồn tại, hướng phía Tử Lăng nói. Đa tạ Tử Lăng cô nương mấy ngày qua dốc lòng chiếu cố, sau này có rảnh rỗi ta sẽ quay về Trường Cốc Thành tới thăm ngươi. Hồng Sam sắc mặt trắng bệch, biết mình căn bản sẽ không lại có bất kỳ cơ hội nào, cơ duyên lớn nhất trong cả đời đã mất đi. Trong ánh mắt của nàng nhìn Tử Lăng, nổi lên ngọn lửa đố kỵ vô cùng cường liệt. Tử Lăng biết Lý Vân Tiêu phải đi, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên mọc lên cảm giác mất mát vô hạn, thoáng cái có chút trống rỗng. Nàng muốn giữ lại hắn, nhưng nàng biết hắn sẽ không lưu lại. Bởi vì hắn là đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện trong thiên hạ, còn mình chỉ là một gã tỳ nữ của Mạc Vũ Thương Hội, mặc dù lúc này đạt được xuất gia xuất lực ủng hộ, cũng là bởi vì mặt mũi của hắn, đoạn hồng câu giữa hai người nàng giống như lạch trời, căn bản vô pháp vượt qua. Nghĩ tới những thứ này, trái tim trống trải của Tử Lăng tựa hồ hơi chút dễ chịu hơn, vội vàng cười nói. Tử Lăng sẽ ở Trường Cốc Thành chờ đợi Vân Tiêu đại nhân tới thăm. Lý Vân Tiêu mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu của Tử Lăng. Động tác này thật giống như trưởng bối đang nhìn tiểu hài tử của mình, nhưng khi Lý Vân Tiêu làm được, lại có vẻ có chút tức cười, dù sao hắn bày biện ra tuổi tác, bất quá là cùng với Tử Lăng sấp xỉ mà thôi. Xuất Quân Uy cười nói. Vân Tiêu đại nhân chớ vội rời khỏi, tại hạ có chuyện muốn cùng Vân Tiêu đại nhân hiệp thương một chút. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên vẻ không hài lòng, hắn cũng không có tâm tình cùng với Xuất Quân Uy hiệp thương cái gì, nhưng mình đã đem Tử Lăng nhờ vả cho Xuất gia, cũng không tiện làm mất mặt mũi của Xuất gia, không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Chuyện gì? Xuất Quân Uy nhẹ nhàng cười, tựa hồ sợ bị người nghe được, trực tiếp truyền âm qua, nói. Ta xem vừa rồi khi Vân Tiêu đại nhân đột phá vũ đế, trên người kim quang lấp lánh, tựa hồ tu luyện luyện thể thuật nào đó. Con người Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút lại, thần sắc trong mắt lập tức trở nên lăng lệ. Phách Thiên luyện thể quyết tuy rằng ở trong tay hắn cải biến không ít, nhưng từ vẻ bề ngoài nhìn vẫn là cùng bản gốc không có gì khác biệt. Tuy rằng không phải người người đều thấy qua luyện thể thuật của Ngạo Trường Không, nhưng ít nhiều đều sẽ có nghe thấy. Xuất Quân Uy bị ánh mắt của hắn làm cho càng hoảng sợ, vội vàng nói. Vân Tiêu đại nhân nghìn vạn lần chớ có hiểu lầm, tại hạ đối với luyện thể thuật tuyệt không lòng muốn xem trộm, mà là có một việc muốn tìm đại nhân thương lượng. Lý Vân Tiêu biết mình nghĩ lầm rồi, lạnh nhạt nói. Chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Xuất Quân Uy lúc này mới truyền âm nói. Ngay ngày gần đây, một nơi ngoài Trường Cốc Thành hơn 30 vạn dặm có người phát hiện một địa phương thần bí. Căn cứ tra xét, thị nơi một vị đại năng năm xưa danh chấn thiên hạ Vũ Hóa. Bởi địa phương đó ở chỗ giao giới giữa Trường Cốc Thành và Địa Long Thành. Do đó dẫn tới lưỡng thành quan hệ khẩn trương cao độ. Mà ta cũng cùng Tân gia người một đạo, cùng Địa Long Thành kỳ thế lực lớn đã giao thiệp, dự định cộng đồng thăm dò chỗ địa phương. Lý Vân Tiêu vừa nghe liền lập tức hiểu được then chốt trong đó, lạnh nhạt nói. Ngươi là sợ rằng Tân gia đã diệt. Bản thân một mình khó có thể chống lại thế lực của Địa Long Thành, do đó mong muốn ta trợ giúp ngươi một tay. Xuất Quân Uy bị nhìn phá tâm tư, ngượng ngùng cười nói. Vân Tiêu đại nhân quả nhiên thông tuệ hơn người,
chính là cái ý tứ này, nhưng tuyệt sẽ không để cho đại nhân không công xuất thủ. Ta xem Vân Tiêu đại nhân vừa rồi thi triển ra luyện thể thuật, có thể thấy được là hành gia trong phương diện này. Mà vị đại năng chi sĩ kia lúc còn sống cũng là tu tập luyện thể thuật cực mạnh, nếu là có thể đạt được, có thể đối với Vân Tiêu đại nhân tu luyện sẽ có trợ giúp cực lớn. Nga, ngươi nói đại năng kia là ai? Không biết ta đã có nghe qua hay chưa? Lý Vân Tiêu nguyên bản đối với chuyện này không hề có ý đồ, nhưng vừa nghe có liên quan tới luyện thể thuật, nhất thời hứng thú. Dù sao luyện thể bí quyết của hắn hiện tại hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi lại đi, hoàn toàn nhìn không thấy con đường phía trước. Xuất Quân Uy nói, vị đại năng chi sĩ kia vào mấy ngàn năm trước đó là tồn tại oai phong một cõi. Là Vu Giật Tiên, không biết Vân Tiêu đại nhân đã từng nghe nói qua. Cái gì, dĩ nhiên là hắn. Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, trên mặt thần sắc biến ảo mấy lần, xem ra trong mắt Xuất Quân Uy cũng là một trận vui vẻ, biết chuyện này quá nửa đã thành. Xuất Quân Uy rèn sắt nhân lúc còn nóng nói. Vu Giật Tiên năm xưa chính là tuyệt đại cường giả, thế nhưng toàn năng chi tài, không chỉ có tu vi thông thiên, hơn nữa tinh thông thuật đạo và thể thuật, càng có nghe đồn hắn đã bước vào thập phương thần cảnh. Lần này bị người phát hiện nơi hắn hóa vũ, cũng có thể tìm tòi cổ chi tiên hiền, có phải thực sự đã thành thần hay không? Nhưng vô luận như thế nào, tất nhiên có trọng bảo ở bên trong khẳng định sẽ không sai. Đến lúc đó trọng bảo vật phân cho Trường Cốc thành ta, tùy ý Vân Tiêu đại nhân trước tiên lựa chọn. Hắn lúc này vô cùng hào phóng, vô luận là xuất phát từ mục đích xin Lý Vân Tiêu giúp đỡ, hay là mượn hơi giao hảo Lý Vân Tiêu mục đích. Đây đều là biểu hiện ắt không thể thiếu. Hơn nữa Trường Cốc thành tân gia vừa diệt, toàn bộ sản nghiệp đều thuộc về hắn, trong đó chỗ tốt sợ là so với toàn bộ bảo bối do Vu Giật Tiên lưu lại đều mạnh hơn. Lý Vân Tiêu không do dự nữa, nói. Được, ta liền theo ngươi đi một chuyến, càng nhanh càng tốt. Xuất Quân Uy đại hỉ, vội hỏi. Rất nhanh thôi, sự tình đã là lửa xém lông mày, nếu không phải Trường Cốc thành biến cố đột phát, ta đều đã đang chuẩn bị, tối đa còn cần thời gian 2 ngày. Lý Vân Tiêu nói. Như vậy rất tốt. Xuất Quân Uy lập tức bắt đầu an bài xuống phía dưới, đầu tiên là lấy thời gian ngắn nhất tiêu diệt tân gia dư nghiệt, đồng thời lấy quy cách cao khoản đãi Lý Vân Tiêu. Hơn nữa ở dưới sự yêu cầu của Tử Lăng đem toàn bộ Mạc Vũ Thương hội đều an trí tốt. Lý Vân Tiêu cũng mượn cơ hội tiến nhập trong giới thần bi tu luyện, ổn định vững chắc cảnh giới một chút. Dù sao vừa mới đột phá đến Vũ Đế, hơn nữa hiện tại tu vi và thân thể đều là kiếp trước đồng cấp biệt thời gian vô pháp sánh bằng cường. 2 ngày sau, Trường Cốc thành hết thảy đều an định xuống. Xuất gia nắm trong tay truyền tống bên trong khu vực, hơn 10 người bị chia làm 2 nhóm tiến vào trong trận, hướng phía ngoài thành hơn 30 vạn dặm truyền tống đi. Bởi vì giữa 2 thành cũng không có truyền tống trận, cho nên bọn người Lý Vân Tiêu bọn người chỉ có thể truyền tống đến phạm vi đại khái hơn 30 vạn dặm, nhưng chỗ đáp xuống vẫn cách đích một đoạn. Một đội 7 người bọn hắn do Xuất Quân Uy đầu lĩnh, Lý Vân Tiêu cũng ở trong đó. Rất nhanh đoàn người đã đi đến một chỗ vắng vẻ không người, nhìn qua là một mảnh hoang cốc rộng mênh mông. Xuất Quân Uy xuất ra một cái tinh bàn ra, bắt đầu định vị. Ở trong thiên võ giới mênh mông, ngoại trừ thành trì nhân loại cư trú ra, tuyệt đại đa số chỗ đều cực kỳ vắng vẻ, rộng lớn vô biên, nếu không thể định vị phương hướng thì mặc cho thực lực ngươi cao bao nhiêu cũng rất khó bay ra khỏi vùng hoang vu kia. Xuất Quân Uy định vị một chút, chỉ vào một mảnh hạp cốc phía trước nói. Chính là hướng này, chênh lệch với mục tiêu khoảng chừng 2 vạn dặm. 2 vạn dặm cũng là khoảng cách cực xa, nhưng đối với loại truyền tống phạm vi đại khái này mà nói cũng có thể tạm chấp nhận được. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói. Phiến hạp cốc này không chỉ không có một ngọn cỏ, hơn nữa linh khí cũng hoang vu, ở đông vực cũng là một nơi linh khí khô khan hiếm thấy, Vu Giật Tiên sao lại chọn chỗ này tọa hóa, chẳng lẽ tin tức là giả sao? Xuất Quân Uy sửng sốt. Cũng bắt đầu trở nên trầm tư nói. Trước khi xác định quả thật không cách nào phán định được, nhưng nơi này nhất định là chỗ một vị đại năng chi sĩ vũ hóa, điểm ấy đã được xác nhận nhiều lần rồi, chỉ là vẫn chưa có người nào có thể xâm nhập được vào trong thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Chỉ mong không uổng công. Một đoàn 7 người đều là cường giả võ đế, dọc theo hạp cốc kia tiến về trước, toàn bộ hình dạng mặt đát hạp cốc đều hiện ra ở bên dưới. Lý Vân Tiêu không ngừng quan sát địa thế bên dưới, lông mày bất giác cau chặt lại. Rốt cục, khi đến một vách núi đá nhô lên, Lý Vân Tiêu trực tiếp quay người bay xuống,
đáp xuống trước vách núi kia. Từ không trung nhìn xuống, cái vách núi này giống như một tường thành vắt ngang cả vùng đất, kéo dài hơn cả ngàn dặm, cao thấp không đồng nhất. Người xuất gia đều nhao nhao nhíu mày, đối với hành vi đột ngột tách khỏi đội ngũ này của hắn đều lộ ra vẻ bất mãn. Lý Vân Tiêu tuy rằng thiên phú kinh người, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng hiện giờ dù sao cũng chỉ là võ đế nhất tinh mà thôi, mọi người đối xử với hắn thế đã là rất khách khí rồi, không thể tưởng được hắn còn suốt ngày mặt lạnh, xa cách với mọi người, tất cả mọi người đều cả thấy tức giận, nguyên một đám rừng trên không trung hừ lạnh không thôi. Ngược lại lòng dạ xuất quân uy lại tương đối rộng rãi, hơn nữa ánh mắt cũng hơn xa những người kia. Từ việc hắn nắm bắt thời cơ ra tay đánh chết Tân Cầu Thắng, cùng với hành vi hết lòng lôi kéo Lý Vân Tiêu của hắn là đã thấy được, tâm cơ và khí độ của người này thật sự không tầm thường. Vân Thiếu, làm sao vậy? Ngay khi năm người khác còn lạnh lùng đứng trên không trung, lộ ra vẻ khinh thường thì xuất quân uy đã trực tiếp bay xuống, đáp xuống bên người Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi thăm. Lý Vân Tiêu im lặng không nói, dùng tay nhẹ vuốt qua vách đá kia, sau đó bỗng nhiên đánh ra một quyền, phanh một tiếng đánh xuyên qua cả vách đá, lộ ra một cái quyền động. Ha ha, Vân Tiêu đại nhân quả nhiên lợi hại, một quyền liền đánh thủng thạch bích một cái đông, rất giỏi, rất giỏi. Trên bầu trời một gã người xuất gia lập tức châm chọc khiêu khích, người còn lại nghe vậy cũng nhìn nhau cười cười, lộ ra vẻ kinh miệt không chút che giấu. Sắc mặt xuất quân uy trầm xuống, phẫn nộ quát. Tất cả im miệng cho ta, ai còn nói thêm một câu nữa, trực tiếp khấu trừ đi tài nguyên cung cấp trong 5 năm. Năm người trên không trung lập tức sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn quả thực không thể tin được tộc trưởng lại vì loại chuyện này mà khấu trừ cung ứng trong 5 năm của bọn hắn. Phải biết rằng trong bất kỳ tông môn nào, tài nguyên cung cấp cho cường giả võ đế tu luyện đều không hề hạn chế, nói cách khác người có thể sử dụng bao nhiêu thì sẽ cho bấy nhiêu, bởi vì tầm quan trọng của võ đế không cần nói cũng biết. Nếu cắt đứt cung ứng trong 5 năm cũng có nghĩa sẽ khiến tên cường giả võ đế này trực tiếp nghỉ ngơi 5 năm, 5 năm cũng không cần tu luyện nữa. Nếu võ đế này không đi phá phách cướp bóc, không tự mình nghĩ cách thu hoạch tài nguyên vậy thì cơ bản coi như đã bị phế mất, cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới trước mắt. Cho nên năm người trên bầu trời đều khó mà tin được xuất quân uy lại làm ra quyết định như thế, nhưng uy nghiêm của tộc trưởng vẫn còn đó, năm người bọn hắn cũng không dám lên tiếng nữa, nhưng oán khí và khinh thường trên mặt ngược lại càng thêm năng. Trong lòng xuất quân uy cũng có chút phàn nàn, không biết Lý Vân Tiêu đang làm trò gì, hơn nữa chưa bao giờ bận tâm mặt mũi của mình, nên hắn đành phải hỏi lần nữa. Vân Tiêu đại nhân, có phát hiện được gì không? Lý Vân Tiêu dùng tay khẽ vuốt qua vách đá nói. Cả vách núi ngàn dặm này, cũng không phải do tự nhiên hình thành, mà là do sức người tạo nên. Cái gì? Thân hình xuất quân uy, hiển nhiên đã bị kết luận này chấn kinh. Hắn cũng dùng tay vuốt ve trên vách núi, hồ nghi nói. Điều này sao có thể, nơi này đúng như Vân Tiêu đại nhân nói, linh khí mỏng manh có thể sánh với Nam vực rồi, sao lại có kiến trúc nhân công được chứ? Hơn nữa vách núi hắn cũng thử sờ qua, là nguyên một khối, không khác biệt gì với mặt đất cả. Lý Vân Tiêu nói, đó là vì mặt ngoài bức tường này đã bị phong hóa quá nhiều, cho nên không khác gì với vách núi bình thường cả. Người dùng tay đánh vào chính giữa ngọn núi liền có thể phát hiện bức tường này chỉ dùng nham thạch cực kỳ chắc chắn tạo thành, loại thạch tài này cũng không hiếm thấy, chính là tồn tại lục giai, gọi là giao quang phi thạch, trong toàn bộ đông vực cũng có không ít. Lần nữa bắt đầu tông đại tái, phương lôi đài lớn nhất kia chính là do giao quang phi thạch đúc thành, chỉ thế thôi cũng đủ lộ rõ sự giàu có của bắt đầu tông rồi. Xuất quân uy cũng là người đông vực, tự nhiên hiểu rõ, lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ thất thanh nói. Ý của Vân Tiêu đại nhân là, vách núi cả ngàn dặm này đều là do giao quang phi thạch lục giai đúc thành sao? Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy có chút khó tin, nhưng sự thật lại bày trước mắt, hắn cười khổ một tiếng, nói. Đúng là ý này. Cái này, điều này sao có thể? Xuất quân uy liên tục lắc đầu, nói. Nếu cả ngàn dặm đều là dùng thạch tài lục giai tạo thành, coi như là thánh vực và hóa thần hải cũng chưa chắc có tài lực này. Lý Vân Tiêu lại bay tới trước vài dặm, đánh ra một quyền, trong tầng đá dày đặc, không chỗ nào mà không phải là giao quang phi thạch. Xuất quân uy một đường đi theo, tuy rằng trong lòng vẫn không tin, nhưng sự thật lộ ra trước mắt lại khiến lòng hắn bắt đầu thấy dao động. Năm người khác cũng nghe vậy mà xuống, nguyên một đám lộ ra vẻ cổ quái, như thế nào cũng không tin.
một người trong đó khẽ nói. Có lẽ vách núi ở đây vốn đã có bộ dáng này, bên ngoài là đất đá, bên trong chính là giao quang phi thạch cũng nên. Lý Vân Tiêu xoay đầu lại nhìn người nọ, nói. Ngươi nói cứ trong đầu ngươi có phải lớn lên đã vậy không, trời sinh cứ như vậy, bên ngoài là sọ heo, bên trong lại là một bao cứt. Ngươi, tên võ giả kia giận tím mặt, đang muốn phát tác, lại bị xuất quân uy hung hăng trợn mắt liếc qua, ánh mắt sắc bén kia lập tức khiến lửa giận của hắn bị dập tắt. Xuất quân uy nói, Vân Tiêu đại nhân, đây có phải là một mạch khoáng giao quang phi thạch, trực tiếp theo trồi lên khỏi mặt đất, do đó hình thành một đầu thạch bích kéo ngang cả ngàn dặm thế này không? Lý Vân Tiêu nói, tình huống ngươi nói tùy rằng khả năng cực thấp, nhưng cũng không bài gì. Bất quá mạch khoáng trừ phi là đại mỏ siêu cấp, nếu không sẽ không một đường nối liền cả ngàn dặm như vậy, chính giữa không hề bị gián đoán chút nào. Nhưng nếu là đại mỏ siêu cấp vậy thì thứ lộ ra chỉ là một phần nhỏ nhất, chỗ bên dưới chân chúng ta chính là giao quang phi thạch vô cùng vô tận rồi. Xuất quân uy đột nhiên chấn động, không ức chế nổi cuồng hỉ nói. Nhất định thế. Nhất định là đại mỏ siêu cấp ha ha, lần này phát tài rồi. Xuất quân uy chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này rất được ông trời chiếu cố, trước là thu được toàn bộ sản nghiệp của Tân gia, sau lại tìm được một đại mỏ siêu cấp, hơn nữa tất cả những cái này đều cùng một nhịp thở với Lý Vân Tiêu. Xem ra Lý Vân Tiêu này quả nhiên là phúc tinh của ta a, nhất định phải đánh tốt quan hệ với hắn mới được. Hắn vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng vách núi này là do nhân công tạo thành. Mà ngược lại cho rằng dưới chân là đại mỏ siêu cấp. Lý Vân Tiêu cười nói. Quân uy đại nhân sợ rằng phải thất vọng rồi, không tin ngươi có thể một đường bổ mặt đất ra thử xem. Xuất quân uy cười nói. Tốt, vậy thì xem thử Vân Tiêu đại nhân nói chính xác, hay là tại hạ suy đoán chính xác. Hắn hào khí can vân, cười to mấy tiếng, trong tay hiện ra một thanh bảo kiếm tản ra hàn quang, nhắm ngay xu thế vách núi, bổ xuống một kiếm ở chỗ cách đây mấy chục thước. Kiếm quang trực tiếp chui vào trong mặt đất, một cái khe hình thành, bắt đầu kéo dài ra xa xa. Ầm ầm, trong mặt đất truyền đến rung động lắc lư rất khó, bởi vì niên đại đã quá mức lâu đời, nên vách núi song song với nó cũng bị chấn sập không ít. Một kiếm này của xuất quân uy trực tiếp chém ra vài dặm, hơn nữa còn sâu đến mấy trăm mét, giống như một miệng vết thương trên mặt đất vậy, lộ ra thịt ở bên trong. Bảy người toàn bộ bay xuống, phi hành trong cái khe kia. Bảy người đều là cao thủ võ đế, thần thức rất mạnh, bọn hắn đã nhớ kỹ chất liệu của giao quang phi thạch, có thể dễ dàng phân biệt ra thạch tài trong mặt đất này, nhưng giờ thần sắc trên mặt mỗi người đều vô cùng ngưng trọng. Một đường bay đến cuối vách núi, chỉ ngẫu nhiên phát hiện một ít thạch tài giao quang phi thạch lẻ tẻ, cái này ngược lại càng nói rõ vách đá này vốn là do nhân công tạo thành, cho nên mới để lại một ít nguyên liệu vụn vặt như thế. Lúc này người xuất gia đều im lặng không nói nữa. Chuyện khó có thể tin nổi vậy mà giờ đang xuất hiện trước mắt bọn họ. Nếu nói vách núi này thật sự do nhân công kiến thành, vậy thì cả phiến khu vực hạp cốc này, vào không biết bao nhiêu năm trước kia là nơi phồn hoa đến mức nào chứ? Khóe miệng Lý Vân Tiêu hơi lộ vẻ tươi cười, ánh mắt ngưng lại nói. Chuyện càng ngày càng có ý tứ rồi, phân bố linh khí tại thiên võ giới cũng giống như địa thế sông ngòi vậy, rất khó cải biến. Nếu thật lâu trước kia nơi này từng có thành trì phồn hoa vậy thì tất nhiên là một nơi linh khí cực kỳ nồng đậm, nhưng bây giờ vật cực tất phản, ngược lại thành một nơi hoang vắng. Hắn cười nhạt một tiếng, nói. Ta hiện giờ ngược lại đã tin tưởng, nơi này có lẽ thật là nơi vu giật tiên vũ hóa rồi, hắn nhất định đã phát hiện ra chút gì đó. Xuất quân uy cũng trở nên ngưng trọng lên, nếu thật sự như Lý Vân Tiêu phỏng đoán, vậy thì bí mật ở nơi này rất có khả năng sẽ kinh thiên động địa. Những người còn lại cũng đều ngậm miệng lại, thái độ đối với Lý Vân Tiêu cũng tốt hơn một chút. Một đoàn bảy người tiếp tục phi hành tới trước, mấy canh giờ sau, nhan sắc mặt đất biến hóa. Mảnh hoang vu đất vàng trước kia dần dần chuyển thành màu đỏ, toàn bộ đại địa đều giống như bị nung đỏ vậy, vô cùng tươi đẹp. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Quân uy đại nhân, nơi này cách đích còn xa lắm không? Xuất quân uy lấy ra định tinh bàn nhìn một chút, nói. Đại khái chừng 9.000 dặm là đến khu vực ngoại vi rồi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Khu vực ngoại vi là có ý gì? Người dò xét cũng chưa tiến vào bên trong sao? Xuất quân uy cười khổ một tiếng, nói. Lúc trước người mấy đại thế gia của hai thành cũng chỉ hiếu kỳ với chỗ này thôi, tổng cộng phái 3 lượt người đến đây điều tra,
lần đầu tiên là Úy gia thành Địa Long một mình tiến hành, lần hai là do ba nhà Tân gia và Úy gia, Đỗ gia thành Địa Long liên thủ tiến hành, người phái đi trong hai lần này toàn bộ đều đã chết hết. Lý Vân Tiêu nheo mắt, giật mình nói. Cái gì, đều chết hết? Sắc mặt Xuất Quân Uy ngưng trọng, gật đầu nói. Đúng là chết rồi, cho nên mới có lần thứ ba, hai thành Ngũ gia liên thủ điều tra, xuất gia ta phái đi chính là Xuất Sơn Lực trưởng lão, cường giả võ đế tứ tinh đỉnh phong, dẫn theo bốn người tiến đến dò xét. Người Nam Nhàm tổng cộng hơn 30 người, chỉ riêng cường giả võ đế đã hơn 9 người, nhưng cũng chỉ có bốn người giữ được tính mạng thoát được. Xuất Sơn Lực giờ phút này cũng không có trong đội ngũ này, mà đang ở trong một tiểu đội khác của xuất gia, cũng không biết đã bị truyền tống đến nơi nào rồi nữa. Lý Vân Tiêu hai mắt ngưng lại, nói. Nhiều người như vậy, cũng không thể tiến vào bên trong, bọn họ chết thế nào? Chết vì cấm chế sao? Tên võ giả lúc trước bị Lý Vân Tiêu mỉa mai hừ lạnh nói móc. Vì sao nhất định phải là cấm chế, không thể chết bởi yêu thú sao? Người cũng thấy đấy, nơi này linh khí mỏng manh, cấm chế có cường đại hơn nữa nhưng trải qua mấy ngàn vạn năm, cơ bản cũng hóa thành cho bụi rồi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Ngay cả tên não heo như ngươi cũng biết nơi an nì linh khí mỏng manh, chẳng lẽ có yêu thú còn ngốc hơn cả ngươi dừng lại ở nơi linh khí mỏng manh này tu luyện sao? Cái này, trên mặt tên võ giả kia phủ một tầng băng, muốn phản bác, lại không biết phản bác thế nào, chỉ có thể hừ hừ nói. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, tập kích Sơn Lực trưởng lão bọn hắn đúng là yêu thú, hơn nữa còn không ít. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Xuất Quân Uy nói. Lần này Vân Thiếu đích thật đã đoán sai, đây cũng là điểm đáng ngờ mà ta từng nghĩ qua. Nơi này linh khí mỏng manh như thế, sao lại có nhiều yêu thú cao giai vậy được, ở ngoại vi đã có yêu thú cửu giai trung cấp tồn tại, bây giờ nghĩ lại cảm thấy cực kỳ không hợp lý a. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nếu vậy thì quá thú vị rồi, lập tức tiến tới xem thử, ta cũng rất chờ mong xem thử Vu Giật Tiên đến cùng để lại đồ chơi gì tốt đây. Xuất Quân Uy lắc đầu cười khổ không thôi. Ở chung mấy ngày hắn cũng hiểu được phẩm tính Lý Vân Tiêu, chính là loại phóng đãng không bị trói buộc này, tựa hồ không có chuyện gì có thể khiến hắn nhìn thẳng vào vậy, nhưng trong đôi mắt không hề bận tâm kia luôn lộ ra một cổ tang thương khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Rất nhanh đã đến vị trí mà định tinh bàn ghi lại, bảy người trực tiếp đón gió ngừng trên không trung. Nhìn về trước là một dãy bình nguyên vô tận, sa lịch màu đỏ nhạt trải rộng trên cả vùng đất, không nhìn ra bất cứ sinh cơ nào cả. Thần thức Lý Vân Tiêu cường đại dị thường, rất nhanh liền phát hiện không gian phía trước tựa hồ có chút không đúng, giấu giếm nguy cơ. Hắn lâm không điểm xuống một ngón tay, một đạo quang mang trực tiếp bắn tới, rất nhanh đã tiêu thất phía trước. Xuất Quân Uy nói, không gian nơi này thập phần hỗn loạn, một khi tiến vào trong đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chúng ta dừng ở đây đợi những người còn lại đi. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nhìn vào một chỗ trong bầu trời. Thần sắc khẽ động, nói. Đã có người tới trước rồi, đều xuất hiện đi. Bọn người Xuất Quân Uy cả kinh, lập tức nhìn về phía trước. Một lát sau, không gian chỗ đó có chút nhộn nhạo, mấy đạo nhân ảnh hiển hiện trên trời cao, đều là trường bào thanh sam thuần một sắc, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ khó có thể tin. Xuất Quân Uy thấy rõ mọi người, hừ lạnh nói. Thì ra là Úy gia thành Địa Long, trốn trong hư không rất thích sao. Tộc trưởng Úy gia Úy Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Quân Uy đại nhân nói đùa rồi. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, đánh giá một phen, không khỏi thầm giật mình. Thiếu niên này tuổi còn trẻ như thế, vậy mà đã là tôn sư võ đế, thật sự trẻ đến mức khiến người khó có thể tin được. Hắn không khỏi đánh giá thêm vài lần, rồi mới lên tiếng. Vị tiểu huynh đệ này rất lạ mặt a. Không biết làm sao nhìn ra chúng ta ẩn nấp trong hư không thế. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Thần thức quét qua, chẳng phải thấy được sao, chẳng lẽ các ngươi trốn rất kỹ sao? Một gã người Úy gia tức giận hừ nói. Ngươi nói đùa gì thế, chúng ta đã dùng một tấm ẩn độn phù cao giai, không có thần thức của thuật luyện sư cửu giai thì căn bản không cách nào nhìn ra được, chẳng lẽ ngươi là thuật luyện sư cửu giai sao? Lý Vân Tiêu nhẹ ồ lên một tiếng, nói. Ta có hay là thuật luyện sư cửu giai hay không chưa cần nói đến, chư vị vì trốn đi không cho người phát hiện, vậy mà cam lòng dùng một tấm ẩn độn phù cao giai phạm vi lớn, không biết là có dụng ý gì.
sắc mặt Suất Quân Uy cũng đột biến, nghi hoặc nhìn qua người Úy gia, lạnh lùng nói. Đúng vậy, Đông Dương huynh có thể giải thích chút được không? Úy Đông Dương có phần thâm ý nhìn Lý Vân Tiêu, lúc này mới cười nói. Chư vị đa nghi rồi, nơi này dù sao cũng là chỗ hung hiểm, chúng ta vì an toàn bởi vậy mới ẩn nấp trong hư không, trông thấy chư vị tiến đến, đang định đi gặp mặt thì đã bị phát hiện rồi. Giải thích này quá mức gượng ép, nhưng nếu đối phương đã không muốn nói, người Xuất gia cũng không có cách nào cả. Xuất Quân Uy nhàn nhạt a một tiếng, hiển nhiên là không tin. Tuy là liên thủ tầm bảo, nhưng mọi người đều có tâm tư. Hơn nữa Uy gia là gia tộc phát hiện ra phiến khu vực này trước tiên, hiểu biết đối với nơi này cũng là nhiều nhất. Úy Đông Dương thấy Xuất Quân Uy bộ dạng không tin, cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục giải thích, ngược lại nói. Hai ngày này có tin tức truyền đến, nói là thành Trường Cốc xuất hiện kinh biến, Quân Uy đại nhân và nhị công tử Tân gia cùng nhìn chúng một tỷ nữ, bởi vậy huyên náo đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng xuất ra tiêu diệt Tân gia, không biết tin tức đó có thật không? Mặt Xuất Quân Uy lộ ra hắc tuyến, đổ mồ hôi nói. Lời đồn đãi phố phường, không thể tưởng được Đông Dương huynh cũng tin, chẳng lẽ muốn ta xem thường ngươi sao? Ha ha, những lời đồn đãi phố phường này ta tự nhiên không tin, ngược lại chuyện Tân gia bị diệt môn, cái này sẽ không giả chứ? Trong mắt Úy Đông Dương lóe ra hào quang, nhìn thẳng Xuất Quân Uy, không bỏ qua bất kỳ biểu lộ nào trên mặt hắn cả. Xuất Quân Uy cũng là lão hồ ly, cười lên ha ha, lười biếng nói. Chuyện thành Trường Cốc đã có thành Trường Cốc ta xử lý, Đông Dương huynh biết quá nhiều, quản quá rộng rồi, cái này cũng không hay lắm đâu. Úy Đông Dương thầm mắng một câu, trên mặt vẫn cười nói. Ha ha, Quân Uy đại nhân nói rất đúng, như vậy xem ra, Tân gia sẽ không tham gia hành động lần này rồi. Thấy Xuất Quân Uy không nói tiếp, tựa hồ xác minh suy nghĩ trong lòng, đôi mắt Úy Đông Dương hơi nhắm lại, không biết đang suy tư việc gì, sau đó chỉ vào phía trước nói. Nơi đây do chúng ta nhiều lần do xét nên tựa hồ ngày càng không ổn định. Trước kia đi qua nơi này, căn bản khó có thể phát giác có dị thường, hiện giờ chỉ cần thoáng lưu tâm là có thể phát hiện không gian bị vặn vẹo, lần này nhất định phải xâm nhập bên trong, tìm hiểu cho rõ ràng mới được. Sắc mặt Xuất Quân Uy cũng ngưng trọng nói. Lần này cao thủ hai thành chúng ta cơ hồ đốc toàn bộ lực lượng, nhất định có thể xâm nhập bên trong. Úy gia các người hiểu rõ nhiều nhất, đến lúc đó còn nhờ nói ra nhiều tin tức hữu dụng mới được. Úy Đông Dương kinh ngạc nói. Quân Uy đại nhân nói như vậy liền khách khí rồi, tất cả những gì chúng ta biết đều đã công bố rồi còn gì. Xuất Quân Uy hừ một tiếng, lời này hắn sẽ không tin đấy, chỉ lạnh nhạt nói. Sao đã lâu như thế chỉ có hai nhà ta và ngươi? Đỗ gia và Tần gia thành Địa Long đâu rồi? Úy Đông Dương trên mặt tươi cười, nói. Bọn hắn chỉ vì cái trước mắt, không nghe ta khuyên, đã đi vào trước rồi. Cái gì? Thân hình Xuất Quân Uy chấn động, giật mình nói. Đã nói là cùng nhau dò xét, bọn hắn sao lại đi vào trước? Úy Đông Dương cười nói. Cái này tiểu đệ không biết, có lẽ bọn hắn cảm thấy lực lượng của mình đã đủ, khinh thường hợp tác với người ta a. Hừ. Xuất Quân Uy lạnh lùng hừ thoáng một phát, thần sắc trên mặt biến hóa phức tạp. Úy Đông Dương nói. Theo như Quân Uy đại nhân vừa rồi nói thì Tân gia có lẽ sẽ không có ai đến, vậy chúng ta đi vào thôi. Xuất Quân Uy nhìn ra xa xa, bọn họ là hai đội nhân mã, không biết người đội khác vì sao còn chưa tới. Úy Đông Dương thấy thần sắc hắn do dự, khó hiểu nói. Quân Uy đại nhân còn điều gì băn khoăn sao? Xuất Quân Uy đang muốn nói, đột nhiên bên tai nghe được truyền âm của Lý Vân Tiêu, lập tức sắc mặt hơi đổi, ngược lại nói. Cũng không có gì băn khoăn, nếu vậy thì đi thôi. Chúng ta đều là người mới lần đầu đến, làm phiền các vị đại nhân Úy gia dẫn đường rồi. Úy Đông Dương nói. Dễ nói, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tiến thối là được. Hắn nói xong, liền cùng người Úy gia bước vào trong phương không gian vặn vẹo phía trước. Bọn hắn chẳng qua chỉ bước ra một bước thôi, thân thể tất cả mọi người đã trở nên vặn vẹo, hơn nữa thoáng cái chỉ còn thấy được mấy cái chấm đen ở xa xa. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, nhìn qua cảnh tượng trước mắt trở nên suy tư. Xuất Quân Uy lại quay đầu lại, hỏi chuyện truyền âm vừa rồi. Lý Vân Tiêu lên tiếng. Những người Úy gia này tựa hồ trong lòng có quỷ, Quân Uy đại nhân có thể lưu lại một đạo tin tức ở đây, đợi đội ngũ khác tới sau có thể rõ ràng.
Nếu thật sự có vấn đề, đến lúc đó cũng có thể tiếp ứng, không đến mức hoàn toàn bị động. Xuất quân uy trong lòng hơi trầm xuống, tựa hồ ý thức được việc này sẽ không đơn giản, thập phần đồng ý với ý kiến của Lý Vân Tiêu. Hắn đi phía trước một bước, lập tức đánh ra vài đạo quyết ấn, tạo thành một cái trận pháp hình tròn, thời gian dần qua ẩn vào trong hư không, lúc này mới nói. Đội ngũ khác chỉ cần đến nơi đây liền có thể phát hiện tin tức ta lưu lại, Vân Tiêu đại nhân, chúng ta đi thôi. Một đoàn 7 người trực tiếp bước vào khu vực phía trước, cũng cảm nhận được không gian trước mặt khẽ nhúc nhích, liền phát hiện đã rời khỏi chỗ lúc trước hơn 1.000 mét rồi, mà người úy gia đang ở phía trước không xa chờ bọn hắn, 7 người vội vàng đi theo. Xuất quân uy nói, Đông Dương huynh, tiến vào khu vực này cảm giác như cách ly với ngoại với vậy, khiến ta có cảm giác thập phần nguy hiểm, không biết người hai nhà Đỗ, Tần đã đi đâu rồi. Úy Đông Dương cười nói, cảm giác rất nguy hiểm là tốt rồi, bọn hắn có lẽ đã thâm nhập vào trong rồi. Mấy ngàn dặm phía trước đều là khu vực ngoại vi cả, tùy thời phải chú ý nguy hiểm mới được. Một gã người úy ra đột nhiên nói. Nói nguy hiểm đã tới rồi. Mọi người trong lòng rùng mình, nhìn lại phía trước, chỉ thấy chỗ cách đây hơn 100 mét có một đầu sói hoang cao cỡ nửa người, màu lông trên người pha đen, tạo thành hoa văn cổ quái, trong đôi mắt tỏa ra lục quang, tựa hồ đang nhìn chăm chú về hướng mọi người. Lý Vân Tiêu cảm thấy hiếu kỳ, thần thức bắn qua. Đầu sói hoang kia trong yên tĩnh lộ ra khí tức cực kỳ hung bạo, dĩ nhiên là yêu thú bát giai. Khó trách cường giả 4 nhà 2 thành tiến đến đều vẫn lạc, xem ra ở khu vực ngoại vi này có yêu thú cửu giai rất có khả năng là thật. Nhưng mà nơi này linh khí mỏng manh, những yêu thú này sao lại ở đây chứ? Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, hai đồng tử dần dần hóa thành huyết nguyệt, nguyệt đồng chi lực tản ra, ngưng mắt nhìn qua. Thân hình con sói hoang kia đột nhiên run lên. Trong miệng thấp ngao một tiếng, sau đó nhảy ra mấy mét, cúi cái đầu xuống, làm ra trạng thái tùy thời công kích, vạn phần cảnh giác nhìn qua bên này. Lý Vân Tiêu trong lòng bắt đầu hồ nghi, dưới nguyệt đồng chi lực của hắn, có thể khám phá tất cả ảo thuật, đầu sói hoang này quả thật là thật thể, cũng không phải hư ảo. Lục quang trong mắt sói hoang càng lớn, hung mang lóe lên, tựa hồ cảm giác được gì đó, thấp giọng ngao ngao vài câu, lại đột nhiên quay người chạy vội đi. Chỉ mấy hơi đã biến mất trước mặt mọi người. Ồ, sao lại chảy rồi? Một gã nam tử thuộc úy gia lộ ra vẻ hồ nghi, nói. Căn cứ mấy lần dò xét trước kia, vô luận gặp phải yêu thú gì, căn bản đều không sợ chúng ta, mặc dù không chủ động công kích, cũng là đứng xa xa nhìn, chưa từng xuất hiện tình huống chạy đi bao giờ cả. Nam tử này chính là người lần trước đã đến dò xét, gọi là úy kỳ nhân, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. À, còn có loại chuyện này sao, vì sao xuất gia ta không biết. Trên mặt xuất quân uy lúc này chìm xuống, nói. Đông Dương huynh, người đây là tin tức cùng hưởng sao? Tình báo trọng yếu như thế sao chưa bao giờ lộ qua thế? Úy gia là người đầu tiên tiến vào phiến khu vực này điều tra, tất cả tin tức mà mấy nhà khác tiến đến lần trước đều là do úy gia truyền ra. Hơn nữa hôm nay xem ra, úy gia nhất định đã che giấu rất nhiều tin tức. Sắc mặt xuất quân uy càng ngày càng khó coi. Úy Đông Dương bật cười khanh khách. Quân uy đại nhân thật sự nghĩ nhiều rồi, đây nào phải tình báo gì chứ, nơi đây ít ai lui, yêu thú ở đây rất ít khi thấy nhân loại, đương nhiên sẽ không biết sợ rồi, đây không phải chuyện rất bình thường sao. Về phần đầu sói hoang trước kia, hẳn là bị uy áp trên người quân uy đại nhân trấn nhiếp rồi, ha ha. Xuất quân uy hừ mạnh một tiếng, tự nhiên là không tin. Cảnh giác trong lòng tăng lên mức cao nhất. Chỉ có Lý Vân Tiêu biết rõ, con sói kia hẳn là nhận ra nguyệt đồng chi lực của mình, bởi vậy nên mới bị dọa sợ. Những yêu thú trí tuệ không cao này tuy rằng thần thức cực thấp, nhưng nhạy cảm và thiên tính lại hơn xa nhân loại, đặc biệt là yêu thú loại linh khuyển, lực cảm ứng của chúng nhân loại khó mà sánh bằng được. Về sau một đường đồng hành, tiếp tục phát hiện không ít yêu thú một mình, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên vùng đất, quả nhiên không có đầu nào bỏ chạy cả. Đều ở xa xa nhìn xem, có đôi khi còn có yêu thú nghênh ngang chạy qua trước mặt mọi người nữa, tựa hồ hoàn toàn không để ý tới vậy. Sau khi đi mấy ngàn dặm, xuất quân uy lạnh lùng nói. Đông Dương lão đệ, một đường đi tới đã gặp qua mấy yêu thú, nhưng chúng đều không công kích, tựa hồ không hề nguy hiểm như trong tưởng tượng, không biết những yêu thú cửu giai công kích người kia đã đi đâu rồi. Trên mặt úy Đông Dương cũng lộ ra vẻ hồ nghi, thì thào nói. Quả thật có chút kỳ quái,
chẳng lẽ đã bị người hai nhà Đỗ, Tần Thanh trừ rồi sao? Không quá giống a, một đường tới căn bản cũng không có dấu vết đánh nhau mà. Đột nhiên Úy Kỳ Nhân kinh hô một tiếng, chỉ vào phía trước hoảng sợ nói. Gió, gió màu đen. Một đạo gió xoáy màu đen xuất hiện trên sỏi đá đỏ tươi, dùng tốc độ cực nhanh quét về trước. Phía trước là một đầu yêu thú cực lớn như bò cạp đứng trên mặt đất, đột nhiên nổi giận chạy đi. Nhưng con bò cạp khổng lồ kia vừa động, Hắc Phong đã trực tiếp đuổi theo. Sau khi quét qua, con bò cạp khổng lồ kia đã biến mất vô tung vô ảnh, triệt để không còn dấu vết, giống như chưa bao giờ tồn tại vậy. Gió đen kia sau khi cuốn qua bò cạp liên dọc theo hướng song song trà sát vài trăm mét mới dần tiêu tán đi. Cái này, con bò cạp khổng lồ kia đâu rồi? Trên trán Suất Quân Uy chảy ra mồ hôi lạnh ra, cái này cũng quá tà dị đi, bị gió thổi qua liền triệt để biến mất. Con bò cạp khổng lồ kia hắn đã sớm chú ý tới, nó có thực lực bát giai đỉnh phong a. Sắc mặt Úy Đông Dương cũng có chút phát xanh, nói. Loại Hắc Phong kia là thứ thường thấy nhất cũng là thứ nguy hiểm nhất ở phiến khu vực này, tựa hồ kèm theo không gian chi lực, vật bị nó thổi chung vô luận là gì, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Úy Kỳ Nhân liếm lấy môi dưới, nói. Kỳ thật nguy hiểm nhất còn không phải Hắc Phong này, mà là một loại yêu thú màu đỏ. Chúng xen lẫn trong đất sỏi bên dưới, hơn nữa có khả năng che đậy thần thức, căn bản không thể phát hiện được, không cẩn thận sẽ trúng chiêu ngay. Lý Vân Tiêu đột nhiên vẫy tay, trên mặt đất lập tức có một khối cát đá màu đỏ lớn cỡ nắm tay rơi vào lòng bàn tay hắn. Năm ngón tay hắn hư nắm, cũng không chạm vào hòn đá kia, mà dùng đế khí khống chế, nhàn nhạt nói. Ngươi nói có phải là loại yêu thú này không? Sắc mặt Úy Kỳ Nhân lập tức đột biến, hoảng sợ nói. Đúng, chính là vật này, ngươi có thể phân biệt ra sao? Trong lòng mọi người đều hoảng sợ, lúc Lý Vân Tiêu Lâm không chộp tới đều cho rằng đó chỉ là một tảng đá mà thôi, thần thức đảo qua cũng chỉ như tảng đá bình thường, lúc này cẩn thận dùng mắt nhìn qua mới phát hiện hòn đá kia đang không ngừng hoạt động, hơn nữa tản mát ra quang mang hồng sắc, tựa hồ muốn thoát khống chế của Lý Vân Tiêu. Trên mặt Úy Kỳ Nhân lộ ra thần sắc sợ hãi, nói. Loại yêu thú này là một trong mấy loại sẽ chủ động công kích người mà chúng ta phát hiện, hơn nữa thập phần khó chơi, tựa hồ có được bất tử chi thân, người bóp nát nó cũng có thể phục hồi như cũ. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hắn cũng phát hiện thứ giống như sa lịch này, có lẽ là cùng một loại với thạch thú, chẳng qua có quan hệ cực xa, nhưng khả năng tự chữa trị lại không khác chút nào. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Người nói loại vật này có tính chủ động công kích sao? Úy Kỳ Nhân gật đầu nói. Đúng vậy, mỗi lần loại vật này hiện ra, chúng ta đều sẽ có người vẫn lạc. Bởi vì phòng không thể phòng, thần thức không cách nào phát hiện, mà bằng vào thân thể căn bản khó có thể tìm ra chúng trong cả vùng đất rộng lớn bao la bát ngát này được. Lý Vân Tiêu nghe vậy, sắc mặt đột biến, trong tay vội vàng bắn ra một đạo quang mang, một kiện huyền khí liền xuất hiện. Chính là Nguyên Dương Tán của Tân Tác Nhân. Lúc trước kiếm đồ chỉ huy trực tiếp căn nuốt sạch Nguyên Dương Tán, sau khi chiến đấu nó bị Lý Vân Tiêu thu vào, giao cho Viên Cao Hàn một lần nữa tế luyện một phen, chữa trị khôi phục lại trạng thái trước kia. Vật ấy vừa ra, người sợ hãi nhất chính là Suất Quân Uy, ngày đó hắn tận mắt thấy cây dù này bị giới thần bi chấn vỡ chỉ còn cái khung, nhưng giờ lại xuất hiện không chút tổn hao. Giờ mới chỉ qua có hai ngày, cho dù có thuật luyện sư cửu giai hỗ trợ chữa trị cũng chưa chắc có thể a. Huống chi hai ngày này Lý Vân Tiêu đều ở dưới sự giám thị của hắn, căn bản không có ai hỗ trợ cả. Ngay khi hắn ngốc trệ thì Nguyên Dương Tán kia đã căng ra trên không, các loại hoa văn hiển hiện trên đó, một đạo phòng ngự kết giới trực tiếp mở ra, bao phủ lấy mọi người vào trong. Người Úy gia không rõ ràng cho lắm, nguyên một đám trở nên cảnh giác, còn tưởng rằng hắn muốn đột nhiên làm khó dễ. Đột nhiên, bên ngoài kết giới Nguyên Dương Tán đột nhiên dâng lên đại lượng cát đá. Như ngàn vạn hạt mưa rầm 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 đánh đến, từng cái chấn lên kết giới đều phát ra một đạo hồng quang. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, nhìn qua hào quang phô thiên cái địa ở bên ngoài, nguyên một đám trên trán toát mồ hôi lạnh. Công kích của những hồng mang kia cũng không mạnh, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện thiên thiên vạn vạn, dù là ai cũng khó mà cản nổi a. Úy Đông Dương sau kinh hãi ngắn ngủi, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lý Vân Tiêu, trên người đối phương khẳng định có bảo vật. Có thể phát hiện ra thứ này, cũng giống như trước khi tiến vào khu vực này hắn có thể nhẹ nhõm phát hiện ra bọn hắn ẩn nấp vậy.
Kết giới trên Nguyên Dương tán dưới công kích của ngàn vạn hồng mang kia cũng dần dần thu nhỏ lại, tựa hồ không chống đỡ nổi nữa. Thần sắc Lý Vân Tiêu bình tĩnh, dùng tay sờ qua, khối sa thạch trong tay lập tức hóa thành bột phấn, rơi xuống là tả. Úy kỳ nhân kinh hô lên, nói. Coi chừng, nó sẽ không chết, sẽ còn công kích đấy. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn đống bột phất kia rơi trên đất, trực tiếp thổi vào trong đá sỏi, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào cả. Cái này, sao có thể? Úy kỳ nhân khó hiểu nói. Ngươi giết nó. Thứ này, sao có thể giết? Hắn triệt để ngốc trệ, trước kia bọn hắn đã nghĩ qua đủ loại biện pháp đối phó những vật này, nhưng đều không công mà lui, cơ hồ là tồn tại bất tử. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Không có gì, thứ này chỉ cần trái tim vừa vỡ, sẽ triệt để chết mất. Bất quá trái tim của bọn nó rất nhỏ, giống như bột phấn vậy. Căn bản không cách nào tìm ra được, cho nên mới tạo thành biểu hiện bất tử như thế. Mà ta có thể dễ dàng tìm được trái tim bọn chúng, giết nó như giết con kiến vậy. Cái này, chẳng lẽ thần trí của ngươi cường đại đến mức đó sao? Úy kỳ nhân cảm thấy hoảng sợ, chỉ có những thuật luyện sư thần thức cường đại đến biến thái, có thể trong ngàn vạn tài liệu khống chế bất luận chút biến hóa cực nhỏ nào kia mới có thể phân biệt ra được trái tim của thứ này thôi. Lý Vân Tiêu cười nói. Nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tu luyện qua linh mục thần thông mà thôi, bởi vậy có thể cảm giác được ít thứ mà các ngươi không cảm nhận được. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, bỏ đi nghi ngờ, nguyên một đám cảnh giác nhìn qua hồng sắc sa lịch phô thiên cái địa bên ngoài Nguyên Dương tán. Công kích của những hòn đá kia cũng không có gì, mạnh là ở chỗ đột nhiên và cực nhiều thôi, chỉ cần có đề phòng, dùng thực lực mọi người cũng không có gì phải lo cả. Úy Đông Dương nói. Vị tiểu huynh đệ này tựa hồ cũng không phải là người xuất gia a. Sắc mặt xuất quân uy ngưng tụ, chìm xuống ra, không biết Úy Đông Dương là có ý gì, nhưng chắc chắn không phải thứ gì tốt. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Khánh khanh xuất gia. Úy Đông Dương tiến thêm một bước hỏi. Khách khanh, theo ta được biết, xuất gia cũng không có khách khanh như người a. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, nói với xuất quân uy. Quân uy đại nhân. Xuất gia có khách khanh gì, cần phải báo cáo với Đông Dương đại nhân úy ra thành Địa Long sao? Xuất quân uy hừ mạnh một tiếng, trên mặt địch ý tăng nhiều, nói. Đương nhiên không cần. Lý Vân Tiêu nói. Nói như vậy, là tự bản thân Đông Dương đại nhân cảm thấy cần sao? Úy Đông Dương trong lòng đổ mồ hôi, ngượng ngùng nói. Vị tiểu huynh đệ này nói đùa. Hắn vội vàng chuyển đổi chủ đề, nói. Ồ! Cây dù này sao có chút giống với Nguyên Dương tán của Tân Tác Nhân, cơ hồ giống như đúc a. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, phẫn nộ quát. Úy Đông Dương, lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, người thân là đầu tẩu úy gia, không nghĩ làm sao để phá địch, lại ở đây âm dương quái khí hỏi này hỏi nọ. Ca cũng muốn hỏi một câu, Đông Dương đại nhân ngươi có tâm tư thế nào? Nếu không có ý phá địch, ta hiện giờ sẽ thu hồi tiểu hồng tán này. Người hai nhà chúng ta mỗi người đi mỗi ngã. Hắn sắc lệ nội nhiễm, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thoáng cái đã ép toàn bộ các loại thăm dò của Úy Đông Dương về. Người xuất gia đều lộ ra vẻ ác lạnh, toàn bộ nhìn về phía Úy Đông Dương. Xuất quân uy càng cực kỳ tức giận, trong lòng lại vui mừng không thôi, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Úy Đông Dương mặt đầy hắc tuyến, lúc này mới phát hiện miệng lưỡi tiểu tử này còn lợi hại hơn cả tu vi, mình thấy tuổi hắn nhỏ. Tưởng rằng là người dễ đối phó nhất, không nghĩ đến lại đá phải tấm sắt, hắn vội hỏi. Sao có thể thế được, tự nhiên phải đồng tâm hiệp lực, tiểu hồng tán này còn có thể chống được bao lâu nữa? Lý Vân Tiêu nói. Vừa mới tức giận, bị thương chân nguyên, sợ rằng chỉ có thể chống đỡ thêm một chung trà thôi. Úy Đông Dương lau mồ hôi, nói. Được rồi, tiểu huynh đệ có thể thu hồi tiểu hồng tán rồi, ta thi triển một chiêu tuyệt kỹ giết ra một con đường thông thiên. Chỉ cần qua được phiến hồng sắc sa lịch này, phía trước sẽ là khu dốc núi hoang nguyên mọc thành phiến. Lý Vân Tiêu nói. Tốt. Hắn tiện tay khắp niệm pháp quyết, tiểu hồng tán liền trực tiếp thu lại, bay trở về trong tay hắn. Trong nháy mắt, cát đá như mọc thành phiến phô thiên cái địa đánh tới, tất cả mọi người đều không kịp đề phòng. Còn em ngươi a, bảo ngươi thu dù, ngươi ngay cả một tiếng cũng không nói. Tất cả mọi người lập tức nổi giận. Cả đám đều bị dọa đổ mồ hôi lạnh, vội vàng vận chuyển nguyên khí, kết xuất nơi quanh thân một đạo kết giới ngăn trở lấy sa lịch đầy trời.
Sắc mặt cả đám đều tái nhợt, hận không thể chụp chết Lý Vân Tiêu. Trong lòng Úy Đông Dương cũng đổ mồ hôi, biết rõ Lý Vân Tiêu là cố ý, hắn cũng không quản nhiều nữa, hét lớn một tiếng, một đạo nguyên khí lập tức bộc phát, căng ra toàn bộ sa lịch, sau đó trong tay dương lên, một cây ngọc xích màu xanh hiện ra, lâm không mà đi. Ngọc xích kia trực tiếp hóa thành một cây cầu trên không trung, không ngừng kéo dài ra, thông hướng Bỉ Ngạn. Đi! Úy Đông Dương hét lớn một tiếng, một cước giẫm trên ngọc xích lâm không mà đi. Quang mang thanh sắc trên ngọc xích theo hắn rời đi cũng không ngừng co rút lại, mắt thấy rất nhiều sa lịch dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo. Người còn lại đều dùng mình, cũng nhao nhao giết ra một con đường, dọc theo cây cầu do ngọc xích kia mở bay về phía Bỉ Ngạn. Lúc này đá sỏi phô thiên cái địa kia tụ lại với nhau, trực tiếp hóa thành một cự nhân cao đến 20 trượng, dẫm chân tiến về trước, đuổi theo ngọc xích kia. Nó hét lớn một tiếng, vung hai nắm đấm đánh tới những người còn lại. Phanh! Mấy người đứng trên ngọc xích dưới một đám của cự nhân kia liền khiến quang mang trên ngọc xích, những người kia cũng đứng không vững, lung lay sắp đổ. Úy Đông Dương trong lòng cả kinh, đứng trên ngọc xích đều là người úy ra hắn. Hắn vội vàng lâm không vẽ ra một đạo quyết ấn, trực tiếp điểm lên thân xích, lấy đầu ngón tay hắn làm trung tâm, một cái ký hiệu màu vàng chợt diễn sinh ra trên ngọc xích. Lập tức một cổ kim quang nổi lên, chấn bay cự nhân kia, nắm đấm cực lớn càng vỡ vụn trên không trung, nhưng đảo mắt lại ngưng tụ cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc này, người úy ra leo lên ngọc xích đã tiến tới trước mấy ngàn thước, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cự nhân thấy truy kích vô vọng liền xoay người lại. Công kích tới mấy người còn lại. Ngoại trừ 7 người Lý Vân Tiêu ra, còn có 2 gã nam tử khác không thể leo lên ngọc xích, sắc mặt đều trắng bệch, không biết làm sao xông qua. Càng khiến bọn hắn nhíu mày chính là cự nhân kia càng đánh càng nhỏ, hòn đá trên người không ngừng văng tung tóe ra, trở lại thành nguyên một đám thân thể độc lập bay tán loạn trên không, ngược lại càng thêm khó có thể ứng phó. Xuất quân uy hừ lạnh nói. Tên Úy Đông Dương kia chỉ lo cho bản thân. Chư vị đi theo ta. Vạn đạo quang mang hội tụ lại trong tay hắn, một cái thiết cầu cử đại dùng xiềng xích treo lấy nằm trong tay xuất quân uy, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp quang thiết cầu về phía, lập tức như lưu tinh ngang trời quét tới. Phanh! Một tên cự nhân tiếp trúng một chùy, bị đâm xuyên cả ngực, kim quang đế khí ở chung quanh lưu tinh chùy lập tức đánh tan khiến nó hóa thành vô số đá vụn vũ, bay khắp bốn phương tám hướng. Xuất quân uy bước ra một bước. Lập tức đi đầu nâng lưu tinh chùy trước người, dùng tốc độ cực nhanh đẩy mạnh về trước. Người xuất ra nguyên một đám đại hỉ, vội vàng đi theo phía sau. Xuất quân uy quay đầu nhìn về phía hai gã uy ra tới gần nói. Hai người các ngươi không cho phép theo tới, nếu không hừ hừ. Ánh mắt bất thiện kia lập tức trấn trụ hai người, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ lập tức hóa thành tái nhợt, một người trong đó không phục nói. Quân uy đại nhân, người hai nhà liên thủ. Phải đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua khó khăn mới phải chứ. Một gã người xuất gia nhìn không được phẫn nộ quát. Hừ, cùng con em ngươi, Úy Đông Dương có từng quản sống chết của chúng ta chứ. Bảo hắn tới cứu các ngươi đi. Ánh mắt xuất quân uy nhìn về phía Lý Vân Tiêu, ý bảo hắn tranh thủ thời gian đi tới. Lý Vân Tiêu có chút do dự, nói. Quân uy đại nhân đi trước một bước đi, ta tới sau. Xuất quân uy sững sờ. Lúc này đã tới thời khắc nguy cấp ai cũng muốn nhanh một bước, sao lại có người chủ động lưu lại chứ? Nhưng hắn thấy vẻ mặt thong dong kia của Lý Vân Tiêu cũng không rảnh hỏi nhiều nữa, trực tiếp hét lớn một tiếng, một quyền đánh lên lưu tinh trùy, chấn ra vạn đạo kim quang, trực tiếp đánh nát hồng sắc sa lịch phô thiên cái địa mà đến từ bốn phía, sau đó nương theo lưu tinh trùy cấp tốc bay đi. Hai gã người úy ra kia sắc mặt trắng bệch, cũng theo sát ở xa, không dám đến quá gần, cũng không dám rời đi quá xa. Căn bản là nhân vật giúp xuất ra cản phía sau. Lý Vân Tiêu đích thật là người thong dong nhất, những đá sỏi màu đỏ kia tựa hồ không dám đến quá gần hắn, bởi vì phàm là đồng bạn công kích đến hắn đều đã bỏ mạng rồi. Hồng sắc sa lịch tuy rằng trí tuệ không cao, nhưng cũng hiểu được xu lợi tránh hại, thấy tất cả mọi người đã chạy thoát nên thoáng cái yên tĩnh lại, không ít vây quanh ở bên người Lý Vân Tiêu, nhưng cũng không dám chủ động công kích. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hai con người lăng lệ ác liệt hóa thành huyết nguyệt, nguyệt đồng chi lực tản ra, tất cả đá sỏi đều bị chấn nhiếp. Cự nhân còn lại cũng ngốc trệ thoáng một phát, liền chứng kiến giới thần bi huyễn hóa ra, một cổ thế giới chi lực diễn sinh, như một cái vòng xoáy cực lớn hút lấy tất cả hồng sắc sa lịch vào trong.
Cự nhân kia phát ra một tiếng gầm nhẹ, giơ lên nắm đấm muốn đánh xuống, nhưng một đạo thanh âm rất nhỏ chợt truyền vào tai. Đồng thuật, Nguyệt Dương. Sau đó hai mắt cự nhân kia dần trống rỗng, cả thân thể cự đại không ngừng tan rã, nhao nhao bị hút vào trong giới thần bi. Một lát sau, đá sỏi đầy trời đã không còn một mống, đã bị Lý Vân Tiêu thu vào hết. Hai con ngươi màu đỏ của hắn nhìn qua bốn phía, xác nhận không còn sót, lúc này mới điểm quyết ấn thu giới thần bi vào trong cơ thể, hóa thành một đạo quang mang bay đi xa xa. Sau khi hồ lô tiểu kim cương bị băng diễm trên nghê hồng thạch khiến cho nửa chết nửa sống, Lý Vân Tiêu một mực đều đang tự hỏi làm sao để cứu nó ra khỏi trạng thái đó. Lần trước đã nhận được đại lượng ký ức nguyên kim từ trong tay người mục gia, có thể khiến cửu giai huyền khí chi thân nhanh chóng khôi phục hơn, mà những đá sỏi màu đỏ này rõ ràng rất giống với thạch thú, rất có giá trị nghiên cứu. Một đường bay qua, cũng không gặp phải bất cứ công kích nào nữa, xa xa lộ ra một mảnh hoang vu chi địa màu vàng, mà mọi người đều đang ở đó chờ hắn. Xuất quân Uy vừa thấy hắn, vẻ lo lắng liền biến mất, lộ ra vui vẻ. Úy Đông Dương lại hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, nhưng che giấu rất tốt, thập phần nhiệt tình nghênh đón cười nói. Tiểu huynh đệ quả nhiên bản lĩnh phi phàm, một người cản phía sau vậy mà không có chút việc gì. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Đông Dương đại nhân mới là bản lĩnh phi phàm đấy, một người đi trước, vậy mà một chút việc cũng không có. Nụ cười trên mặt Úy Đông Dương lập tức ngưng lại rồi. Lý Vân Tiêu ở trước mặt nói móc mỉa mai khiến hắn xấu hổ dị thường, mình thân là gia chủ một nhà, đứng đầu một phương, vậy mà năm lần bảy lượt bị một tên tiểu bối hậu sinh vô lễ chống đối, trong lòng của hắn bay lên căm giận ngút trời, đã nổi lên sát cơ đối với Lý Vân Tiêu. Xuất quân Uy tiến lên một bước, trực tiếp đi đến giữa hai người, cổ hào khí lạnh như băng kia lập tức tan rã, híp mắt cười nói. Đông Dương huynh, đã qua khỏi phiến khu vực kia. Nơi này có lẽ là nội vi rồi chứ. Úy Đông Dương thu sát cơ vào, chỉ là ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu lại càng thêm bất thiện. Lý Vân Tiêu tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, vẫn là bộ dáng phong khinh vân đạm kia, hai tay ôm ở trước ngực, tựa hồ trời sập cũng sẽ không lộ ra khẩn trương. Úy Kỳ Nhân lắc đầu, nói. Cũng không phải như quân Uy đại nhân nói, phiến hoang vu trước mắt này mới chỉ là chỗ tương giao giữa ngoại vi và nội vi, chỉ có đi qua. Mới thật sự là tiến vào nội vi, đằng sau phiến khu vực này thế nào, chúng ta cũng không rõ lắm. Mọi người ngưng mắt nhìn về xa, chỉ thấy dưới bầu trời đông nghịt, thần thức chỉ có thể ở đảo quanh trên phiến hoang khu vực hoang vu này, không cách nào kéo dài xa hơn được. Xuất quân Uy cau mày nói. Phiến khu vực này mặc dù có chút khác thường, nhưng nhìn qua bình tĩnh dị thường, sẽ có nguy hiểm gì, kính xin Kỳ Nhân đại nhân nói rõ cho. Ánh mắt Úy Kỳ Nhân lộ vẻ sợ hãi, nói. Tất cả những gì chúng ta thấy trước mắt, đều chưa hẳn chân thật, đi mỗi một bước, cảnh trước mắt sẽ biến hóa bất đồng, hơn nữa đây cũng không phải là ảo thuật. Lý Vân Tiêu nói. Một bước một cảnh, vậy mà không phải ảo thuật, đó là cái gì? Úy Kỳ Nhân nuốt nuốt nước miếng, nói. Ta cũng nói không rõ ràng, nhưng tất cả mọi thứ đều là tồn tại chân thật, có lẽ nơi này tồn tại một cái trận cục cực lớn cũng nên. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, cẩn thận quan sát qua, quả thật khiến hắn có cảm giác khác thường. Hắn không khỏi nhớ tới trên yêu nguyên, vương tọa đằng quang thiết hạ tứ quý tuyệt trận, bất quá chỉ trong vòng ngàn dặm, nhưng lại biến hóa tứ cực, trong trận có trận, cũng là một bước một cảnh, không ngừng luân hồi chuyển động trong bốn thời không, cuối cùng nếu không có Nặc Á Chi Chu xuất thế, uy năng lấn át trận nhãn bất lão sơn, vậy thì lần kia đã vẫn lạc ở đó rồi. Úy Kỳ Nhân cười khổ nói. Người hai nhà khác tuy rằng không thấy bóng dáng, nhưng ta cho xác suất bị nhốt trong đó rất lớn. Lý Vân Tiêu nói. Đã như vậy, chúng ta mau tranh thủ đi cứu bọn họ đi. Tất cả mọi người đều quăng qua ánh mắt khinh bị, bộ dáng giống như đang nói có gan người đi cứu đi, tên ngốc. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, hắn vậy mà trực tiếp đi vào trong. Tất cả mọi người đều nín hơi, khiếp sợ vì sự lớn mật của Lý Vân Tiêu. Chỉ thấy hắn một mình một người đi hơn 100 mét, cơ hồ đã xâm nhập vào trong vùng hoang vu, nhưng tựa hồ cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Xuất quân Uy hồ nghi nói. Kỳ Nhân đại nhân, nhìn qua dường như cũng không khủng bố vậy a. Úy Kỳ Nhân cũng há to miệng, có chút không rõ, nhìn bộ dạng Lý Vân Tiêu, quả thật rất thoải mái. Giờ phút này Lý Vân Tiêu lẻ loi một mình đứng ở chỗ cách đó vài trăm mét,
đột nhiên bước chân ngừng lại, xoay người nói. Không có gì cả, ta đã thấy cuối cùng phía trước rồi, chư vị định đợi ta đi qua rồi mới đi sao? Người hai nhà liếc mắt nhìn lẫn nhau, đã có người xác nhận không có vấn đề, lá gan bọn hắn tự nhiên cũng lớn hơn, bắt đầu nhao nhao bước vào trong đó, đi về phía Lý Vân Tiêu. Đột nhiên úy kỳ nhân quát to một tiếng, hoảng sợ nói. Mau nhìn, sao lại đột nhiên nhiều hơn một cái hồ nước? Tất cả mọi người hoảng hốt, đột nhiên nhìn qua bên phải. Quả nhiên ở cách đó không xa một cái hồ nước im im lặng lặng nằm trên vùng hoang vu, ánh mặt trời chiếu sáng qua ba quang lăn tăn, nhưng lại mang đến cho người một loại cảm giác khác thường. Một đoàn hơn 10 người đều là cường giả võ đế, căn bản không biết lúc nào bên người nhiều hơn một cái hồ nước như vậy, quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Sắc mặt Xuất Quân Uy trở nên khó coi, nói. Hồ nước này thật sự không phải ảo giác sao? Úy kỳ nhân khổ sở nói. Có trời mới biết được, chúng ta mấy lần tiến đến, cũng chưa từng gặp qua cái hồ nước này. Tất cả mọi người đều dùng mình, càng thêm cảnh giác, mức độ nguy hiểm lần tầm bảo này có lẽ còn trên cả dự tính của mọi người. Hồ nước này là thật. Đột nhiên một giọng nói từ phía sau truyền đến, mọi người hoảng hốt, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đứng yên ở đằng sau, nhìn qua hồ nước kia, trong mắt chớp động hào quang, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi sao lại ở đằng sau chúng ta? Một gã người xuất gia chấn động, sắc mặt tất cả mọi người đều cổ quái, đều có nghi vấn như vậy, hơn nữa quay đầu nhìn lại, Lý Vân Tiêu ở phía trước bọn hắn đích thật đã không thấy đâu nữa. Úy Đông Dương phẫn nộ quát. Nơi đây đã đủ mơ hồ rồi, không cần giả thần lộng quỷ. Lý Vân Tiêu xoay người lại, lộ ra vẻ hồ nghi nói. Cái gì giả thần giả quỷ? Tên người xuất gia kia sửng sốt, mới nói. Ngươi vừa rồi còn ở trước chúng ta vài trăm mét, sao thoáng cái đã đột nhiên ở sau chúng ta rồi? Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ ra mê vẻ nghi hoặc, sắc mặt lập tức biến hóa, ngưng giọng nói. Các ngươi thấy ta ở phía trước các ngươi sao? Đương nhiên, nếu không phải ngươi. Tên người xuất gia kia đang nói, đột nhiên thanh âm cũng ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Câu nghi vấn kia của Lý Vân Tiêu đã nói rõ vấn đề rồi, tất cả mọi người không phải người ngu. Thoáng cái đều nhận ra gì đó. Xuất Quân Uy cả kinh nói. Ngươi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ người ở phía trước chúng ta không phải là ngươi sao? Ngươi gọi chúng ta tiến vào cũng không phải ngươi. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ta sau khi tiến vào phiến khu vực này, liền xuất hiện cái gọi là một bước một cảnh, liền thấy được cái hồ nước ở trước mắt các ngươi. Ta dừng lại quan sát một trước, hồ nước này đích thật là tồn tại chân thật, cũng không phải là hư ảo. Sau đó lại thấy các ngươi đi tới, hơn nữa giống như không hề thấy ta, cứ như vậy đi lướt qua ta, trực tiếp đi ở trước ta. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Sắc mặt Úy Đông Dương tái nhợt, cả giận nói. Trò đùa này không buồn cười đâu. Lý Vân Tiêu mắt trắng không còn chút máu, trên mặt cũng trầm trọng nói. Bởi vì đây không phải chuyện đùa, kinh nghiệm của các ngươi như thế nào, mau nói cho ta biết đi. Xuất Quân Uy lập tức nói lại tình huống đơn giản, mỗi người đều cảm thấy một hồi sởn hết cả gai ốc. Lý Vân Tiêu sau khi nghe xong không nói một lời, lâm vào trong trầm tư. Xuất Quân Uy nhìn không được, mở miệng nói. Vân Tiêu đại nhân, người có nghĩ ra gì không? Chẳng biết tại sao, Xuất Quân Uy cảm thấy trong mọi người, Lý Vân Tiêu ngược lại là người đáng tin nhất. Ở chung với hắn càng lâu, loại cảm giác này lại càng đậm đặc, đó là một loại khí tức vương giả trời sinh. Trong bất chi bất giác ảnh hưởng đến người bên cạnh. Đột nhiên một gã võ giả úy tự hoạch hơi chấn động, cả kinh nói. Vân Tiêu đại nhân, ta nhớ ra rồi, Lý Vân Tiêu, ngươi là Lý Vân Tiêu nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân. Trận chiến ở thành Hồng Nguyệt thiên hạ đều biết, tuy rằng lúc ấy úy gia không có người tham gia, nhưng miêu tả về Lý Vân Tiêu vẫn truyền khắp thiên hạ, mà úy tự hoạch chính là người phụ trách công tác tình báo. Ban đầu hắn đã cảm thấy Lý Vân Tiêu có chút quen mắt, nhưng vẫn không nhớ nổi, cho tới bây giờ mới dám xác nhận. Tất cả người úy gia đều đột nhiên chấn động, tên tuổi của Lý Vân Tiêu bọn hắn tự nhiên có biết, lúc này ngay cả Úy Đông Dương cũng lắp bắp kinh hãi. Hơn nữa thế nhân đều biết Lý Vân Tiêu là võ tôn bát tinh, hơn nữa căn cơ võ đạo tổn hại, cuộc đời này khó có thể tinh tiến. Mà giờ khắc thực lực lại là võ đế, cái này khiến người úy gia đều cảm thấy hoảng sợ. Cuộc chiến thành Hồng Nguyệt mới bao lâu,
cho dù hắn lúc ấy là võ tôn bát tinh đỉnh phong, cũng không thể nào trong thời gian ngắn đã đột phá đến võ đế được. Càng khiến trong lòng Úy Đông Dương tâm thần bất định chính là, ai cũng biết quan hệ giữa Lý Vân Tiêu và Thành Hồng Nguyệt vô cùng tốt, tuy rằng hiện giờ Thành Hồng Nguyệt phát sinh biến cố, bên trong sóng ngầm bắt đầu khởi động, nhưng cũng không phải Úy gia bọn hắn có thể sánh được. Khó trách tiểu tử này bộ dáng không để ai vào mắt, mà ngay cả xuất quân uy cũng cực kỳ khách khí với hắn. Sau khi biết rõ thân phận Lý Vân Tiêu, sát cơ trong lòng Úy Đông Dương đã không còn sót lại gì, ngược lại sinh ra một cỗ oán khí đối với xuất quân uy, biết rõ người này là khối sắt khó giải quyết còn trơ mắt ếch ra nhìn mình từng bước một đụng vào. Gương mặt Úy Đông Dương miễn cưỡng lộ vẻ vui mừng nói. Thì ra là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, khó trách thực lực thông thiên, Đông Dương mắt phụng về rồi, mong rằng Vân Tiêu đại nhân chớ trách. Úy Tự Hoạch cũng ngượng ngùng cười nói. Trận chiến Thành Hồng Nguyệt, Vân Tiêu đại nhân danh dương thiên hạ. Vốn tại hạ cũng muốn đi xem phong thái đại nhân, bất đắc dĩ sau khi tiên cảnh đóng cửa toàn bộ Thành Hồng Nguyệt gió nổi mây phun, đã trở thành nơi thị phi. Úy Đông Dương quăng qua thần sắc tán thưởng, Úy Tự Hoạch nói rất đúng chỗ. Nhắc tới Thành Hồng Nguyệt cũng có thể cân nhắc một chút về quan hệ giữa Lý Vân Tiêu và Thành Hồng Nguyệt hiện giờ, nếu quan hệ không thân thiết thì mình cũng không cần cẩn thận ứng phó làm gì. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Nơi thị phi, là chỉ chuyện Khương Thành Chủ sao? Khương Thành Chủ. Thân hình Úy Tự Hoạch chấn động, giật mình nói. Khương Thành Chủ làm sao vậy? Chẳng lẽ Vân Tiêu đại nhân biết rõ tin tức về Khương Thành Chủ sao? Sau khi tiên cảnh đóng cửa, Khương Sở Nhiên không thấy bóng dáng, đa số đều nói hắn đã vẫn lạc, nếu không cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tứ cực môn cường thế cắm vào. Nhưng nghe đồn dù sao chỉ là nghe đồn, sinh tử của nhân vật tuyệt đại như thế, không có tin tức xác thật, không ai dám khẳng định 100% cả. Trên mặt Lý Vân Tiêu dần dần hiện ra âm lãnh, lạnh giọng nói. Nếu không phải về Khương Sở Nhiên, nơi thị phi ngươi nói là có ý gì? Sau khi hắn hôn mê tỉnh dậy đã đợi ở Thành Trường Cốc 2 ngày, sau đó liền đi đến nơi cổ quái này, đối với biến cố của Thành Hồng Nguyệt hoàn toàn không biết gì cả. Úy Tự Hoạch sửng sốt một chút, lúc này mới kể lại tình huống trước mắt của Thành Hồng Nguyệt. Thân hình Lý Vân Tiêu đại chấn, khí tức trên thân không kìm được tản ra, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nói từng chữ. Ngươi nói gì, Đường Khánh tứ cực môn nhập chủ Thành Hồng Nguyệt sao? Giờ phút này trong lòng hắn đã nhấc lên cơn sóng gió động trời, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Thành Hồng Nguyệt xảy ra biến cố như thế, Ninh Khả Nguyệt rất có khả năng đã xảy ra chuyện, nếu không tuyệt đối không thể để loại chuyện này xảy ra. Trong tay hắn lóe lên ánh sáng màu xanh, một khối ngọc bài xuất hiện trong tay, đúng là lúc trước Ninh Khả Nguyệt đưa cho hắn, bảo hắn nếu vào lúc nguy cấp có thể bóp nát, nàng có thể tùy thời định vị đến. Nhìn qua ngọc bội kia, sắc mặt hắn biến ảo bất định, mấy lần muốn bóp nát, nhưng vẫn nhịn xuống, nắm trong tay cảm thấy sức nặng càng ngày càng nặng. Úy Tự Hoạch sửng sốt một chút, trong lòng lập tức có rất nhiều suy đoán, cẩn thận hỏi. Vân Tiêu đại nhân, ngươi không sao chứ? Sát ý trong mắt Lý Vân Tiêu cơ hồ như đông lại, mặc dù mọi người ở đây đều là võ đế cũng cảm thấy một hồi băng lãnh tâm hàn thấu xương, dưới cổ sát khí ngập trời kia, hai chân không tự chủ được lui về sau mấy bước. Lúc này mới thoáng thở ra một hơi. Lý Vân Tiêu thu hồi ngọc bội, chậm rãi bình phục tâm tình lại. Đã trải qua chuyện địa lão thiên hoang, giờ phút này lại đạt tới võ đế, tâm tính của hắn cũng trầm ổn hơn trước nhiều, mở miệng nói. Không có việc gì. Tất cả mọi người đều cổ quái nhìn nhau một cái, biểu hiện của Lý Vân Tiêu rõ ràng là có chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn, chỉ là nghĩ một đằng nói một nẻo thôi. Nhưng không ai ngu xuẩn đi hỏi thăm cả. Không nói đến sát khí vừa rồi Lý Vân Tiêu lộ ra bức cho mọi người không thở nổi, đủ thấy chiến lực chân thật của hắn tuyệt đối là khủng bố dị thường, hơn nữa còn liên quan đến Thành Hồng Nguyệt, cũng không phải bọn hắn có thể dính vào. Lựa chọn thông minh nhất chính là giả ngu, coi như không biết gì cả. Gương mặt Lý Vân Tiêu giữ tợn một hồi, mới dần dần khôi phục như thường, hàn khí khủng bố trên người thu lại, giống như không xảy ra chuyện gì vậy. Giờ phút này trên mặt hắn không chút biểu tình. Vẫn là bộ dáng không hề bận tâm nữa, mở miệng nói. Nếu ta không đoán sai thì trận pháp cấm chế nơi này có lẽ có quan hệ với thời gian. Theo bất thời gian bất đồng mà có biến hóa bất đồng, cũng không có gì kỳ lạ cả. Ngược lại các ngươi trước kia nhìn thấy ta, cũng có chút quái dị. Mọi người thấy vẻ tức giận cực độ của hắn trong khoảnh khắc tiêu tán vô hình,
nhanh chóng tỉnh táo lại như thế, trong lòng đều thầm bội phục, đồng thời cũng cảm nhận được sự đáng sợ của người này, trong lòng sinh lòng kiêng kỵ, thầm nghĩ ngàn vạn không thể đối địch được. Xuất quân uy nói, ta luôn nhìn Vân Tiêu đại nhân đi vào phiến hoang vu này, không chỉ ánh mắt, mà ngay cả thần thức cũng một mực bám trên người ngươi, cũng không có bất kỳ dị thường nào cả, theo lý căn bản không thể nào do người khác giả mạo được. Người còn lại cũng lộ ra thần sắc như vậy, trong lòng bọn hắn đều có cách nghĩ như thế, ở trước mắt nhiều cường giả võ đế như vậy lại xuất hiện tình huống này, khả năng cũng không lớn. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, ta biết rõ suy nghĩ trong lòng các ngươi, nhưng thí dụ như sự xuất hiện của hồ nước này, các ngươi có ai phát hiện? Nếu vùng hoang vu này thật là bố trí của Vu Giật Tiên, sợ rằng sẽ có chuyện càng cổ quái hơn nữa xảy ra. Mọi người nghĩ như thế, cũng bình thường trở lại. Dù sao Vu Giật Tiên cũng là đại năng trong truyền thuyết, là tồn tại khiến bọn họ phải nhìn lên. Sắc mặt Úy Đông Dương trở nên khó coi nói. Vậy phải làm gì bây giờ? Sự xuất hiện của hồ nước này nằm ngoài ý liệu mọi người, mặc dù là trong tình báo của Úy gia cũng không có loại tình huống này, con đường trước kia thăm dò ra tựa hồ không dùng được nữa rồi. Lý Vân Tiêu nói, nếu thật sự như ta đoán, nơi này vào đúng thời khắc sẽ xảy ra biến hóa, như vậy chúng ta chỉ cần đợi ở chỗ này, thẳng đến khi xuất hiện đường mà người Úy gia các ngươi quen thuộc lại tiến lên là được rồi. Úy Kỳ Nhân gật đầu đồng ý nói, đây quả thật là một cách. Nhưng nếu suy đoán của Vân Tiêu đại nhân sai lầm, hoặc là chu kỳ thời gian biến hóa quá dài, vậy phải làm sao đây? Lý Vân Tiêu nói, dùng một thời gian ngắn làm hạn định, nếu còn chưa có biến hóa vậy thì cũng chỉ có thể tiếp tục tiến tới thôi. Hoặc là hiện giờ liền tiếp tục đi, chỉ cần trước kia có đường, vậy thì giờ nhất định cũng sẽ có đường. Trên mặt Úy Kỳ Nhân lộ vẻ sợ hãi, nói, vẫn nên chờ chút đi, vì tìm ra đường đi chính xác đã chết không ít người. Đi con đường quen thuộc trước kia là an toàn nhất. Úy Đông Dương trầm ngâm nói. Vậy phải đợi bao lâu đây? Mấy lần trước các ngươi tiến vào vùng hoang vu này vào thời gian nào? Úy Kỳ Nhân trầm tư một chút, nói. Thời gian cụ thể không chú ý, nhưng phần lớn là vào giữa trưa. Úy Đông Dương nói. Vậy thì đợi một ngày đi, sau 12 canh giờ luân phiên, nếu cảnh tượng vẫn không biến, vậy thì quy tắc thời gian ở đây quá dài. Chờ đợi cũng không phải cách, chỉ có thể đi con đường khác thôi. Mọi người cũng thập phần tán thành, liền trực tiếp đi tới ven hồ, bắt đầu ngồi xuống điều tức, đối với võ giả quanh năm bế quan tu luyện như bọn hắn mà nói, thời gian một ngày chẳng qua chỉ trong nháy mắt thôi. Úy Đông Dương tiện tay ném ra ngọc xích của hắn, đánh mấy đạo quyết ấn vào trong đó, ngọc xích huyễn hóa ra, như cùng một miếng vải màu bạc kéo ra trên trời cao, bao phủ mọi người vào trong. Xuất quân uy dương mắt. Nhìn thoáng qua, bên ngoài thì cười như trong lòng không cười dầm gì nói. Đông Cực Thiên Nhẫn Xích của Đông Dương huynh có thể công có thể thủ, danh chấn Đông Vực, thật khiến ta phải hâm mộ ghen ghét đấy. Úy Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Nơi đây quá mức phức tạp hiểm ác, ta sợ đột nhiên gặp nguy hiểm buông xuống, phòng ngự nhiều chút vẫn tốt hơn. Nói đến huyền khí danh chấn Đông Vực, có thể công có thể thủ, có lẽ nên là Nguyên Dương Tán mới đúng a. Khóe mắt hắn nhìn về phía Lý Vân Tiêu, mang theo mỉm cười. Lý Vân Tiêu cũng không keo kiệt, trực tiếp lấy ra tiểu hồng tán, bay lên không trung căng ra, vạn đạo hồng mang bắn ra, cùng chiếu rọi với lam mang của Đông Cực Thiên Nhận Ngọc Xích. Đã có hai kiện huyền khí này phòng ngự trên không trung, tất cả mọi người đều cảm thấy an toàn hơn, yên tâm ngồi xuống điều tức. Trong lòng Úy Kỳ Nhân vẫn tràn đầy sầu lo, tựa hồ hết sức kiêng kỵ nơi này, không cách nào tĩnh tâm ngồi xuống. Cho nên đảm nhận nhiệm vụ canh gác. Hai mắt Lý Vân Tiêu khép lại, liền trực tiếp hiện ảnh trong giới thần bi. Sau một khắc, liền tới trên phương Thốn Sơn, ngóng nhìn lại. Cố Nguyệt Sinh tựa hồ có cảm ứng, lập tức bay ra khỏi núi, chạy ra đón chào, cung kính nói. Vân Tiêu đại nhân. Hắn từ lâu đã biết thân phận Lý Vân Tiêu, sùng kính dị thường. Lý Vân Tiêu ngóng nhìn vào trong núi, tựa hồ có thể nhìn xuyên vào, nói. Viên Cao Hàn đang sung yếu cửu tinh sao? Cố Nguyệt Sinh trong lòng dùng mình, nói. Gia sư đúng là đang trùng kích thuật luyện sư cửu giai, không biết Vân Tiêu đại nhân có gì phân phó. Hắn cũng biết quan hệ giữa Viên Cao Hàn và Lý Vân Tiêu, sợ Lý Vân Tiêu sẽ gây bất lợi với Viên Cao Hàn, trong lòng khẩn trương vạn phần. Lý Vân Tiêu liếc qua đã nhìn thấu tâm tư hắn, nói. Ngươi không cần khẩn trương, Cao Hàn huynh có thể trùng kích cửu giai.
đến lúc đó hợp với bản thể, tốc hành đỉnh phong chi cảnh, ta cũng thấy cao hứng thay hắn. Nói xong, hắn liền trực tiếp biến mất trước Phương Thốn Sơn. Nhìn qua chỗ Lý Vân Tiêu biến mất, vẻ lo lắng trên mặt Cố Nguyệt Sinh không giảm. Dù sao Lý Vân Tiêu nhốt Viên Cao Hàn lâu như thế, mỗi ngày đều thay hắn làm việc, quan hệ mà hai người biểu hiện ra xem như hòa hợp, nhưng có trời mới biết sau khi rời khỏi đây Viên Cao Hàn có dốc sức trả thù không, nếu Lý Vân Tiêu cũng có lo lắng này thì sợ rằng Viên Cao Hàn nguy hiểm rồi. Nhưng giờ phút này hắn và Viên Cao Hàn đều hoàn toàn bị người chế trụ, không có nửa phần lực phản kháng, chỉ có thể đi một bước xem một bước thôi. Lý Vân Tiêu sau khi rời khỏi Phương Thốn Sơn liền trực tiếp xuất hiện ở bên người Hồ Lô Tiểu Kim Cương, giờ phút này Hồ Lô Tiểu Kim Cương vẫn không nhúc nhích lẳng lặng lơ lửng trên không trung, thần thức điều tra qua, băng diễm kia vẫn còn bọc lấy trái tim, mang đến cho người một loại yên tĩnh cực hạn, phảng phất thời gian cũng ngừng lại. Tay phải Lý Vân Tiêu vung lên, một khối hồng sắc sa lịch bắn tới, trực tiếp đánh vào trong cơ thể Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Phốc! Một đạo thanh âm nặng nề vang lên, lồng ngực Hồ Lô Tiểu Kim Cương trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành vô số bột phấn. Tài liệu cấu tạo thân thể hắn đã sớm bị phá hư hoàn toàn, sao có thể chống được lần va chạm này chứ? Chân mày Lý Vân Tiêu cau lại, khối hồng sắc sa lịch kia sau khi bắn vào lồng ngực Hồ Lô Tiểu Kim Cương, cũng lập tức bị băng diễm đóng băng, hơn nữa còn triệt để tử vong. Yêu Long hóa ảnh ra, đứng yên ở phía sau hắn, nói. Băng diễm kia nhất định là vật thập giai, cùng một cấp bậc với Phượng Hoàng thần hỏa của ngươi, muốn bỏ, sợ rằng phải dùng đến uy lực thần hỏa mới được. Lý Vân Tiêu mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn sao không ý thức được chuyện này chứ? Chỉ là nguyên diễm của Phượng Hoàng chân hỏa chỉ có một đám như vậy, cũng không phải vĩnh hằng bất diệt, nếu băng diễm kia có thể chống lại thần hỏa, hắn sợ nó sẽ suy giảm tới bổn nguyên thần hỏa. Khiến cho vực giới chi lực của giới thần bi cũng chịu ảnh hưởng. Yêu Long nói, kỳ thật chỉ là một lựa chọn mà thôi, ngoại trừ thần hỏa thập giai, trong thiên hạ ngươi đi đâu tìm ra tứ chống lại băng diễm này chứ, trừ phi ngươi bỏ qua đầu bán khí bán thú này. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, tựa hồ hạ quyết tâm, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một đạo ngũ thải hà quang hiển hiện trên không, mây tía đầy trời biến hóa, sơn hà đỉnh ở trong hào quang kia chậm rãi đáp xuống. Lơ lửng ở phía trước. Lý Vân Tiêu khẽ động thần niệm, Hồ Lô Tiểu Kim Cương liền bay vào trong đỉnh kia, ầm ầm một tiếng, đại đỉnh vận chuyển lại, tản mát ra thế giới chi lực, từ từ sinh huy. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu sử dụng Sơn Hà đỉnh sau khi tiến giai võ đế, cảm giác và lĩnh ngộ giờ phút này đã tăng hơn trước nhiều, trên Sơn Hà đỉnh giang hà lưu chuyển, sông núi nguy nga, một mảnh chim hót hoa nở, trận trận truyền ra. Sinh tử tại thiên. Nếu chết thì cũng đừng oán ta đấy. Lý Vân Tiêu nhẹ nói một tiếng, sau đó hai tay ngưng ra một tư thế, một chút hỏa diễm hừng hực thiêu đốt ở trong đó, tuy rằng rất nhỏ, lại khiến cho cả không gian đều ngưng tụ. Đây chính là nguyên hỏa của Phượng Hoàng thần hỏa, nắm trong lòng bàn tay cũng chỉ chừng ngón cái, thoáng cái bay thấp trên Sơn Hà đỉnh, ầm vang một tiếng, trên toàn bộ đại đỉnh hào quang bắn ra bốn phía, trong đỉnh truyền đến trận trận động tĩnh, như bánh xe cuồn cuộn. Sau đó, vô số hồng mang hội tụ trước người Lý Vân Tiêu, đúng là từng khối hồng sắc sa lịch kia, chúng nhao nhao bay tới đại đỉnh. Khi đá sỏi đầy trời kia tới gần Sơn Hà đỉnh mấy mét, bỗng nhiên đều ngưng tụ, hóa thành một cự nhân đá sỏi cực lớn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vậy mà kháng cự ý niệm của Lý Vân Tiêu, không ngừng cố gắng lui về phía sau. Ồ! Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất luận một đạo ý niệm nào của hắn đều là quy tắc mạnh nhất ở giới này. Những đá sỏi này vậy mà có thể chống lại quy tắc chi lực của giới thần bi. Hắn lâm không đánh ra một đạo pháp quyết, trực tiếp khắc sâu vào trong Sơn Hà đỉnh, lập tức trong đỉnh truyền đến một tiếng chấn giống, một đạo quang mang bắn ra, như yêu thú trực tiếp nuốt cự nhân kia vào trong. Trong khoảnh khắc, trong Sơn Hà đỉnh không ngừng có khí tức thô bạo truyền ra, đúng là hung lệ của vô số đá sỏi kia bị luyện hóa ra, mà bên ngoài trái tim Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Đạo nguyên hỏa kia của Phượng Hoàng chân hỏa chậm rãi hàng lâm. Băng diễm tựa hồ như tỉnh lại, trung tâm ngọn lửa bắt đầu nhảy lên, chỉ có điều mỗi lần đều thập phần cứng nhắc, động tác cũng không giống như núi liền. Hai đóa hỏa diễm rốt cục đụng vào nhau, bùng lên uy năng ngập trời lan khắp bốn phương tám hướng. Như một con mãnh thú và dòng nước lũ, lập tức nuốt hết tất cả đá sỏi, trong Sơn Hà đỉnh lăng không hiện ra một đạo thần niệm của Lý Vân Tiêu, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Cùng hóa thân bên ngoài đỉnh chiếu rọi lẫn nhau.
Nguyên một đám ma ha cổ tự hiện ra trên vách đỉnh, hóa thành từng đạo quy tắc rơi xuống, trùng kích lấy cặp hỏa yếm chi lực kia. Trong cự lực khủng bố, Lý Vân Tiêu cảm nhận được rõ ràng trái tim đã đình chỉ hồi lâu kia rốt cục bắt đầu khẽ nhảy lên. Lý Vân Tiêu trong lòng vui vẻ, đạo phân thân kia trực tiếp lâm không ngồi xuống, cẩn thận quan sát và tế luyện. Đột nhiên, ở hoang vu chi địa vang lên một tiếng kinh hô. Bản thể Lý Vân Tiêu nhướng mày, cực kỳ không tình nguyện mở mắt ra. Tuy rằng phân ra hai đạo hóa thân thủ hộ tế luyện trong giới thần bi, nhưng khu động sơn hà đỉnh và khống chế luyện chế phức tạp nguy hiểm như thế, hao tổn đối với bản thể cũng rất lớn. Hai mắt mở ra lộ vẻ mỏi mệt, chỉ thấy úy kỳ nhân đang từng bước đi tới giữa hồ nước, hơn phân nửa thân thể đã chìm trong đó rồi. Người kêu lên sợ hãi kia đúng là úy tự hoạch, tất cả mọi người lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy cảnh giác và hoảng sợ. Úy Đông Dương kinh quát. Kỳ nhân. Úy kỳ nhân giống như hoàn toàn không nghe thấy được, vẫn đi vào hồ nước, rất nhanh đã gần ngập cả đầu. Úy Đông Dương vẻ mặt hoảng sợ, một đạo bí quyết ấn đánh vào trong ngọc xích trên không trung, ánh sáng màu xanh bỗng nhiên bắn xuống, đánh tới trên người úy kỳ nhân. Phanh. Úy kỳ nhân không có chút phòng ngự nào cả, trực tiếp bị ánh sáng màu xanh kia đánh trúng, chấn khiến hồ nước đều nổ tung. Thân thể của hắn giống như lý ngư đã đĩnh nhảy ra khỏi mặt nước, lại rơi xuống bên dưới, chỉ bất quá lần này cả người rơi vào trên mặt nước, ụp chìm xuống dưới. Tất cả mọi người đều lộ vẻ hoảng hốt, úy kỳ nhân kia giờ phút này giống như chết rồi vậy. Một gã người xuất gia ngạc nhiên nói. Đông Dương đại nhân, người giết hắn. Úy Đông Dương chóng mặt, tức giận nói. Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, ta thấy hắn tựa hồ chúng tà pháp. Muốn một kích bừng tỉnh hắn, ai ngờ. Tên người xuất gia kia khẽ nói. Ai ngờ thất thủ giết hắn đi, nói cho cùng vẫn là ngươi giết hắn. Ngươi cầm miệng cho ta. Úy Đông Dương nộ quát một tiếng, trạng thái hiện giờ của úy kỳ nhân đã khiến hắn tâm phiền ý loạn rồi, hai mắt phun ra lửa nhìn chằm chằm vào tên người xuất gia kia. Người xuất gia kia hừ một tiếng, liền quay mặt đi không nói nữa. Úy Đông Dương tức giận nói. Đây rốt cục là sao? Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào úy tự hoạch chính là người đầu tiên kinh hô lên. Úy tự hoạch cũng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, khẽ lau trán, kinh hoàng nói. Ta cũng chỉ đột nhiên có chút tâm loạn, liền mở mắt ra, kết quả lại thấy được một màn hắn đi vào hồ nước, vì vậy trực tiếp hô lên, ta cũng không biết nhiều hơn các ngươi đâu. Trong mắt Úy Đông Dương chớp động lửa giận, nhìn qua thi thể úy kỳ nhân hông ngừng trầm xuống. Thẳng đến khi triệt để không thấy đâu nữa. Trong lòng tất cả mọi người đều chảy mồ hôi lạnh. Lúc trước tuy rằng cảm thấy nơi này quái dị, nhưng cũng chỉ là quái dị thôi, bọn hắn có hơn 10 cường giả võ đế, phóng đến đại lục cũng có thể đi ngang, cũng không ý thức được sẽ có nguy hiểm sinh tử. Mà giờ khắc này, một gã đồng bạn võ đế lại cứ vậy chết đi không một tiếng động, hơn nữa chết còn quái dị đáng sợ như vậy, ngay cả chút manh mối cũng không lưu lại. Nếu gặp phải cường địch, sau khi chiến đấu một trận không địch lại mà chết thì tâm lý mọi người còn có thể cân đối, giảm bớt sợ hãi, nhưng loại chết này cũng quá mức quỷ dị, quá uất ức rồi. Lúc này tất cả mọi người mới bắt đầu hoảng hốt, úy kỳ nhân có thể chết đi không hiểu thấu, vậy kế tiếp rất có thể sẽ đến phiên bọn hắn. Xuất quân uy ngẩng đầu nhìn hai kiện huyền khí trên bầu trời, vẫn còn tản mát ra ánh sáng hồng ngự, sắc mặt tái nhợt nói. Dưới sự che chở của Đông Cực Thiên Nhận Xích và Nguyên Dương Tán lại chúng chiêu không chút dấu hiệu như thế, rốt cuộc là chuyện gì đây? Không ai có thể trả lời hắn. Thần sắc Lý Vân Tiêu cũng trở nên ngưng trọng, đặc biệt giờ phút này trong giới thần bi còn có hai đạo phân thân đã rút đi rất nhiều hồn lực của hắn, thoáng cái khó có thể vận dụng đồng thuật được. Hồ nước kia ba quang liễm diễm, sau khi cắn nuốt úy kỳ nhân giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, vẫn im im lặng lặng ở đằng kia. Úy Đông Dương ngơ ngẩn cả người, nói. Một ngày thời gian không sai biệt lắm đã qua đi, xem ra quy tắc thời gian hoặc là sai lầm, hoặc là còn dài hơn cả chúng ta dự tính, bây giờ có nên tiếp tục tiến tới trước không? Sắc mặt Úy tự hoạch hơi trắng bệch, nói. Trong mọi người kỳ nhân là hiểu rõ khu vực này nhất, hiện giờ. Úy Đông Dương lạnh lùng nói. Chẳng lẽ cứ vậy bỏ cua, dẹp đường hồi phủ sao? Xuất quân Úy lắc đầu nói. Hồi phủ, đường trở về ở chỗ nào? Mọi người lúc này mới phát hiện, sau lưng cũng đã là một mảnh hoang vu, bọn hắn đi vào phiến khu vực này chẳng qua chỉ chừng 100 mét thôi,
nhưng bây giờ nhìn lại lại là hoang vu mênh mông, sắc mặt nguyên một đám liền đại biến. Úy Tự Hoạch cắn răng nói. Không biết hai nhà Đỗ, Tần hiện giờ thế nào rồi? Hắn nhìn Úy Đông Dương, tựa hồ ẩn chứa ý tứ nào đó, sắc mặt Úy Đông Dương cũng có chút khó coi. Đột nhiên một gã võ giả kinh hô lên, nói. Trong nước có người. Tất cả mọi người thoáng cái ngất lịm, vội vàng nhìn về hồ nước. Hồ nước vốn không có một con cá lại dần xuất hiện thứ gì đó, trong mơ hồ quả nhiên là vô số bóng người. Một người trong đó có chút ngửa đầu, khuôn mặt hiện ra trước mặt mọi người. Kỳ nhân! Một gã người úy ra hoảng hốt kinh hô một tiếng, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Bóng người nổi lên kia, gương mặt quả thật là úy kỳ nhân vừa chìm xuống, hơn nữa từ phục sức trên người cũng có thể nhìn ra được. Rắc, rắc! Ngay khi tất cả mọi người hoảng sợ tột đỉnh thì nguyên một đám người phá nước mà ra, một cổ lạnh lẽo thấu xương tản ra, nhiệt độ chợt hạ xuống. Tất cả mọi người cảm thấy băng hàn tận xương, bọn hắn vốn là võ đế chi thân, trên đời sao có thứ gì khiến bọn hắn cảm thấy rét lạnh được. Nhưng từ hơn 10 người kia lại tản mát ra loại hàn khí khiến người cơ hồ hít thở không thông, hơn nữa còn cực kỳ cổ quái, ép tới khiến người hoàn toàn không thở nổi. Xuất Quân Uy đột nhiên hít một hơi lạnh, hoảng sợ cả kinh nói. Tần, người Tần gia. Hơn 10 người kia mặt mày tím ngắt, nguyên một đám lộ ra vẻ cổ quái, lâm lập trên không trung, trên người không có một giọt nước, chỉ là lộ ra trận trận hàn ý. Hơn nữa ngoại trừ Úy Kỳ Nhân gia, tất cả đều là người Tần gia, mà ngay cả gia chủ Tần gia Tần Nhã Trương cũng trong đó. Mọi người một lòng lập tức trầm xuống, Tần gia hơn 10 tên võ đế cường giả vậy mà toàn quân bị diệt. Bỗng nhiên, gương mặt ngốc trẻ kia của Tần Nhã Trương đột nhiên cười cười, cười cực kỳ cổ quái, hơn nữa loại cười kia tựa hồ lây lan, hơn 10 người còn lại cũng nhao nhao cười theo, thoáng cái tràng diện trở nên thập phần khủng bố. Siêu siêu! Hai đạo nhân ảnh lao xuống như bay, mang theo khí tức cực kỳ cường đại cổ quái đánh đến hai gã tên cường giả võ đế ở gần đó nhất. Siêu siêu siêu! Hơn 10 tên người Tần gia bỗng nhiên đều ra tay, Úy Kỳ Nhân ở trong đó cũng bay xuống dưới. Công kích tới một gã võ giả. Xuất Quân Uy quát to. Mọi người cẩn thận, không thể phân thần. Trong tay hắn lập tức hiện ra lưu tinh thiết chùy, thoáng một cái đã đánh tới một người Tần gia ở gần hắn, trực tiếp chấn tên kia về lại trong hồ nước. Xuất Quân Uy nhìn thoáng qua thiết chùy, chỉ thấy vết máu loang lổ. Dầm ào ào. Hồ nước kia lần nữa nổ tung, tên bị chấn trở về kia toàn thân đều là máu tươi xông lên, trên mặt vẫn mang theo dáng tươi cười. Nhanh chóng bay tới, trong tay lấy ra một thanh bảo kiếm, lâm không chém xuống. Xuất Quân Uy sắc mặt tái nhợt, quát. Những người này dường như vẫn còn sinh mệnh, chỉ là bị thứ gì đó mê hoặc thôi. Toàn bộ ven hồ lập tức đánh thành một đoàn, hơn 20 tên cường giả võ đế đối chiến nhau, đánh đến kinh thiên động địa, hỗn loạn không chịu nổi. Lý Vân Tiêu trước tiên liền chụp lấy Tiểu Hồng Tán, sau đó nhảy dựng lên, lại căng cái rủ kia ra. Cả người thoáng cái liền biến mất trên không. Đây là một công năng khác của Nguyên Dương Tán, nó có thể trực tiếp tàng hình, nếu không có thần thức tuyệt cường thì rất khó mà phát hiện ra được. Quả nhiên, một gã người Tần gia đi tới chỗ hắn, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, sau đó liền vò tới một người khác. Lý Vân Tiêu tay cầm lấy cái dù, im im lặng lặng đứng trên không trung quan sát. Những người Tần gia này nguyên một đám thần sắc cổ quái, bộ dạng quả thật là đã trúng tà. Hơn nữa chiến đấu hung mãnh dị thường, hơn nữa đều thi triển ra tuyệt kỹ. A à, không muốn, không muốn a, à, cứu cứu ta. Đột nhiên một gã người úy ra phát ra thanh âm hoảng sợ, chỉ thấy cả bả vai hắn đều đã bị chém đứt, máu tuôn ra như suối, đang bị Úy Kỳ Nhân kéo lấy đi về phía cái hồ kia. Kỳ Nhân, buông hắn xuống, hắn là Đường Thúc a. Úy Đông Dương kinh sợ hét lớn một tiếng, ngọc xích quét ngang qua, kim quang bắn ra. Trực tiếp đẩy lui hai người Tần gia vây công hắn, phi thân muốn đi cứu. Nhưng đã quá muộn, tốc độ Úy Kỳ Nhân cực nhanh, thoáng cái đã lôi lấy Đường Thúc của mình, trực tiếp chìm vào trong hồ nước, không thấy bóng dáng đâu nữa. Úy Đông Dương hoảng sợ nhìn vào trong hồ, nhưng không thấy được gì cả. Giờ phút này, một gã người xuất gia cũng bị đánh cho liên tiếp lui về sau, từng bước nhập hãm, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Đúng là tên lúc trước đã từng nhiều lần mỉa mai Lý Vân Tiêu, hắn và đối thủ đều là cấp độ võ đế tam tinh, nhưng đối phương lại là tam tinh đỉnh phong, hơn nữa chiêu chiêu ngoan lệ, hơn nữa lộ ra tà lực, khiến hắn càng đánh càng yếu.
Phanh! Bộ ngực hắn trúng một quyền của đối phương, thân thể đang muốn bay ngược đi, lại bị đối phương dùng tốc độ cực nhanh đuổi kịp, một tay bắt lấy tay kia của hắn, một điểm vài chỉ lên người hắn, trên vài đạo đại huyệt đều chảy ra máu, sau đó liền lôi hắn đi vào trong hồ nước kia. Trên mặt người xuất gia kia lộ ra hoảng sợ và vẻ tuyệt vọng, dốc sức liều mạng muốn gọi, nhưng phát hiện huyệt đạo trong cổ họng cũng đã nát, căn bản không thể gọi được. Đột nhiên một đạo kiếm khí lâm không mà xuống, vọt tới trên thân người Tần gia kia. Người Tần gia kia đột nhiên ngất lịm, xoay tay lại quét ra kiếm quang, lại đột nhiên trông thấy một đạo sáng chói khiến hắn phải khép hai mắt lại. Kiếm quang bắn ra cũng đánh lên Mộ Vân Kính, bị phản chấn trở về. Người Tần gia kia mở mắt ra, thấy kiếm mang của mình phản chấn xuống, hiện lên một tia hoảng sợ, sau đó lâm không hướng về sau trở mình đi, trực tiếp né tránh. Oanh! Kiếm quang rơi trên mặt đất, tạc ra một cái hố to. Lý Vân Tiêu cũng dần hiện ra trên không, trong tay chống hồng tán, lạnh lùng nhìn qua. Tên người xuất gia cũng bởi vậy được cứu vớt, vội vàng lấy ra đại lượng đan dược nuốt vào trong bụng, bắt đầu vận công điều tức. Tên người Tần gia kia liếc nhìn Lý Vân Tiêu, trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, vậy mà không công kích tới. Vốn nhân số và thực lực hai nhà xuất, úy đều hơn xa đối phương, nhưng người Tần gia chiêu chiêu ngoan lệ, hoàn toàn là đấu pháp liều sinh tử, cho nên trong lúc nhất thời ngược lại hơi chiếm thượng phong. Nhưng theo người hai nhà phát lực, thế cục rất nhanh liền đảo ngược, hơn 10 tên người Tần gia bị giết trọng thương từng đống. Hơn nữa lúc này mọi người cũng đều phát hiện bọn hắn cũng không phải là không sợ chết, lúc không chống đỡ nổi nữa cũng sẽ chạy trốn. Nguyên một đám người Tần gia bị giết, đồng thời người còn lại cũng bắt đầu chạy trốn, nguyên một đám đều nhảy vào trong hồ nước. Toàn bộ chiến đấu không đến thời gian uống cạn chung trà, mặt đất vốn bằng phẳng đã bị đánh cho gồ ghề khắp nơi, còn có thi thể 5 người Tần gia nằm trên mặt đất. Mà bên này lại tổn thất một người, chính là vị Đường Thúc bị úy kỳ nhân mang đi kia. Sắc mặt tất cả mọi người đều khó coi, nguyên một đám vô cùng trầm trọng. Úy Đông Dương có chút phát điên rồi, lạnh giọng nói. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì không? Úy Tự Hoạch sắc mặt trắng bệch nói. Những người này tựa hồ cũng chưa chết, chỉ là chúng tà thuật. Úy Đông Dương phẫn nộ quát. Ta đương nhiên biết là chúng tà thuật, ai có thể nói cho ta biết bây giờ nên làm gì? Xông vào trong cái hồ này giết người hay là quay về? Nếu trở về thì nên đi thế nào đây? Lời hắn nói không ai có thể trả lời, tất cả đều yên tĩnh như chết. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Hồ nước này hẳn là chỗ mấu chốt, trong đó khẳng định có vật ảnh hưởng tới bọn hắn. Sắc mặt Úy Đông Dương thoáng chuyển biến tốt đẹp hơn, nói. Sau đó thì sao? Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Sau đó chính là, cái hồ nước này cũng có thể là mấu chốt để chúng ta đi vào hoặc ra ngoài. Mặc dù là trận pháp sáp nhập vào quy tắc thời gian, nhưng trong cảnh trí luân chuyển cũng sẽ có chỗ trận nhãn trọng yếu, liên hệ tất cả mọi thứ cùng một chỗ. Úy Đông Dương nhíu mày, nói. Có thể nói đơn giản chút không? Người còn lại cũng lộ ra vẻ khó hiểu, chỉ có số ít người có nghiên cứu đối với trận pháp, tựa hồ đã hiểu rõ mấu chốt trong đó. Lý Vân Tiêu kiên nhẫn nói. Cũng tỉ như trận pháp bình thường, chỉ là một tờ giấy trắng, một mặt phẳng. Cho nên không có biến hóa về mặt không gian. Mà trận pháp một bước một cảnh lại như một bản tập, do rất nhiều giấy trắng tạo thành, nhưng nhất định sẽ có một cuộn chỉ nối những tờ giấy này lại. Mà trận pháp gia nhập quy tắc thời gian lại giống như một bản tập đang không ngừng lật đi, nhưng cái này cũng không quan trọng, quan trọng là nó vẫn có một cuộn chỉ kết nối các trang giấy lại với nhau. Vừa nói như thế, mọi người liền lập tức hiểu rõ. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn về phía hồ nước kia nói. Mà không gian chỗ vị trí chúng ta chính là một trang giấy, hồ nước này rất có khả năng chính là một vòng trên cuộn chỉ. Sắc mặt Xuất Quân Uy đột biến, nói. Ý của Vân Tiêu đại nhân là, muốn cưỡi bỏ trận pháp này, nhất định phải tiến vào trong hồ nước kia sao? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến, tình cảnh vừa rồi mỗi người đều thấy rõ ràng, hiện giờ ai dám đi vào trong hồ nước nữa chứ? Lý Vân Tiêu nói, như vậy đi, ta đi xuống trước, các ngươi đi theo ta. Úy Tự Hoạch vội nói, vậy xin đa tạ Vân Tiêu đại nhân rồi, nếu mọi người có thể bình yên đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ hậu báo. Tình huống hiện tại, mỗi người cảm thấy bất an, bảo vệ tánh mạng mới là quan trọng nhất. Mau nhìn,
trong nước lại có cái gì kìa. Một người đột nhiên kinh hô lên. Mọi người kinh hoàng nhìn lại, chỉ thấy gợn nước lăn tăn, trong đó nổi lên một cái bóng đen sẫm, lắc lư dưới đáy nước, tựa hồ như muốn hiện ra vậy. Lớn như thế, chẳng lẽ là yêu thú? Có người khẩn trương dò hỏi, nguyên một đám đóng chặt hô hấp, thần sắc ngưng trọng. Cái bóng cực lớn kia chậm rãi rõ ràng, cũng không phải yêu thú gì cả, mà là một tòa cung điện hoa lệ, kiến tạo tinh mỹ, toàn thân thấu triệt, chiết xạ hoảng hốt bất định dưới đáy nước, nhưng lại cực kỳ chân thật. Mộ điện, là mộ điện của Vu Dật Tiên. Người úy gia kinh hô lên, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ và đại hỉ. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động nói. Các ngươi sao biết được đây là mộ điện của Vu Dật Tiên? Úy Tự Hoạch nuốt nước miếng nói. Trước mộ điện này có một khối ngọc bia, trên đó ghi lại tình huống mộ điện. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, trước mộ điện kia quả nhiên có một khối ngọc bia toàn thân lưu ly dựng thẳng đứng ở đó, trên đó lưu quang chớp động, tựa hồ có văn tự ẩn hiện trên đó. Xuất quân uy phẫn nộ quát. Các ngươi còn bao nhiêu chuyện gạt chúng ta nữa? Người xuất gia đều tức giận dị thường, Úy Tự Hoạch có thể lập tức nhận ra mộ điện và ngọc bia, hiển nhiên trước kia đã thấy, hồ nước này bọn hắn rất có khả năng cũng đã từng tới. Hào khí thoáng cái trở nên ngưng trọng, người xuất gia lập tức tụ tập cùng một chỗ, ngăn ra một khoảng cách với Úy gia, một cổ không khí đối kháng lan tràn trên không trung. Úy Nông Dương vội nói, chư vị đã hiểu lầm, hồ nước này chúng ta tuyệt đối chưa từng tới, nếu không cũng sẽ không để kỳ nhân bị tà thuật ảnh hưởng. Về phần mộ điện này chúng ta ngược lại đã thấy qua, nhưng cũng không phải dưới đáy hồ này, mà là thấy được trong vùng hoang vu lúc lần đầu dò xét. Xuất quân uy lạnh giọng nói. Vậy vì sao chưa từng nghe Đông Dương huynh nói qua? Ha ha! Úy Đông Dương nở nụ cười xấu hổ, nói. Cũng chỉ che giấu cái mộ điện này thôi, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa. Xuất quân uy hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Các ngươi lần trước nhìn thấy mộ điện này có phải ở trong nước không? Không phải, ở trên phiến hoang vu này, nhưng... Úy Tự Hoạch do dự, tiếp tục nói. Nhưng chúng ta thấy chỉ là một mảnh hình chiếu, cực kỳ to lớn, cho nên văn tự trên ngọc bia cũng có thể thấy rõ một hai, thế mới biết là mộ của Vu Dật Tiên. Căn cứ theo phán đoán của kỳ nhân, hình chiếu mộ điện là từ sâu trong hoang vu truyền ra, cũng chính là ở nội vi, mà chỗ chúng ta đứng chỉ là ngoại vi thôi. Một gã võ giả cau mày nói. Vậy mộ điện trong hồ nước này, có thể cũng chỉ là hình chiếu không? Nhìn về bên dưới mọi thứ đều có thể thấy được rõ ràng, mà ngay cả hoa văn trên cột cung điện cũng có thể thấy rõ. Lý Vân Tiêu nói. Cái này không phải hình chiếu, mà thật sự mộ điện ở bên dưới. Xuất quân uy cả kinh nói. Vân Tiêu đại nhân sao lại khẳng định như thế? Lý Vân Tiêu đạo nói. Ta lúc trước đã từng nói qua. Ta có tu luyện linh mục thần thông, đối với phán định thật giả vẫn có lòng tin nhất định. Úy Nông Dương ngạc nhiên nói. Nói như vậy, thứ chúng ta muốn tìm ở bên dưới này sao? Hắn hiển nhiên vẫn không tin. Xuất quân uy lạnh lùng nói. Cho dù ở bên dưới này, người dám đi vào không? Tất cả mọi người trầm mặc lại, ánh mắt đều nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta đi xuống xem một chút vậy, các ngươi tùy ý. Hắn đi đầu đi vào trong hồ nước, tất cả mọi người đều cực kỳ căng thẳng, không dám thở mạnh. Rất nhanh đã thấy hồ nước kia bao phủ lấy cổ hắn. Trong lòng mọi người dâng lên một loại cảm giác cổ quái, chỉ cảm thấy một màn này rất giống với Úy kỳ nhân lúc trước. Xuất quân uy đột nhiên hét lớn một tiếng, nói. Vân Tiêu đại nhân. Thân thể Lý Vân Tiêu bỗng nhiên ngừng lại. Mọi người lúc này mới thở ra một hơi, xem ra vẫn chưa trúng tà. Lý Vân Tiêu xoay người lại, nói. Không có gì xảy ra cả, tất cả bình thường, chư vị muốn đợi ta đi xuống rồi mới theo sau sao. Tất cả mọi người đột nhiên hít một hơi lạnh, bộ dạng và lời nói Lý Vân Tiêu hiện giờ giống như đúc lúc lừa gạt bọn hắn tiến vào vùng hoang vu, ngay cả thần thái cũng giống như đúc. Người rốt cuộc là ai? Xuất quân uy hét lớn một tiếng, lâm không đánh tới một quyền. Quyền mang lao tới. Thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần biến mất không thấy gì nữa, hồ nước bị tạc ra cơn sóng gió động trời, một đầu thủy long tóe lên rơi xuống, mặt hồ kích động, hình thành một đạo vòng xoáy. Hình ảnh cung điện dưới nước trong vòng xoáy không chỉ không tiêu tan, ngược lại càng thêm rõ ràng. Người hai nhà xuất, quý sắc mặt đều cực kỳ khó coi,
hiện giờ Lý Vân Tiêu đã không thấy, bọn hắn tiến cũng không được, thối cũng không xong. Mau nhìn, Lý Vân Tiêu. Đột nhiên một gã võ giả chỉ vào trong nước, chỉ thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu đang không ngừng bơi xuống dưới, đúng là hướng mộ điện. Úy Đông Dương nói, lần này là thật hay giả? Xuất quân uy hít một hơi thật sâu, nói. Quản khỉ gió thiệt giả, coi như không phải thật lưu lại ở đây cũng không phải là cách, ta cũng không tin ta, bằng vào lực lượng hơn 10 người chúng ta đủ để hoành hành thiên hạ, chẳng lẽ lại bị vây ở nơi hoang vu này sao? Hắn thoáng cái hung ác, dẫn đầu nhảy vào trong nước. Người xuất gia sắc mặt đột biến, biểu lộ không đồng nhất, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng lao theo. Người úy gia nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Trên mặt úy Đông Dương hiện lên một tia kiên quyết, nói. Chúng ta cũng đi. Rầm rầm. Người hai nhà, hơn 10 tên cường giả võ đế, trực tiếp phá vỡ mặt hồ, bơi xuống đáy nước. Trong đó 6-7 người đều hiện ra chiến y, gạt hồ nước ra để phòng ngừa vạn nhất. Một đoàn người hạo hạo đáng đáng mà xuống, rất nhanh đã xuống dưới đáy hồ, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang đứng yên trước ngọc bia kia không ngừng quan sát. Xuất quân uy cảnh giác nói. Ngươi là ai? Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào ngọc bia kia không nói, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm. Phù Vân Chiêu Lộ, Điện Quang Hỏa Thạch, Vu Giật Tiên. Úy Tự Hoạch kinh hô lên, nói. Là cái này, chính là khối ngọc bia này. Lý Vân Tiêu xoay người lại, nói. Chẳng lẽ các ngươi lại gặp chuyện? Xuất quân uy trong lòng nới lỏng một chút, chẳng biết tại sao, trực giác nói cho hắn biết trước mắt thật sự là Lý Vân Tiêu, hắn khổ sở nói. Về sau chúng ta nên hành động cùng Vân Tiêu đại nhân đi, nếu không thực không biết thật giả ra sao cả. Úy Tự Hoạch đi ra phía trước, lấy ra một tấm lụa bố, trên đó tràn đầy các đường cong và dấu hiệu chẳng chịt, đúng là tư liệu lộ tuyến mà người úy gia Thiên Tân vạn khổ thu thập được, nhưng giờ hoàn toàn không phát huy được công dụng. Ở phía trên nhất của tấm lụa bố có viết vài chữ to, giống như đúc với trên ngọc bia, cũng là úy kỳ nhân lúc trước miêu tả lại. Xuất quân uy nói. Vân Tiêu đại nhân, trong cung điện này thật sự là mộ Vu Giật Tiên sao? Những người chúng tà thuật kia giờ chạy đi đâu rồi? Lý Vân Tiêu nói. Có phải mộ Vu Giật Tiên không ta không biết, nhưng cung điện này nhất định có quan hệ với Vu Giật Tiên. Úy Đông Dương kinh ngạc nói. À, Vân Tiêu đại nhân sao dám kết luận, chỉ bằng hai câu nói này sao? Lý Vân Tiêu chỉ vào ngọc bia nói. Hai câu này không chỉ khắc họa lại cuộc đời Vu Giật Tiên. Hơn nữa còn khắc cả thân thủ của hắn lên đây. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, nhao nhao nhìn qua. Chỉ thấy trong mấy chữ kia ẩn ẩn lộ ra một cổ lực lượng, nhìn kỹ lại, phảng phất như sẽ bị hút vào trong vậy, toàn bộ đều bị hù vội vàng thu liếm tâm thần, không dám nhìn thêm nữa. Úy Đông Dương cả kinh nói. Chẳng lẽ những người kia chúng ta cũng vì mấy chữ trên ngọc bia này sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không phải. Mấy chữ này chỉ lộ tuyệt học mạnh nhất cả đời Vu Giật Tiên, hơn nữa còn có lĩnh ngộ võ đạo của hắn ở trong đó, cho nên các ngươi mới cảm thấy khó có thể kiềm chế. Xuất quân uy cả kinh nói. Vậy Vân Tiêu đại nhân, sao ngươi lại không có chuyện gì? Tất cả mọi người lộ ra vẻ cổ quái, không thể nào lĩnh ngộ võ đạo của Lý Vân Tiêu còn mạnh hơn bọn họ được a? Nhưng sự thật đúng là thế, lĩnh ngộ võ đạo của Lý Vân Tiêu cũng không dưới Vu Giật Tiên, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Có thể xem những chữ kia rõ ràng, đặc biệt là hai loại tuyệt kỹ ẩn chứa trong đó. Lý Vân Tiêu không để ý tới nghi hoặc của mọi người, mà vươn tay ra, sờ lên tấm bia đá kia. Ngón tay như ngọc của hắn chạm vào trên chữ điện kia, một đạo hồ quang bắn ra, trực tiếp dọc theo cánh tay Lý Vân Tiêu lan tràn trên xuống, Lý Vân Tiêu lập tức rút tay về. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhao nhao trở nên cảnh giác. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ đại hỉ, nhịn không được cười nói. Quả nhiên không uổng công, lôi điện chi lực này chính là một trong hai đại tuyệt kỹ của Vu Giật Tiên, cửu âm tuyệt lôi. Sắc mặt Úy Đông Dương đại biến, cả kinh nói. Cửu âm tuyệt lôi và bát âm minh hỏa. Dáng cười trên mặt Lý Vân Tiêu không giảm, chỉ vào chữ hỏa kia nói. Trong này có lẽ ẩn chứa bát âm minh hỏa chi lực, Đông Dương đại nhân có thể thử một lần. Sắc mặt Úy Đông Dương trắng bệch nói. Nghe đồn bát âm minh hỏa, chính là ngọn lửa tà ác không có gì không tổn thương, căn bản không nên tồn tại thế vào, người đụng vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tâm tình Lý Vân Tiêu tựa hồ thật tốt, cười nói.
nào có tà dị như vậy, bất luận nguyên tố chi lực nào cũng đều là ngũ hành bổn nguyên chi lực diễn biến thành, uy lực lớn nhỏ có quan hệ với đẳng cấp bản thân, dùng thực lực Đông Dương đại nhân cũng không có gì đáng sợ cả. Úy Đông Dương vẫn cự tuyệt nói. Mặc dù mấy chữ này là do hai đại tuyệt kỹ của Vu Giật Tiên ngưng tụ, nhưng đây cũng chỉ là lực lượng lưu lại thôi, Vân Tiêu đại nhân sao có thể lấy được hai vật này? Lý Vân Tiêu nói. Ngũ hành nguyên tố vĩnh tồn thiên địa, cũng không bởi vì chủ nhân chết mà tiêu vong. Nếu như Vu Giật Tiên thật sự ở trong mộ điện này, vậy thì hai đại nguyên tố chi lực kia nhất định cũng tồn lưu ở đây. Cửu âm tuyệt lôi chính là thứ ta nhất định phải có, cũng là mục đích lớn nhất ta đi lần này, hy vọng chư vị không nên tranh đoạt với ta. Úy Đông Dương nhướng mày, một trong những mục đích bọn hắn tới đây cũng là vì tầm bảo, giờ phút này còn chưa thấy mặt bảo tàng đã bị người giành trước rồi, trong lòng lập tức cảm thấy cực kỳ khó chịu. Còn có một mục chính là lợi dụng thế cục quỷ dị nơi này một lần hành động suy yếu thậm chí tiêu diệt thế lực hai nhà khác ở thành Điện Long. Giờ phút này không ngờ lại xảy ra biến cố, ngay cả chính bọn hắn cũng lâm vào cục diện không cách nào khống chế. Lý Chí vẫn chiến thắng khó chịu trong lòng, hắn liền cười nhạt nói. Nếu Vân Tiêu đại nhân có năng lực lấy được lôi này, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Xuất quân uy tự nhiên cũng liên tục cam đoan để Lý Vân Tiêu chọn trước. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Chỉ cần ta có thể lấy được cửu âm tuyệt lôi này, vật còn lại mọi thứ đều dễ nói. Tâm tính sợ hãi của mọi người trước kia, rất nhanh đã bị đoạt bảo thay thế, bắt đầu có chút hưng phấn. Mộ điện kia toàn thân trong suốt, lại bị một cổ hào quang lưu ly ngăn trở, không nhìn rõ bên trong, toàn bộ mộ điện đều không có một cánh cửa. Úy Tự Hoạch nói. Những người Tần gia kia đâu rồi? Vì sao không thấy người nào hết thế? Toàn bộ đáy hồ tuy lớn, nhưng tầm mắt mọi người cũng cực xa, lại không thấy một bóng người nào cả. Lý Vân Tiêu nói. Trong hoàn cảnh quỷ dị này, không nên quá câu chấp, phải hiểu dốc hết sức phá vạn pháp, chỉ cần thủ hộ bản tâm, liền vạn tà bất xâm. Hắn bay thẳng tới mộ điện, một cước bước vào trong lưu ly quang. Đột nhiên một đạo lôi quang lập tức lao ra như bay, đúng là Lý Vân Tiêu biến thành, tiếp theo hắn hét lớn một tiếng, nói. Không tốt. Trong lưu ly quang kia truyền đến tiếng gầm giận dữ, sau đó hai đạo khí tức khủng bố lao ra. Tất cả mọi người lập tức đề cao cảnh giác, sau đó lưu ly chi quang kia nhanh chóng hội tụ lại, không ngừng biến ảo, tựa hồ muốn hiển hóa ra. Lực lượng khủng bố lại lên trong lưu ly quang mang, hóa thành hai màu thanh bạch, trực tiếp ngưng tụ thành yêu thú. Đúng là một con rồng một con phượng, một thanh một bạch, lượn vòng quấn lấy nhau trước mộ điện. Trên mặt Lý Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ, nói. Lôi long hỏa phượng, quả nhiên là bảo vật Vu Giật Tiên lưu lại, lôi long này ta muốn rồi. Hắn trực tiếp thân hóa lôi đình, thân thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành cự nhân cao mấy trượng, bàn tay lớn trực tiếp chộp tới lôi long kia. Giống. Lôi long điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp nhổ ra một đạo thiểm điện, đục lỗ bàn tay Lý Vân Tiêu, lôi điện biến hóa trực tiếp bị phá mở. Thân ảnh Lý Vân Tiêu hiển hiện trên không trung, lộ ra vẻ giật mình, lối quyết hiện giờ hắn tu luyện là dung hợp hai loại lôi điện chi lực, mạnh hơn lôi điện biến dị bình thường rất nhiều, lại không nghĩ tới lại bị đối phương thoáng cái đã phá vỡ. Cái này đã chứng minh uy lực cửu âm tuyệt lôi còn trên cả lối quyết của hắn hiện giờ. Ha ha! Lý Vân Tiêu ngược lại cảm thấy vui mừng, cửu âm tuyệt lôi càng mạnh, nếu sau khi bị hắn luyện hóa, lôi điện chi lực tương ứng với bản thân sẽ càng mạnh mẽ hơn. Kiếm đồ, khốn. Hắn khẽ quát một tiếng, chín chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trực tiếp bay ra, hóa thành kiếm trận phân bố ở bốn phía lôi long, giống như lao lung kết nối với nhau, khốn nhập nó ở giữa. Long du cửu thiên, há có thể bị nhốt. Lôi long liên tục gào thét, từng đạo lôi điện đánh tan ra, chấn xĩa chín thanh trường kiếm kia không ngừng lắc lư. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khẽ biến, trên người hắn còn có hai thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm. Nhưng giờ phút này còn hai đạo phân thân đang chấn thủ Sơn Hà đỉnh, dùng hồn lực trước mắt rất khó khống chế 11 chuôi kiếm. Yêu Long đột nhiên mở miệng nói. Ta đến. Mi tâm Lý Vân Tiêu lóe lên, một đạo ánh sáng màu xanh hiện ra, cũng là một đầu thanh long lâm không hiện ra, đúng là hình thái bản thể của Yêu Long, nó dương nanh múa vuốt cắn xé về phía lôi long kia. Giờ phút này Yêu Long đã khôi phục đến trình độ linh hồn cửu giai, thực lực bạo tăng. Mặc dù hiển hóa ra cũng không chút ảnh hưởng. Hai đầu rồng hung ác đánh nhau trên không, chín chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm lập tức ổn định lại,
kiếm khí chi hải tản ra, như kinh đào đập tới trên người Lôi Long. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, hiển hóa ra ba đầu sáu tay, một tay giơ lên Mộ Vân kính, kính quang xuyên thấu kiếm trận mà vào, trực tiếp chiếu vào trên người Lôi Long. Hai cánh tay trên bản thể nhanh chóng thi triển lấy quyết ấn, trên cửu kiếm kiếm trận bay ra từng đạo ấn quyết, xông vào trong trận, như hoa hồ điệp phi. Lôi Long ở trong kiếm trận chiến đấu với Yêu Long, tăng thêm đại bi Mộ Vân kính và kiếm trận phụ trợ, nhưng vẫn không rơi vào hạ phong, không ngừng có lôi đỉnh bắn ra, tản khắp bốn phương tám hướng. Ấn quyết bay ra từ kiếm trận không ngừng bị lôi đỉnh đánh nát, mà ngay cả kính quang của Mộ Vân kính cũng bị lôi quang ngăn trở, không cách nào chiếu vào trên người Lôi Long được. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng lại, trình độ cường hãn của Lôi Long này vượt qua dự liệu của hắn. Xem ra trong thời gian ngắn không cách nào thu phục được rồi, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao, hy vọng Yêu Long có thể kiên trì thêm một hồi. Mà ở bên khác, hỏa phượng màu trắng kia cũng đã bị mọi người khốn đấu, không trung không ngừng đốt ra hỏa hoa màu trắng, nhưng dưới sự liên thủ của hơn 10 tên cường giả võ đế liền trực tiếp bị chế trụ, không cách nào thoát khốn. Hỏa phượng không ngừng thu minh, nhiệt độ dần dần đề cao, khí tức thô bạo càng ngày càng nặng. Xuất quân uy hừ lạnh nói. Cái gì bát âm minh hỏa, không gì hơn cái này, lời đồn quá không đang tin rồi. Úy Đông Dương nheo mắt, lập tức cười nói. Quân uy đại nhân nói rất đúng, ngọn lửa này cũng không hơn gì cái này. Ta gần đây vừa vặn cần một hỏa chủng biến dị như vậy, hỏa phượng này để ta thu là được rồi. Xuất quân uy quát. Nằm mơ, ngọn lửa này ít nhất cũng là vật cửu giai, muôn vàn khó cầu, muốn lấy đi cũng được, dùng thứ đồng giá để đổi đi. Sắc mặt Úy Đông Dương trầm xuống, khẽ nói. Nơi này đã xác định là mộ Vu Dật Tiên, bảo vật trong đó khó có thể tính toán, quân uy đại nhân quá mức keo kiệt rồi. Xuất quân uy cười lạnh nói. Ngọn lửa này thuộc về ta, bảo bối trong đó để Đông Dương huynh chọn trước một kiện có được không? Úy Đông Dương thoáng cái trở nên do dự, bên trong có bảo vật hay không còn chưa nói, cho dù thật sự có, trừ phi là công pháp võ kỹ hoặc binh khí tùy thân của Vu Dật Tiên. Nếu không có thể so với Lôi Long hỏa phượng này quả thật không nhiều lắm. Úy Đông Dương nói. Như vậy đi, chỉ cần quân uy đại nhân buông tay, ta nguyện dùng một vật trao đổi. Xuất quân uy cười lạnh nói. Giá trị ít nhất phải cao hơn hỏa phượng này mới được. Trên mặt Úy Đông Dương lộ ra vẻ đau lòng, nói. Tự nhiên sẽ không để cho quân uy đại nhân chịu thiệt rồi. Hắn đảo tay. Một cái hộp do xương cốt mài thành liền xuất hiện trong tay, trực tiếp ném tới. Trên hộp kia có vẽ đồ án một cái khô lâu, lại không có nửa phần dữ tợn, lộ ra thập phần nhu hòa. Đồng tử xuất quân uy co rụt lại, giật mình nói. Đây, chẳng lẽ là vật kia? Hắn vội vàng mở ra xem xét, một đạo bạch quang tràn ra, lập tức đại hỉ đóng nắp hộp lại, lập tức phong kín lên, vui vẻ nói. Ha ha! Tốt hỏa phượng này liền thuộc về Đông Dương huynh rồi. Hắn lập tức theo bay ra khỏi vòng chiến, nói. Người xuất gia đều lui ra, tặng cho huynh đệ quý ra thôi. Năm người khác cũng vội thu tay, nguyên một đám bay đến bên người xuất quân uy, trên mặt bọn họ đều lộ ra dị sắc, không biết gia chủ đạt được thứ gì, không ngờ lại cao hứng như thế. Trong lúc đó, kiếm trận bên cạnh Lý Vân Tiêu truyền đến thanh âm long cong, chín chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm tựa hồ sắp không duy trì được thêm nữa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, thoáng cái đột nhiên trở nên trắng bệch, tế luyện trong Sơn Hà đỉnh xảy ra chuyện. Hai cổ hỏa diễm chi lực trong đỉnh vốn đã đạt đến cân đối nhất định, hòa hợp với nhau, mà trái tim của Hồ Lô Tiểu Kim Cương cũng dần dần khôi phục nhảy lên, vô số đá sỏi màu đỏ đều bị luyện hóa ra, tu bổ và trọng cấu lấy thân thể nó. Ngay khi thân thể sắp hoàn thành thì băng diễm kia chẳng biết tại sao lại đột nhiên bạo động, thoáng cái chấn khai Phượng Hoàng thần hỏa. Hai cổ hỏa diễm lần nữa mãnh liệt đấu cùng một chỗ, khiến cho Sơn Hà đỉnh lắc lư không chịu nổi, thế giới chi lực như có như không, tựa hồ khó có thể trấn áp. Phân thân ở trong đỉnh và ngoài đỉnh đầu đầy mồ hôi, nhanh chóng đánh các loại quyết ấn vào trong đỉnh, nhưng hai cổ hỏa diễm chi lực trong đỉnh quá mạnh mẽ, ầm ầm phóng khắp bốn phương tám hướng đỉnh, thoáng cái liền trực tiếp cắn nuốt sạch phân thân Lý Vân Tiêu ở trong đó. Sắc mặt của phân thân bên ngoài đỉnh lập tức đại biến, càng thêm trắng bệch. Sơn Hà đỉnh cũng theo hồn lực phân thân hắn tiêu hao mà dần dần không khống chế được nữa, đã không cách nào do thám được tình cảnh bên trong nữa rồi. Rầm rầm rầm. Lý Vân Tiêu ở bên ngoài mộ điện cũng bị ảnh hưởng lớn, hồn lực chợt giảm mạnh,
9 chuôi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bị chấn bay một chuôi, bản thân hắn bị hao tổn tâm thần, nhổ ra một ngụm tụ huyết. Mà Yêu Long mất đi kiếm trận và kính quang phụ trợ, thoáng cái liền rơi vào hạ phong, biết rõ tái chiến cũng vô công, vì vậy vội vàng phi thân bỏ chạy nhập vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Lôi Long sau khi thoát khốn cũng không truy kích Lý Vân Tiêu, mà hét lớn một tiếng, lâm không bay về phía người úy gia, muốn giải cứu Hỏa Phượng. Lý Vân Tiêu vội vàng nuốt mấy hạt đan dược, lui qua một bên bắt đầu điều tức. Lôi Long ở trong nước hóa thành một mảnh lôi điện, tựa hồ toàn bộ hồ nước đều nhuộm thành màu xanh, nó cuốn về phía người úy gia, toàn bộ đáy hồ đều chiếu rọi thành màu xanh. Lý Vân Tiêu hiện giờ cũng không vội thu phục Lôi Long nữa, nếu vật ấy đã xuất hiện thì dù thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, việc cấp bách bây giờ là phải thăm dò rõ ràng tình huống trong Sơn Hà Đỉnh. Hắn thối lui ra xa xa lập tức ngồi xuống, hiện ảnh ra trong giới thần bi. Vân Tiêu đại nhân, người không sao chứ? Bọn người xuất quân uy cũng nhìn thấy Lý Vân Tiêu bị thương, vội bước lên trước hộ pháp cho hắn. Hồn lực Lý Vân Tiêu dũng mãnh vào trong giới thần bi, trực tiếp biến hóa mà ra, hợp làm một với cổ phân thân kia, nguyên một đám ma ha cổ văn hiển hiện trong tay, đánh từng cái vào trong Sơn Hà Đỉnh. Ngũ tải hà quang hoảng hốt bất định kia thoáng cái yên ổn lại, phía trên đại đỉnh truyền đến trận trận nổ vang. Một cổ lực lượng khó có thể ức chế phá đỉnh mà ra, trực tiếp giải khai cấm chế phía trên, hóa thành một đạo quang mang bắn thẳng lên trời cao. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay đỏ rực cực lớn từ bên trong vươn ra, một phát bắt lấy thân đỉnh, muốn leo ra. Lý Vân Tiêu kinh hãi, vội vàng vỗ một chưởng lên thân đỉnh, lập tức chấn bàn tay lớn kia về. Sau đó hắn cau mày, do dự một lát, ba đạo quang mang bay ra khỏi tay, trực tiếp bắn vào trong đỉnh. Một đạo tinh ngân chi sắc, đúng là Bắc Thiên Hàn Tinh Thiết. Một đạo thuần kim chi sắc, đúng là Thiên Chiếu Khuyết Kim. Còn có một đạo vô hình vô sắc, không ngừng biến hóa hình thái trên không trung, chính là ký ức nguyên kim giao dịch được từ mục gia. Ba loại kim loại đỉnh cấp sau khi bay vào, trong Sơn Hà Đỉnh yên lặng một lát, sau đó bộc phát ra tiếng hô điên cuồng, đúng là thanh âm của Hồ Lô Tiểu Kim Cương, tựa hồ đang cực lực dẫy giụa. Lý Vân Tiêu mừng rỡ trong lòng, Hồ Lô Tiểu Kim Cương hẳn là đã sống lại, hắn nhe răng cười nói. Ngoan nghe lời đừng sợ, chỉ là chút đau khổ da thịt mà thôi, thiên truy vạn tạc xuất thâm sơn, liệt hỏa phần thiêu nhược đẳng nhàn. Quyết ấn trong tay hắn càng nhanh hơn, đánh từng đạo vào trong đỉnh, Hồ Lô Tiểu Kim Cương tựa hồ đau nhức đến hôn mê bất tỉnh, rất nhanh cũng không còn thanh âm nào nữa. Nhưng ngũ thải quang mang từ trong Sơn Hà Đỉnh truyền tới vẫn biến hóa kịch liệt, chứng minh luyện chế bên trong thập phần khó khăn. Lý Vân Tiêu có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn một cái, đúng là chỗ quang mang lúc trước biến mất. Đó là lực lượng dung hợp của Phượng Hoàng Thần Hỏa và băng diễm vô danh kia. Lúc trước nó tiêu tán trên trời cao, ngay cả hắn cũng không thể cảm giác được. Nếu thiếu hỏa diễm thì ta lợi dụng lôi đình luyện ngươi vậy. Lý Vân Tiêu bất chấp nghĩ nhiều, khẽ quát một tiếng, trên hai tay phân biệt tụ tập ra một quả lôi cầu, tản mát ra lôi đình chi lực rất mạnh, đúng là thiên kiếp chi lôi và yêu lôi của con thỏ trong địa lão thiên hoang kia. Hai đạo lôi đình hội tụ trong tay hắn, hình thành một mảnh lôi đình chi hải, phát ra bao trọn lấy Sơn Hà Đỉnh vào trong. Đùng đùng! Toàn bộ Sơn Hà Đỉnh đều bị lôi đình bao phủ, hào quang ngũ sắc cũng bị lôi điện đánh cho hoàn toàn biến mất, một mảnh hải dương màu xanh. Giờ phút này, trước mộ điện dưới đáy hồ cũng là lôi điện màu xanh lan tràn, nhảy vào trận doanh úy ra, cưỡng ép đánh ra một lối đi. Hỏa Phượng ngửa mặt lên trời thu minh một tiếng, nhổ ra một đạo hỏa diễm bạch sắc phun tới trên thân người úy ra. Long Phượng hợp minh, lôi hỏa đan vào, lập tức uy lực tăng gấp đôi. Người úy ra sắc mặt đại biến, không dám đón đỡ ngọn lửa kia, nhao nhao thối lui. Úy Đông Dương nói, quân uy đại nhân, kính xin giúp bọn ta giúp một tay. Xuất quân uy cau mày nói, hỏa phượng này ta đã tặng cho các ngươi rồi, hiện giờ lại ra tay, cái này không tốt lắm đâu. Úy Đông Dương trong lòng tức giận mắng một câu, nói, vậy thỉnh quân uy đại nhân giúp chúng ta đuổi đầu lôi long kia đi. Xuất quân uy vẫn do dự nói, lôi long này đã nói là cho Vân Tiêu đại nhân rồi, chúng ta không tiện nhúng tay. Sắc mặt Úy Đông Dương tái nhợt, nói, nếu không đánh bại được một rồng một phượng này mọi người cũng không cách nào đi vào, không chiếm được nhiều bảo vật hơn nữa đâu. Xuất quân uy lạnh nhạt nói, ta tin tưởng thực lực Đông Dương huynh,
nhất định có thể hàng phục hai đầu nguyên tố hóa hình này. Úy Đông Dương cực kỳ tức giận, hai đầu nguyên tố hóa hình này tách ra có thể dễ dàng hàng phục, hiện giờ cả hai liên thủ, uy lực không chỉ đơn giản là tăng gấp đôi, mà tựa hồ mạnh lên mấy lần, nếu như liều mạng bắt lấy, sợ rằng sẽ tổn thương rất lớn. Hắn chuyển mắt nhìn Lý Vân Tiêu, đối phương đang nhắm mắt ngồi xuống, trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh to như hạt đậu, tự hồ bị tổn thương rất nặng, căn bản không thể có tác dụng gì nữa. Trong lòng Xuất Quân Uy một hồi cười lạnh, ý nghĩ của hắn chính là để người úy ra hao tổn trong cuộc chiến này, tốt nhất là chết thêm mấy người, nếu thế thì đợi lát nữa sau khi tiến vào mộ điện sẽ không có thực lực tranh đoạt với bọn họ nữa. Xuất Quân Uy cười lạnh nói, Đông Dương huynh lúc đối mặt cường địch như thế vẫn chỉ duy trì trạng thái khởi động, có thể thấy là đã tính trước rồi. Hắn không tin người úy ra chỉ có chút thực lực này. Đều là đại thế gia truyền thừa mấy ngàn năm, không có chút nội tình đánh chết hắn cũng không tin. Đây chính là cơ hội tốt nhất để nhìn trộm thực lực chân thật của đối phương. Úy Đông Dương hừ mạnh một tiếng, nhìn qua Long Phượng biến hóa, trong mắt hiện lên sát cơ nồng đậm, lạnh giọng nói. Mỗi người đều xuất toàn lực, hỏa phượng này ta nhất định phải đạt được. Người úy gia đều biến sắc, trở nên ngưng trọng, khí tức trên thân mỗi người đều biến đổi, tựa hồ đã hạ quyết tâm, hồn nước bốn phía dưới sự trùng kích của bọn hắn phát ra từng đợt khói trắng và bọt nước sôi trào. Một rồng một phượng kia tựa hồ cũng đã nhận ra gì đó, khí tức thô bạo trên người cũng đang không ngừng kéo lên, dung hợp vào với nhau. Thần sắc úy Đông Dương biến đổi quát. Tách chúng ta. Ngọc xích tùy thân của hắn lâm không xoáy ra, một đạo thủ ấn điểm lên trên đó, lập tức phát ra một tiếng long cong, ánh sáng màu xanh chớp động xuống, từ trong ngọc xích bay ra một thanh bảo kiếm. Ngọc xích kia thì ra cũng chỉ là vỏ kiếm. Úy Đông Dương nắm bảo kiếm trong tay, một đạo kiếm ý tản ra, lâm không chém tới. Kiếm khí màu xanh khiến cả hồ nước và không gian đều vỡ thành hai mảnh, long phượng hợp minh lập tức bị chém nứt, chấn ra hai đạo quang mang một thanh một bạch. Từng cái biến hóa, gào thét không thôi. Người úy ra khẽ động thân hình, phân thành hai nhóm xông tới, lập tức tách Long Phượng ra công kích, trấn áp riêng từng đầu. Úy Đông Dương sau một tiếng liền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấn thân tới, chém tới hỏa phượng kia. Hắn chỉ cần thu lấy hỏa chủng này, về phần lôi long, hắn cũng không định trợ giúp Lý Vân Tiêu. Giờ phút này có ba gã võ giả úy giá cuốn tới lôi long kia. Đợi đến khi bắt được hỏa phượng rồi thì cũng mặc kệ nó. Lý Vân Tiêu ở trong giới thần bi cũng đã luyện chế đến khâu khẩn yếu nhất, lôi điện chi lực không ngừng đánh vào trong Sơn Hà Đỉnh, thay thế hỏa diễm luyện chế, nhưng hai loại lôi đình chi uy so với phượng hoàng chân hỏa vẫn kém rất lớn, thời gian bị không ngừng kéo dài ra. Giống. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến tiếng giống vang, một đạo lôi đình biến dị kim sắc lâm không mà đến, trực tiếp đánh vào trong lôi đình chi hải. Hợp với hai loại lôi điện kia cùng oanh kích lấy Sơn Hà Đỉnh. Chỉ thấy trên không dần dần hiện ra một đầu yêu thú toàn thân kim quang, đúng là huyền lôi kinh vân hống, giờ nó đã tiến hóa đến cửu giai, hơn nữa một thân lôi điện màu vàng còn lóng lánh bên ngoài cơ thể. Lý Vân Tiêu đại hỉ, cuồng nói. Còn đứng ở đó làm gì? Mau giúp ta luyện đỉnh. Huyền lôi kinh vân hống run lên, nhổ ra lôi điện liên tục đánh xuống. Trong tay Lý Vân Tiêu hiện ra cái búa. Nện tới phía trước. Ầm ầm, một cái ma ha cổ văn hiển hiện trong lôi ngục, ba loại lực lượng lôi điện dung hợp lẫn nhau, hình thành một đạo lôi vân đánh lên Sơn Hà Đỉnh. Trong đỉnh truyền đến rung mạnh, từng đạo hào quang bắn ra, trực tiếp đánh tan lôi đỉnh, toàn bộ thế giới chi lực trên đỉnh tản ra, phi tốc xoay tròn trên không trung. Trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra kinh hỉ, cấm lấy cái búa đứng ở đó lẳng lặng chờ đợi. Huyền lôi kinh vân hống cũng vừa vặn đột phá cửu giai, liền cống hiến ra toàn bộ lực lượng, giờ phút này nó đứng ở bên người Lý Vân Tiêu, vẫn không nhúc nhích, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Sơn Hà Đỉnh kia. Rầm rầm, hai thanh âm nặng nề đến cực điểm vang lên, sau đó một đạo hồng quang bay ra, như cầu vồng vắt ngang trên trời, thải quang dần dần thu nạp, lộ ra chân thân của hồ lô tiểu kim cương. Lý Vân Tiêu chợt thấy một cổ khí tức cương mãnh đập vào mặt. Giống. Huyền lôi kinh vân hống gầm nhẹ một tiếng, hai chân không ngừng đạp đạp trên không, trong mắt hết sức kiêng kỵ. Giờ phút này hồ lô tiểu kim cương đã không còn cảm giác làm bằng đá như trước, mà toàn thân cho người một loại cảm giác kim loại cứng rắn, toàn thân màu trắng bạc thỉnh thoảng còn lóng lánh ra ánh sáng dị sắc. Thần thức Lý Vân Tiêu quét tới, lập tức liền bị một cổ lực lượng ngăn cản lại.
hắn biết rõ đây là kỳ hiệu do hồng sắc xa lịch kia mang lại, có thể ngăn cản thần thức ở trình độ nhất định. Hắn hơi tăng cường một phần lực lượng, lập tức xuyên thấu lực ngăn cản kia, thần thức trực tiếp bám vào trên người hồ lô tiểu kim cương. Toàn thân dùng Bắc Thiên Hàn tinh thiết và hồng sắc xa lịch làm chủ tài, gia nhập thiên chiếu khuyết kim và ký ức nguyên kim, toàn bộ thân hình đã là tồn tại mạnh nhất rồi. Lý Vân Tiêu hạ lệnh. Toàn lực đánh một quyền. Hai mắt hồ lô tiểu kim cương thoáng cái phát sáng lên, nắm nắm đấm lại đánh một quyền tới Lý Vân Tiêu. Ở bốn phía quyền mang kia, đại lượng vết dạn màu đen lan tràn ra, đúng là hiện tượng do không gian không ngừng bị đánh nát, mà một quyền này cũng chính là kim cương quyền. Thần sắc Lý Vân Tiêu đột biến, dưới quyền phòng kia, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng khiến lòng hắn run rẩy, tựa hồ một quyền này đủ để làm bị thương linh hồn hiện ảnh này của hắn vậy. Chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu kinh hãi, loại cảm giác tim đập nhanh này đến từ chính trong linh hồn, tuyệt đối không sai lầm được. Đồng tử hắn đột nhiên co lại, trong giây lát tựa hồ phát hiện gì đó, chỉ thấy trên quyền mang kia có một đóa băng hoa thật nhỏ ngưng tụ ra, chính là đóa băng diễm lúc trước đã thiếu chút nữa lấy mạng hồ lô tiểu kim cương. Cái gì? Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, ý niệm khẽ động, hắn và huyền lôi kinh vân hống đều trực tiếp biến mất dưới một quyền kia. Răng rắc. Không gian truyền đến một tiếng đông lại rất nhỏ, ngay sau đó đại lượng mảnh vỡ không gian trực tiếp phá vỡ ra, nhao nhao rơi vãi xuống, trên bầu trời xuất hiện từng đạo lỗ thủng màu đen. Nháy mắt, thân ảnh Lý Vân Tiêu lần nữa hiện ra, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu. Đóa băng hoa kia tuy rằng rất nhỏ, nhưng tuyệt đối là do băng diễm quỷ dị kia diễn sinh ra, đó là tồn tại không thua gì Phượng Hoàng chân hỏa thập giai, dính vào một chút sợ rằng linh hồn sẽ bị thương ngay. Trên mặt Lý Vân Tiêu trở nên có chút ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về bầu trời, im im lặng lặng nhắm hai mắt lại. Bạch quang lúc trước lao ra khỏi Sơn Hà đỉnh đúng là lực lượng do thần hỏa và băng diễm dung hợp tạo thành, giờ phút này vậy mà đã biến mất khỏi giới thần bi, khiến hắn hoàn toàn không cảm giác được nữa. Linh hồn của hắn và yêu long tương thông, cũng đồng dạng biến hóa ra, hắn giật mình nói. Ngay cả ngươi cũng không cảm nhận thấy, không lẽ hai loại ngọn lửa ăn mòn lẫn nhau, đồng thời tiêu tán trong thiên địa. Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói. Ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu hai loại nằm trong ngũ hành khác nhau, rất có thể xuất hiện tình huống như ngươi nói, nhưng chi lực hai loại ngọn lửa cũng không di tiêu, hơn băng diễm chỉ là một ngọn lửa trên nghê hồng thạch cũng không phải là nguyên hỏa lực. Mà Phượng Hoàng thần hỏa lại là nguyên hỏa mới có thể đủ lực trực tiếp thôn vệ đối phương, đây cũng chính là điểm tựa để ta mạo hiểm thi triển ra Phượng Hoàng thần hỏa. Yêu Long cau mày nói. Nhưng sự thật hiện tại thì cả hai loại hỏa diễm đều không tồn tại, hay là trình độ của băng diễm còn cao hơn Phượng Hoàng thần hỏa. Một điểm hỏa diễm có thể khiến Phượng Hoàng thần hỏa biến mất, hơn nữa trên người thạch thú còn lưu lại một điểm hỏa trùng. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Tuyệt đối không thể. Cho dù trong thập giai chân linh thì Phượng Hoàng cũng có thể xếp ở vài hạng đầu, nếu ta không đoán sai thì một vài tia nguyên hỏa có khả năng tiến hóa. Tiến hóa? Yêu Long cả kinh nói. Đã là thập giai còn có thể tiến hóa. Lý Vân Tiêu nói. Tuy rằng ta không đạt tới độ cao thập giai nhưng thượng cổ chân linh cũng có mạnh yếu như vậy tự nhiên có thể tiến hóa. Sở dĩ ta có suy đoán như vậy là do thế giới lực của giới thần bi cũng không suy yếu, phảng phất mơ hồ có cảm giác gia tăng. Lực lượng thần hỏa sợ là có thể phá vỡ thế giới lực, cho nên mặc dù ta là chủ nhân chỗ này nhưng chỉ cần nó không vui ta cũng không có cách nào nhìn thấy sự tồn tại của nó. Lý Vân Tiêu lại nhìn hồ lô tiểu kim cương nói. Hỏa trùng trên người hồ lô tiểu kim cương hẳn là sau khi thôn vệ Phượng Hoàng thần hỏa sau đó bão hỏa còn sót lại, dù sao cũng chỉ là một đám nguyên hỏa, thật sự quá ít. Sắc mặt yêu long cổ quái nói. Nếu nói như vậy chỉ cần có thể nắm giữ loại băng diễm này chẳng phải có thể không ngừng cho Phượng Hoàng thần hỏa ăn, khiến nó ngày càng cường đại hơn sao? Lý Vân Tiêu nói. Theo lý thì là như vậy, nhưng loại băng diễm này quá mức tà dị khủng bố, nếu là đầy đủ nguyên hỏa lực xác thực có thể cao hơn Phượng Hoàng thần hỏa, như vậy thì khống chế thế nào? Một lát sau thân ảnh hắn lóe lên, xuất hiện bên cạnh người Tiểu Hồng. Tiểu Hồng còn lẳng lặng huyền phù trên bầu trời. Lưu quang trên người cũng không yếu bớt một điểm, giống như công chúa đang ngủ say. Chỉ là khí tức trên người làm Lý Vân Tiêu cũng cảm giác có điểm sợ hãi, không dám đến quá gần. Năm đó thành chủ Hồng Nguyệt Thành vì nghê thạch mà mất tích không rõ nguyên nhân, Hồng Thạch lại làm cho Đông Hải Long Cung coi trọng đến mức như vậy,
hai thứ lại kết hợp vào một chỗ, có trời mới biết sẽ tạo ra biến đổi như thế nào. Nếu như Lý Vân Tiêu không có giới thần bi, sợ rằng hắn cũng không dám tiếp nhận vật như vậy. Thần sắc Lý Vân Tiêu thay đổi mấy lần rồi mới từ trong giới thần bi đi ra, điều tức một chút rồi mở hai mắt ra. Một bình ngọc nhỏ chừng một ngón tay huyền phù trên không, tỏa ra ánh sáng nhạt bốn phía, hỏa phượng dưới sự tấn công của hắn càng ngày càng yếu, dần dần bị thu vào. Giống. Lôi long phía xa xa giống to, từng vòng lôi điện điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt đột phá sự giam cầm của ba người úy ra, điên cuồng vọt tới. Hai nguyên tố biến hóa một mực gắn bó cùng một chỗ với nhau mấy ngàn năm, tuy rằng linh trí cực thấp nhưng lại có một loại tâm tình không rõ ràng ảnh hưởng lẫn nhau, hỏa phượng trước mắt sắp gặp nạn, lôi long liều lĩnh bạo tẩu. Sắc mặt úy Đông Dương đột biến, cả giận nói. Phế vậy, chỉ là một nguyên tố hóa hình mà cũng không khốn trụ được. Hắn vung một ngón tay giữa không trung, kiếm quang từ ngón tay tản ra bốn phía, kiếm khí lao ra giống như mãnh thú. Giống. Lôi long bị kiếm quang chém, lập tức thanh thế yếu dần đi, thân ảnh màu xanh dần nhạt đi. Hỏa phượng sắp bị hút vào trong bình ngọc thấy vậy đột nhiên toàn thân trở nên tươi sáng, một điểm giữa mi tâm càng ngày càng phát quang chói mắt. Tộc trưởng đại nhân, tình huống có biến. Đột nhiên một tộc nhân úy ra kinh hô. Úy Đông Dương đang muốn tiếp tục dùng kiếm khí chém lôi long, nghe vậy vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy hỏa phượng phát ra một tiếng rên rỉ. Ngọn lửa ở mi tâm bỗng nhiên nổ bung, cả thân thể của nó bỗng nhiên hóa thành hư vô, bạch sắc hỏa diễm vọt lên. Phanh! Trên bầu trời, bình ngọc hứng mũi chịu sào bị nổ tung. Trong lòng úy Đông Dương đau xót, không kịp phẫn nộ thì bạch hỏa đã xông đến, hắn kinh sợ hoành kiếm ngang ngực, lập tức một đạo kết giới xuất hiện. Rầm, rầm, rầm! Thanh âm từ bốn phía truyền đến. Tuy rằng kết giới của Úy Đông Dương không bị phá nhưng cũng bị cỗ lực lượng kia trực tiếp đẩy lui mấy chục thước, ngọn lửa đầy trời đốt đến tận đáy hồ hầu như không còn vật nào có thể tồn tại. Đại lượng hồ nước gần như bốc hơi, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Toàn bộ người Úy ra dưới lực lượng tự bạo của hỏa phượng đều dính chấn thương, còn có một gã bị đốt đến mức kêu la thảm thiết, thanh âm dần nhỏ lại cuối cùng bị đốt thành cho bụi. Vẻ mặt tất cả mọi người đều trở nên hoảng sợ, thân thể Úy Đông Dương phát run. Không chỉ tổn thất một bình ngọc mà còn bù vào tính mạng một gã cường giả vũ đế, lại còn mất cho xuất quân uy một kiện chí bảo, kết quả là mỗi người đều bị thương nhưng kết quả vẫn hoàn tay trắng. Lôi long dưới sự trùng kích của hỏa diễm, lôi quang dường như tối lại, phát ra từng tiếng rền rĩ. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra một đạo tinh quang, một tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức yêu long cùng hắn dung hợp hồn phách, thân thể bắt đầu sinh ra yêu hóa, linh hồn lực cường đại tản ra. Thoáng cái đã thuấn di đi ra ngoài. Trong nội tâm xuất quân uy đại chấn, hắn chỉ lo nhìn uy ra ăn thiệt thòi lớn, trong lòng mừng rỡ như nở hoa, lại không chú ý đến tình huống của Lý Vân Tiêu, tự nhiên cảm thấy một cỗ tinh thần lực cường đại xuất hiện đột ngột, hắn vừa mới ngoảnh lại đã thấy Lý Vân Tiêu yêu hóa lao ra ngoài. Sau khi tế luyện hồ lô tiểu kim cương xong, trong thời gian ngắn hồn lực của Lý Vân Tiêu khó mà khôi phục, hắn chỉ có cách mượn nhờ hồn lực của yêu long, mà yêu long đã đạt đến hồn lực cửu giai. Lực lượng không thua kém Lý Vân Tiêu chút nào. Hai tay hắn niết một đạo lôi bí quyết trực tiếp đâm thẳng vào hư không, túm chặt lôi long. Lôi long đã ở tình cảnh nỏ mạnh hết đà, đâu có khả năng phản kháng, bị Lý Vân Tiêu trực tiếp hấp thu nhập vào trong cơ thể trước sự chứng kiến của toàn bộ mọi người. Một màn này rơi vào trong mắt người chứng kiến khiến cho người úy ra quay lại nhìn nhau, tất cả đều là bộ dáng ngẩn ngơ, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Úy Đông Dương cơ hồ muốn tức đến chết. Cùng là thu hai nguyên tố hóa hình, hai sự trả giá khác nhau nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn, hai mắt hắn như phóng hỏa gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, nột tâm dâng lên một cỗ xúc động muốn giết người. Ha ha, chúc mừng Vân Tiêu đại nhân, thành công thu được cửu âm tuyệt lôi, chúc mừng, chúc mừng. Vẻ mặt xuất quân uy tươi cười, lớn tiếng chúc mừng, sau đó lại lộ ra bộ dáng thở dài tiếc nuối. Đáng tiếc, Đông Dương huynh lại không có thuận lợi như vậy. Thật là khiến người ta tiếc hận a. Bờ môi Úy Đông Dương khẽ nhúc nhích, muốn nói gì đó lại cố nén không thốt ra, biểu lộ cơ hồ là muốn khóc, nhìn thấy cảnh như vậy trong lòng xuất quân uy càng vui mừng không thôi. Sốt cục một gã vỏ giả úy ra không nhịn được, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, cửu âm tuyệt lôi là do chúng ta đánh cho trọng thương, lúc đó ngươi mới có thể dễ dàng thu được nó, ngươi không thể độc chiếm. Những người úy ra còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Mỗi người đều là vẻ mặt bi thống,
một người trong đó nói. Chúng ta còn chết mất một cường giả vũ đế, việc bắt cửu âm tuyệt lôi ngươi không có nửa điểm công lao, theo ta tất cả thành quả đều phải quy về úy gia chúng ta. Úy Nông Dương cũng không ngừng gật đầu, tuy không tỏ thái độ nhưng hiển nhiên hắn cũng không cam lòng. Xuất quân uy phẫn nộ quát. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngay từ đầu đã phân phối cửu âm tuyệt lôi quy Vân Tiêu đại nhân, bát âm minh hỏa quy các ngươi. Hắn biểu hiện cực kỳ tức giận, thế nhưng nội tâm lại như nở hoa, hắn ước gì úy gia trở mặt với Lý Vân Tiêu. Một gã võ giả hừ lạnh nói. Đó là việc trước đây hiệp thương nhưng cần trải qua tình huống thực tế phải dùng công lao đến luận việc, úy gia chúng ta cơ hồ là xuất toàn lực thế nhưng Lý Vân Tiêu lại không hề bỏ ra nửa điểm công lao, dựa vào cái gì mà hắn lại nhận được thành quả. Lý Vân Tiêu xa sầm nét mặt, lạnh lùng nói. Vốn là mọi người đồng tâm hiệp lực bang trợ lẫn nhau, ta mới không lên tiếng, nếu như các ngươi đã muốn tính toán thì ta liền tính toán với các ngươi. Hắn lạnh giọng nói tiếp. Nếu như cửu âm tuyệt lôi ở thời kỳ toàn thịnh thì đương nhiên công hiệu hơn gấp 10 lần so với lúc suy yếu như thế này, ngay từ lúc đầu đã nói rõ các ngươi thu bát âm minh hỏa ta thu cửu âm tuyệt lôi thế nhưng các ngươi lại tự tiện ra tay làm suy yếu đi cửu âm tuyệt lôi. Hiện tại ta thu được cũng không có hiệu quả như ban đầu, thế mà các ngươi còn mặt mũi đi tranh đoạt với ta. Cái này còn trái với ước định ban đầu, ngược lại Đông Dương đại nhân phải cho ta một câu trả lời mới đúng chứ. Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi hột, nói như vậy hóa ra là người úy gia thiếu nợ Lý Vân Tiêu mới đúng. Tuy nhiên lời như vậy lại có vẻ không hợp thói thường, nếu như không có người úy gia hành động làm cửu âm tuyệt lôi suy yếu căn bản Lý Vân Tiêu cũng không có khả năng đạt được dễ dàng như vậy. Bất quá lời Lý Vân Tiêu cũng hợp tình hợp lý, ngay từ đầu đã phân phối các ngươi dựa vào cái gì mà ra tay với cửu âm tuyệt lôi. Xuất quân uy ra vẻ khiếp sợ, vẻ mặt khoa trương cả kinh nói. Đúng là như vậy, Đông Dương huynh, thỉnh huynh cho Vân Tiêu đại nhân câu trả lời thỏa đáng. Úy Đông Dương từ tràn ngập phẫn nộ chuyển thành đầu đầy mồ hôi, Lý Vân Tiêu nói như vậy thật sự là khó có thể phản bác, lôi long là do bọn họ ra tay, thật sự không trách ai được. Trong lòng cực độ không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nói. Nếu không có người úy gia, làm sao Vân Tiêu đại nhân có thể đơn giản thu được tuyệt lôi, như vậy cũng coi như chúng ta có ra thêm chút sức. Lý Vân Tiêu nói. Hừ, không có các ngươi thì ta không thể thu được tuyệt lôi. Các ngươi không khỏi quá đề cao chính mình đi, tất cả cũng đều chỉ là suy đoán một phía bên các ngươi mà thôi, còn việc các ngươi làm suy yếu lôi long của ta là sự thật. Đông Dương đại nhân dùng suy đoán để xác minh sự thật, hay là khi dễ ta chỉ là đồ trẻ con. Úy Đông Dương choáng váng, cả giận nói. Hiện tại đánh cũng đã đé nhầm ngươi muốn thế nào. Xuất quân uy cười lạnh nói. Hắc hắc, chuyện gì mà chẳng cần phân rõ phải trái. Xuất gia chính ta nguyện đứng về phía Vân Tiêu đại nhân. Thân hình Úy Đông Dương khẽ phát run, trong mắt hiện ra sát cơ không ngừng. Nếu ngay từ đầu bọn hắn chống lại xuất gia thì phần thắng không ít thế nhưng hiện tại tổn thất 3 người, mỗi người đều bị thương, hoàn toàn ở thế yếu, căn bản không có khả năng chống đỡ đối phương. Lập tức Úy Đông Dương cảm thấy sự tình càng ngày càng không ổn, đã đánh mất quyền chủ động. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta vốn là ôm thái độ mọi người đồng tâm hiệp lực, không muốn có việc tranh chấp, thế nhưng Đông Dương đại nhân thật sự là làm cho lòng người rét lạnh, hiện tại ta chỉ muốn phát tiết ha. Sắc mặt Úy Đông Dương tái nhợt, nói. Ngươi muốn thế nào mới chịu? Lý Vân Tiêu nói. Ta cũng không phải là loại người ngang ngược, dù sao cũng nên lấy đại cục làm trọng, chỉ cần Đông Dương đại nhân nói lời xin lỗi chịu tội là được. Lại để ta xin lỗi ngươi? Không có khả năng. Úy Đông Dương không khỏi tức giận, chính bản thân mình tổn thất thảm trọng không công mất đi vài món bảo bối mà lại còn không được kết quả nào. Lại còn phải chịu lỗi trước mặt hắn, hắn rất khó nuốt xuống cơn tức này. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Đã như vậy, ta đây cũng không bắt buộc, chỉ có điều từ bây giờ ta với Đông Dương đại nhân mỗi người một ngả, tất cả bảo vật về sau đều bằng thực lực giành được. Trong nội tâm xuất quân uy cực kỳ vui vẻ, giờ phút này lực lượng xuất ra bọn hắn là mạnh nhất, lập tức đồng ý. Nói đúng, cũng chỉ có Vân Tiêu đại nhân khoan hồng độ lượng. Thân hình Úy Đông Dương khẽ run rẩy, mấy lần muốn ra tay giết người nhưng vẫn cố nén xuống, cắn răng nói. Tốt, tốt, xuất quân uy người rất tốt, Lý Vân Tiêu các người đủ ngoan độc, tách ra thì tách ra, hy vọng các ngươi ngàn vạn lần đừng ra vào tay ta. Hắn phất tay áo, biểu hiện ra thái độ quyết liệt. Xuất quân uy cười lạnh nói.
vậy thì chúc Đông Dương huynh may mắn. Trong mắt hắn hiện ra tinh mang, thỉnh thoảng hiện ta sát cơ. Hiện tại, Địa Long Thành đã mất đi Tần gia, Tam gia chỉ còn Nhị gia, bây giờ nếu có thể mượn cớ diệt trừ đi Úy gia chỉ còn lại Đỗ gia không đủ gây loạn. Mình có thể công thành kéo dài thế lực đến Địa Long Thành, chỉ cần đạt được điều đó thì kết quả còn hơn đạt được bất kỳ bảo bối nào. Tâm tư khẽ động, sát cơ hiện lên không ngừng, khóe miệng lóe lên hàn ý. Lý Vân Tiêu cũng lạnh nhạt nói. Đông Dương đại nhân không cần nhọc công, những lời đó ta đã nhớ kỹ, hy vọng Đông Dương đại nhân cũng ngàn vạn lần đừng xảy ra sai lầm nào. Sau khi hai bên quyết liệt liền phân rõ giới tuyến, phân thành hai đường đứng trước mộ điện. Sau khi Long Phượng biến hóa mất đi, lưu quang trước mộ điện dần suy yếu, tình cảnh bắt đầu hiển rõ trước mặt mỗi người. Thế nhưng khi nhìn thấy tình cảnh bên trong, tất cả mọi người đều chấn động, hoảng sợ lùi lại mấy bước. Toàn thân mộ điện trong suốt, vừa nhìn qua đã có thể chứng kiến cảnh tượng bên trong, chỉ thấy hơn 10 người quỳ trong điện, phủ phục đầy đất. Những người này không chỉ có người Tần gia, Úy gia còn có người Đỗ gia vẫn một mực không xuất hiện qua, còn có một vài gương mặt lạ lẫm. Đoán chừng là những võ giả khác lạc vào đây. Mà những người đang quỳ lạy trước một cầu thang hướng về phía vương tọa, bên trên vương tọa là một nam tử khôi ngô, khuôn mặt góc cạnh, càng làm người ta hoảng sợ là thần thái người đó vẫn như còn sống, tay phải cầm một thanh đại kiếm. Cảnh tượng bên trong mộ điện làm cho tất cả mọi người đều rung động. Không tốc, mau lùi lại. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, khẽ quát một tiếng, nhanh chóng thoái lui về phía sau. Lực lượng cường đại từ trong mộ điện tràn ra, giống như mặt hồ phẳng lặng đột nhiên dậy sóng. Hai nhà xuất gia, Úy gia không kịp phản ứng, bị bóng người đông đúc vây quanh, chính là những cường giả Vũ Đế đang quỳ lạy trước vương tọa, ước chứng hơn 40 vị. Sắc mặt mọi người trở nên trắng bệch, hoàn toàn không biết giải quyết tình huống thế nào, ngay cả người Úy gia lúc trước bị kéo vào hồ nước cũng có mặt trong đám người kia. Lý Vân Tiêu đã đi đâu rồi? Một gã võ giả xuất gia đột nhiên hỏi, bởi vì Lý Vân Tiêu phản ứng đầu tiên nên đã kịp thời lao ra ngoài bây giờ không thấy thân ảnh đâu nữa, giờ phút này chỉ còn lại hơn 20 người hai nhà bị vây vào giữa. Nghĩa, hắn chạy thật nhanh. Một gã võ giả Úy gia nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt Úy Đông Dương biến hóa, gương mặt trở nên tái nhợt. Nhất định là dùng Nguyên Dương tán trốn ở hư không. Trong mắt của hắn hiện lên một tia cổ quái, đột nhiên tay dương lên. Một đạo phù quang hiện ra, lập tức một đạo hoa văn xuất hiện quanh người Úy gia, sau đó toàn bộ người Úy gia chậm rãi mở dần rồi biến mất. Ẩn độn phù cao cấp. Sắc mặt Suất Quân uy đại biến, Nguyên Dương tán và ẩn độn phù cao cấp đều có khả năng ẩn nặc rất mạnh, những người kia đều chúng ta tự nhiên không thể nào phát hiện được. Quả nhiên, sau khi người Úy gia biến mất, những tên võ giả chúng ta kia tựa hồ như đồng loạt xiết vòng vây quanh người Suất gia. Giờ phút này người Suất gia bị hơn 40 tên cường giả Vũ Đế vây quanh, toàn thân rét run, đến cả dũng khí chiến một trận cũng không có. Coi như Suất Quân Uy còn đủ chấn định, thấy bên trong những tên cường giả Vũ Đế bị chúng ta cũng không có Vũ Đế cao giai, dùng thực lực của hắn nếu sử dụng át chủ bài muốn giết ra một con đường sống không phải là không có khả năng, chỉ là những tên thủ hạ này sợ là không một ai có thể thoát khỏi. Ai, chỉ có thể chiếu cố thật tốt người nhà bọn họ mà thôi. Đúng lúc này trên không trung đột nhiên xuất hiện bóng dáng Lý Vân Tiêu, quả nhiên trong tay hắn chính là Nguyên Dương Tán, chỉ thấy mi tâm hắn phóng xuất Thái Cổ Thiên Mục, một đạo lôi điện cực mạnh oanh kích về phía hư không. Phanh! Trên không trung truyền đến tiếng động mạnh giống như là bạo tạc vậy, không gian dần bị đốt cháy, thân ảnh người Úy gia dần dần xuất hiện, những người kia đang ôm tâm lý hả hê bỗng nhiên ngây ra như phỗng. Một chiêu của Lý Vân Tiêu đã phá vỡ ẩn độn phù của đối phương. Sau đó Nguyên Dương Tán lại căng ra biến mất trước mặt mọi người. Toàn bộ người Úy gia dường như mất đi khả năng suy nghĩ, há to mồm nhìn hơn 20 tên cường giả Vũ Đế lao đến, gần như tê liệt mọi cảm giác. Mãi đến khi công kích ác liệt sắp đến gần Úy Đông Dương mới gào thét một tiếng thảm thiết như người bị tâm thần. Lý Vân Tiêu, ta thề không giết được ngươi, ta không làm người. Sau khi âm thanh gầm thét vang lên, cả mộ điện dường như lâm vào đại chiến kinh thiên. Suất Quân Uy mừng rỡ trong lòng, có Úy gia thu hút nửa đối thủ, cơ hội chuyển bại thành thắng không phải là không có, hắn hét lên. Phải liều chết chống lại mới có khả năng lao ra. Hai tay hắn nắm hai lưu tinh chùy được nối với nhau bằng một xích sắt, sau đó vần quanh người hắn tạo thành trạng thái như một đám mây bảo vệ xung quanh người hắn, trực tiếp bạo nổ mấy thân ảnh đang lao đến.
lập tức sĩ khí mọi người đều tăng vọt, hai mắt đỏ bừng liều chết xông lên. Úy Đông Dương cũng cầm lấy bảo kiếm, chém liên tục mấy người, vẻ mặt càng ngày càng lạnh, hận ý đối với Lý Vân Tiêu đã lên đến đỉnh điểm. Lý Vân Tiêu đứng trong hư không, cẩn thận xem xét tình huống. Tuy hai nhà Xuất gia và Úy gia đều ra tay ngoan lệ chém giết được mấy người nhưng hơn 40 tên cường giả Vũ Đế đã chúng tà lao lên không hề sợ chết, dù giết được một tên trong bọn chúng cũng phải rơi vào trong khổ chiến. Lý Vân Tiêu đang do dự có nên ra tay hay không thì đột nhiên từ xa có một đạo quang mang lao đến. Người đi đầu hét lớn. Chư vị đừng hoảng hốt, chúng ta tới tương trợ. Xuất quân uy vừa dâng lên ý định đào tẩu xoay người nhìn lại thì thấy là người Đỗ gia đang bay đến. Tuy chỉ có 6 người nhưng cũng là một sự cứu viện cực lớn. Xuất quân uy đại hỉ quát. Lân Linh huynh, nhanh đến giúp ta. Đỗ Lân Linh hận ý thao thiên hét. Những tên quỷ quái này đã nuốt hơn 10 tộc nhân của Đỗ gia, thật là đáng chết. Hắn cầm một thanh chiến đao, nhân đao hợp nhất từ bên ngoài bổ xuống tạo thành một lối vào, liên tục chém giết 3 người, rồi nhảy vào vòng chiến, lập tức khiến áp lực lên người Xuất gia giảm hẳn, tinh thần mọi người trở nên phấn chấn. Úy Đông Dương ở phía xa xa cũng lớn tiếng. Lân Linh huynh, kính xin nhanh chóng hỗ trợ ta. Trong mắt Đỗ Lân Linh như phun lửa lạnh giọng nói. Úy Đông Dương, nếu như không có người giao tư liệu có vấn đề cho chúng ta, làm sao Đỗ gia chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh như thế này? Úy Đông Dương khẩn trương liên tục nói. Lâm Linh huynh hiểu lầm, nơi đây quá mức quỷ dị, thay đổi trong nháy mắt, tư liệu không quá mức có thể tin tưởng, đến tự thân chúng ta cũng gặp bất trắc. Hừ, tóm lại Úy Đông Dương ngươi tuyệt đối không phải là người tốt lành gì. Đỗ Lân Linh không hề để ý đến hắn mà cùng linh thủ với Xuất gia kháng địch, tính thế trong nháy mắt đã chuyển biến tốt đẹp. Kỳ thật Đỗ Lân Linh cũng không phải là người tốt lành gì, đều là vì lợi ích của mình mà thôi, nếu hai nhà Xuất, Úy bị tiêu diệt sợ rằng bọn hắn cũng gặp nguy hiểm, mà Úy Đông Dương có hiềm khích với hắn cho nên tự nhiên là hắn đi tương trợ Xuất quân Úy. Lý Vân Tiêu quan sát một hồi. Phát hiện những người chúng ta kia thoạt nhìn thì thần trí vẫn không ảnh hưởng, các loại võ công, kỹ pháp vẫn sử dụng tầng tầng lớp lố thế nhưng lại không biết phục dụng đan dược. Theo lý thì trên người bọn họ hẳn là không thể thiếu được đan dược mới đúng, thế nhưng dù nguyên lực suy yếu đến mức nào cũng không thấy bất kỳ kẻ nào phục dụng đan dược hồi phục nguyên lực. Mà người ba nhà thì đang không ngừng sử dụng đan dược như ăn đậu, xem ra có thể chống lại một thời gian nữa. Lý Vân Tiêu rời ánh mắt đến nam tử đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa kia. Ánh mắt nam tử kia vẫn ánh lên mang, hai mắt vẫn có thần hơn nữa còn lộ ra hòa quang cổ quái, có lẽ những tên chúng ta kia đều liên quan đến nam tử này. Người này hẳn là Vu Giật Tiên, không biết đến cùng là hắn đã chết hay vẫn còn sống. Nội tâm Lý Vân Tiêu dâng lên cảm giác cổ quái, tuy thân ảnh nam tử kia nhìn sống động, có sức sống nhưng trực giác lại nói cho hắn biết đó là người chết. Không biết vì sao người đã chết còn có thể gây ra sóng gió cổ quái đến mức này. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, rốt cục cất bước trên không, đi về phía mộ điện. Thẳng đến trước cửa điện, hắn mới dừng bước, sắc mặt trở nên ngưng trọng bởi vì hắn cảm giác bên trong có điều cổ quái, hắn cảm giác bên trong cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa lại có một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Loại cảm giác này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu giơ chân lên định bước vào trong mộ điện nhưng đột nhiên nội tâm phát lạnh, tự nhiên tuôn ra cảm giác sợ hãi, sợ đến mức đến kẻ ngang tàng như hắn cũng phải rụt chân về. Đúng lúc này bảo kiếm trong tay Vu Giật Tiên đột nhiên lóe ra ánh hào quang, một đạo kiếm ý đột nhiên xuất hiện. Phanh! Lý Vân Tiêu tránh không kịp đành sử dụng Nguyên Dương Tán làm lá chắn, lập tức công hiệu ẩn nặc biến mất, thân ảnh của hắn cũng lập tức hiện ra, trên mặt hắn hiện rõ vẻ kinh ngạc. Một đạo kiếm ý kia cường đại vô cùng, ít nhất là ngang bằng lực lượng Vũ Đế cao giai. Nhưng một kiếm kia làm sao có thể phát ra? Nếu thật sự là Vu Giật Tiên ra tay tuyệt đối sẽ không chỉ có lực lượng kém như vậy, nhưng nếu không phải là hắn thì là ai phát ra đạo kiếm ý kia? Trên mặt Lý Vân Tiêu cực kỳ ngưng trọng, trở nên cảnh giác vạn phần. Những tên chúng ta kia đang vây công ba nhà Đỗ, Xuất. Úy đột nhiên phát hiện thân ảnh Lý Vân Tiêu lập tức có mấy đạo nhân ảnh lóe lên lao về phía hắn. Nguyên Dương Tán của Lý Vân Tiêu bị một đạo kiếm quang kia phá vỡ phòng ngự đã không có cách nào ẩn đột, hắn lập tức thu Nguyên Dương Tán, mộ vân kính chiếu khắp không trung, từng đạo kính quang kết thành trận thế trước người Lý Vân Tiêu nhưng hình thành mấy chục mặt gương, những người đang lao đến lập tức biến mất không thấy thân ảnh.
Đồng thời khi mấy tên võ giả lao vào trong mặt gương, thân ảnh Lý Vân Tiêu rời sang chỗ khác, thong dong giơ ngón tay, chín chuôi bảo kiếm xuất hiện trên đầu hắn lao xuống vây quanh mặt gương. Rầm, rầm, rầm. Dưới sự tàn phá của kiếm khí, mấy chục mặt gương đều bị nghiền nát, uy lực chém xuống của chín chuôi kiếm không phải dạng vừa. Bốn gã võ giả mới thoát khốn khỏi mặt gương lập tức rơi vào trong kiếm khí, lại rơi vào cảnh chống đỡ vất vả. Khóe miệng Lý Vân Tiêu hiện lên tia cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, trên người bắt đầu hiện ra trạng thái yêu hóa, hắn cũng yêu long hợp hai làm một, lập tức hồn lực kéo lên cửu giai, một tay bắt đầu biến đổi ấn quyết. Chín thanh trường kiếm lập tức kết xuất kiếm trận, một phù kiếm ngưng tụ mà thành, lập tức kiếm khí tung hoành bốn phía tạo thành một vòng xoáy cuốn bốn người vào trong. Bang, bang, thân thể bốn gã võ giả quay cuồng trong vòng xoáy được một lúc thì nổ bung, từng tiếng kêu la thảm thiết xuất hiện cùng với từng đạo huyết quang. Kiếm thế Lý Vân Tiêu vừa thu lại, thong dong đứng một bên, lập tức hồ nước lưu chuyển cuốn huyết vụ đi, để lại tình cảnh giống như ban đầu, chưa từng có cuộc chiến xảy ra vậy. Xuất Quân Uy đứng ở đằng xa nhìn thấy trận chiến này lập tức hét lên. Vân Tiêu đại nhân, mau tới giúp bọn ta. Lý Vân Tiêu chỉ dùng một chiêu đã tiêu diệt bốn tên cường giả vũ đế khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi, bất chấp mặt mũi trực tiếp lớn tiếng cầu cứu. Lý Vân Tiêu nhìn một cái, chỉ số thông minh của những tên võ giả chúng ta kia cũng không thấp đã sớm phân ra thành từng nhóm người vây giết ba nhà. Tạm thời áp lực của Xuất gia cũng chưa đến mức diệt vong nhưng cũng đã chết mất mấy người chỉ còn lại bốn đang đau khổ chống lại sáu tên. Úy Đông Dương hung ác quyết đấu cũng không quên liếc mắt về phía này. Vẻ oán độc lộ rõ không hề che giấu. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ vẻ thong dong, trực tiếp nhảy vào trận doanh Xuất gia, mặc dù Úy Đông Dương là vũ đế lục tinh nhưng hắn không để trong lòng. Sau khi Lý Vân Tiêu nhảy vào vòng chiến lập tức phóng xuất huyền lôi kinh vân hống, lôi thú vừa xuất hiện liền giống to một tiếng lập tức bổ nhào về phía một tên võ giả, lôi điện màu vàng trên người lập lòe, hóa thành từng mảnh tiểu lôi long bắn phá khắp bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều giật mình. Tuy huyền lôi kinh vân hống mới chỉ bước vào cửu giai nhưng yêu thú cửu giai cực kỳ hung hãn hơn nữa lôi điện màu vàng dị thường hiếm thấy, làm tất cả mọi người đều sững sờ. Tên võ giả kia trở tay không kịp bị lôi điện từ huyền lôi kinh vân hống đốt toàn thân trở nên đen kịt rồi sau đó bị xé thành từng mảnh nhỏ. Cảnh tượng hung hãn lập tức làm sĩ khí mấy người tam gia trở nên phấn chấn, tâm lý bị đè nặng nãy giờ dường như được thả lỏng không ít, bắt đầu hăng hái phản công. Hiện tại tất cả mọi người đều dựa vào đan dược đau khổ chống đỡ, thương tích đã sớm đầy người, Lý Vân Tiêu gia nhập vòng chiến uống như đã kích phát ra điểm khí lực cuối cùng của bọn họ khiến bọn họ liều chết phản công. Hai tay Lý Vân Tiêu bấm quyết, 11 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm vần quanh người, kiếm khí càng ngày càng mạnh. Giờ phút này hắn cũng đã phát hiện ra vấn đề, theo uy lực mỗi thanh kiếm càng ngày càng tăng hắn khống chế chúng lại càng ngày càng yếu đi. Hiện tại cùng yêu long hợp thể hồn lực trực tiếp tiến vào cửu giai nhưng muốn khống chế toàn bộ 11 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cũng có chút khó khăn. Nếu như căn cứ vào ghi chép về vạn kiếm đồ, muốn khống chế vạn kiếm vậy thì làm sao mà thực hiện được? Chỉ có thể đi một bước tính một bước, những công pháp mà hắn có được chưa hẳn thực sự là nguyên vẹn, bởi vì đây gần như là tồn tại siêu việt võ đạo, lúc trước người sáng tạo ra vạn kiếm đồ sợ rằng cũng chưa hẳn có thể khống chế vạn kiếm. Lý Vân Tiêu suy đoán đã vô cùng tiếp cận sự thật, cái gọi là vạn kiếm thật ra cũng chỉ là suy diễn của người sáng tạo ra vạn kiếm đồ mà thôi. Kiếm đồ chi thập nhất. Lý Vân Tiêu quát khẽ một tiếng, 11 chuôi kiếm uốn lượn xung quanh thân thể hắn rồi hội tụ thành một thanh kiếm cực lớn, lâm không bay lên chém tới đám võ giả đang lao đến. Một đạo kiếm phù lập lòe xung quanh thanh kiếm kia, tản mát ra kim quang chói mắt. Ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu liên tục thay đổi, khẽ quát một tiếng. Phù kiếm kia theo đó biến hóa liên tục, kiếm hình cực lớn kia lập tức tan rã hóa thành vô số chuôi kiếm khí nhỏ tạo thành khung cảnh chật chội như các xiếc sang sông. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy hoảng sợ không thôi, tất cả đều cảm nhận được sự khủng bố của một kiếm này, đồng thời nội tâm đại hỉ, Lý Vân Tiêu càng mạnh thì phần thắng càng lớn. Kiếm vân hóa vũ. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, tay phải giơ lên. Vô số kiếm nhỉ kia lập tức lại phân tách ra giống như từng hạt mưa phùn trong gió vậy. Cả không gian đều tràn ngập từng giọt mưa kiếm, hơn 10 tên võ giả chúng ta đều lộ vẻ kinh ngạc muốn thối lui nhưng lại phát hiện cả không gian đều bị kiếm khí khóa lại, từng đạo kiếm khí như châm mang bắn vào trong cơ thể, trắng trợn phá hư kinh mạch.
có vài tên võ giả vốn dĩ đã mang thương tích từ trước chống cự không nổi bị kiếm vũ trực tiếp bắn thủng, thân thể trở thành tổ ong, bị phân giải ngay giữa không trung. Khắp không gian tràn ngập mưa kiếm không ngừng trùng kích đế khí hộ thể của những tên võ giả kia. Trên trán Lý Vân Tiêu chảy xuống từng giọt mồ hôi, mời vừa rồi còn tế luyện hồ lô tiểu kim cương còn chưa khôi phục hoàn toàn đã lại thi triển ra một chiêu hao phí hồn lực đến mức thế này khiến hắn cảm giác ăn không tiêu, lập tức tay lại bắt quyết thu hồi kiếm quyết. Kiếm vũ lập tức tiêu tán hóa thành 11 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay trở về, từng thanh kiếm cắm nghiêng xung quanh người hắn, hàn khí bức người. Lập tức sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên tái nhợt, hồn kỹ chiến pháp khó có thể duy trì, thân thể yêu hóa dần dần khôi phục bình thường, hắn vội vàng nuốt đan dược, bắt đầu điều tức. Một chiêu đi qua, từng tên võ giả đều có một đoạn nghỉ ngơi lại lập tức phục dụng đan dược rồi lao vào vòng chém giết. Huyền Lôi Kinh Vân Hống vẫn là chân đạp lôi vân gào thét xông lên, tình cảnh vốn đang xấu bỗng chống chuyển ngược, trở thành chém giết đối phương. Mặt khác, ở bên kia tựa hồ người úy ra cũng lên tinh thần, liên tiếp chém giết hai tên võ giả thế nhưng bên mình cũng tổn thất một người, biến thành tình huống 3-4, chậm rãi thay đổi bại cục. Nhưng giờ phút này úy Đông Dương cảm thấy hết hy vọng, hơn 10 tên cường giả vũ đế trong tộc theo hắn đi ra hiện tại chỉ còn 3 người trở về. Sợ là vừa về đã bị gia tộc chế tài, xuất hiện tổn thất thảm trọng như vậy mặc dù hắn là tộc trưởng cũng khó trốn khỏi trừng phạt. Đúng lúc này, Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh quát to. Coi chừng! Tất cả mọi người ngạc nhiên thoáng nhìn về phía hắn, không hiểu xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên dường như trong mộ điện hơi chấn động, lại một đạo kiếm khí bắn ra. Lý Vân Tiêu vội vàng nâng kiếm quyết. 11 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bỗng nhiên vay lên ngưng tụ thành một thanh cự kiếm huyền phù giữa không trung chém về phía mộ điện. Phanh! 11 chuôi kiếm bị một đạo kiếm ý oanh phá, dư quang vẫn lao về phía Lý Vân Tiêu đánh hắn bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, trong thân thể lập tức tản mát ra từng đạo kim mang, bất diệt kim thân nguyên công tự hành vận chuyển, triệt để nghiền nát dư uy đạo kiếm ý kia. Dù vậy trước ngực hắn vẫn khai mở một lỗ máu, mấy đạo kinh mạch bị chém đứt. Nhưng chỉ mấy hô hấp đã tự động khôi phục. Sau khi được thái nhất huyền khí tẩy rửa toàn thân, luyện hóa toàn bộ tạp chất ra khỏi cơ thể, trùng kích vũ đế, thân thể hắn có sự bay vọt về chất, tuy so ra còn kém thân thể đại thành của Ngạo Trường không nhưng so với yêu thú cửu giai thì cường đại hơn không ít. Đạo kiếm khí trong mộ điện vừa ra khiến tất cả võ giả chúng ta đều kinh hãi, nhao nhao vứt bỏ địch nhân vội vàng lao về phía mộ điện. Tự nhiên những người ba gia cũng không đuổi theo. Tuy rằng bọn họ đang chiếm thượng phong nhưng đều đã là đèn cạn dầu, bất kỳ ai cũng không đủ lực lượng để đuổi theo, lập tức lấy ra đại lượng thiên tài địa bảo vội vàng phục dụng rồi điều tức ngay tại chỗ. Sắc mặt xuất quân uy cũng trắng bệch, không ngừng thở hổn hển. Một trận chiến vừa qua, xuất ra bọn hắn chỉ còn 2 người, đỗ ra còn lại 3 người, úy ra cũng chỉ còn lại 2 người, tổng cộng tam ra tổn thất gần 20 người, căn bản là trạng thái toàn quân bị diệt. Nhưng thành quả chiến đấu cũng kinh người dị thường, thi thể đầy đất, sau khi tăng thêm Lý Vân Tiêu và Huyền Lôi Kinh Vân Hống gia nhập đã đánh chết 9 người, tổng cộng diệt địch hơn 30 người, toàn bộ đều là cường giả vũ đế, việc này nói ra sợ là không có bất kỳ người nào tin tưởng. Hơn nữa, qua trận chiến này Lý Vân Tiêu triển lộ ra thực lực khiến cho tất cả mọi người đều cực kỳ kiêng kỵ. Đặc biệt là úy Đông Dương, trong đầu hắn cảm giác như đang nằm mơ vậy. Việc tìm Lý Vân Tiêu báo thủ đương nhiên là không có khả năng, chỉ biết há hốc mồm thở dốc, không biết tiếp theo nên ứng đối thế nào đây. Sắc mặt xuất quân uy khó coi nói. Vân Tiêu đại nhân, đạo kiếm khí vừa rồi là chuyện gì vậy? Lý Vân Tiêu nói. Chuôi kiếm trong tay thi thể Vu Giật Tiên ngồi trong mộ diện có phần cổ quái. Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung. Thi thể Vu Giật Tiên cũng có chút cổ quái. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết cổ quái ở đây là ý gì nữa. Lúc này Lý Vân Tiêu kể lại việc mà mình chứng kiến, lúc này mọi người mới hiểu được nhưng sắc mặt liền trở nên tái nhợt, cũng không biết là do nguyên khí tiêu hao quá nhiều hay là do sợ hãi tạo nên. Xuất quân uy nói, Vân Tiêu đại nhân, bây giờ nên làm sao? Chúng ta đã trở thành tàn binh bại tốt, nếu thật sự bên trong có vũ đế cao giai, vậy thì thật sự sợ rằng chúng ta chỉ còn nước chết. Lý Vân Tiêu nói, trước không cần phải gấp gáp, cũng đã đến đây rồi, cũng đã tổn thất đến mức này rồi nếu không biết rõ ràng tình huống ở đây sợ rằng mọi người cũng không cam lòng. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, sự thật đúng như Lý Vân Tiêu vừa nói vậy. Mỗi một gã võ giả có thể tu luyện đến vũ đế,
đều đã nhìn thấu sinh tử, thật sự đã đến mức tàn nhẫn với chính bản thân mình. Đỗ Lân Linh cắn răng nói. Vân Tiêu đại nhân bảo bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Trừ hai người Úy Gia Gia, tất cả mọi người đều kiên định gật đầu. Lý Vân Tiêu nói. Quân Uy đại nhân, giờ phút này ngươi thử thoáng liên lạc với đội nhân mã kia xem, thử xem có thể liên lạc được không? Hai mắt Xuất Quân Uy tỏa sáng, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, hắn vội vàng lấy ra một trận bàn, bắt đầu đánh vài đạo bí quyết lên trên đó. Trên trận bàn thỉnh thoảng hiện ra trận vận, tựa hồ đã có tin tức trao đổi lẫn nhau. Mỗi thế lực tông môn khác nhau đều có phương thức liên lạc bí mật riêng của bản thân mình, người ngoài rất khó tìm hiểu. Nhưng chỉ cần nhìn thần sắc Xuất Quân Uy cũng khiến mọi người có thể đoán ra được tình huống. Thần sắc chật vật của Xuất Quân Uy dần trở nên mừng rỡ, cười to nói. Ha ha, đã liên hệ được với bọn họ ở ngay gần đây. Tất cả mọi người đều biến hóa sắc mặt, vừa buồn vừa vui. Đương nhiên buồn lo ở đây chỉ có hai người Úy Gia, hai người liếc về phía nhau đều lộ ra thần sắc sầu lo và vô cùng kiêng kỵ. Lý Vân Tiêu nói. Như vậy thì thật tốt, sau khi chờ bọn họ đến liền nhiều hơn phần thành công. Lúc này tất cả mọi người đều điều tức chuẩn bị tinh thần ứng đối tương lai. Xuất Quân Uy đặt trận bàn trước mặt, một đạo màn ảnh hiện ra, chỉ thấy bảy đạo quang mang màu lục đang phi tốc về phía này. Sắc mặt Úy Đông Dương cực kỳ khó coi, mở miệng nói. Quân Uy huynh, tiếp theo phải dựa vào Xuất gia, mong rằng mọi người có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, liên thủ kháng địch. Xuất Quân Uy cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói. Lời Đông Dương đại nhân làm ta có chút không hiểu, hiềm khích lúc trước. Hiềm khích lúc trước là thế nào? Giữa chúng ta có hiềm khích lúc trước sao? Úy Đông Dương cố gắng nặn ra nụ cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn nói. Ha ha, không có, đương nhiên không có. Nội tâm hắn không ngừng trầm xuống, mà ngay cả ánh mắt Đỗ Lân Linh cũng lộ ra vẻ mỉa mai, làm cho sắc mặt Úy Đông Dương càng trở nên âm trầm. Trong lòng bắt đầu tính toán. Hai mắt Xuất Quân Uy lóe lên tinh quang rồi nhắm mắt lại bắt đầu điều tức, chậm rãi đợi viện quân. Đúng lúc này Lý Vân Tiêu đột nhiên trầm giọng nói. Không tốt, tình huống có biến. Tất cả mọi người đều giật mình, vội vàng cảnh giác, giờ phút này mọi người giống như chim sợ cành cong vậy. Lý Vân Tiêu vội chỉ lên hình ảnh trên trận bàn nói. Là bọn hắn gặp phải bất trắc, bảy người chỉ còn lại năm. Cái gì? Mọi người đều mở to hai mắt, quả nhiên bảy đạo quang mang đang phi hành giờ chỉ còn lại năm, và cả năm người đang tụ lại cùng một chỗ, chỉ trong chớp mắt lại một đạo ánh sáng bị tiêu diệt. Xuất Quân Uy càng nhìn càng hãi hùng khiếp vía, lúc này bốn đạo quang mang đang chạy thục mạng, hai đạo quang mang lao về phía trước, hai đạo thì lại thối cui về phía sau, hiển nhiên là tách ra bỏ trốn. Mà khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm là sau khi bốn đạo quang mang tách ra một khoảng cách nhất định lập tức cùng bị dập tắt tức thời, cuối cùng trận bàn tắt phụt. Cái này, có khi nào trận bàn, bị hỏng? Một gã Xuất gia ngạc nhiên thốt lên. Ngay cả Xuất Quân Uy cũng sinh ra một tia hoài nghi, vội vàng đánh mấy đạo pháp quyết lên đó, lập tức trên trận bàn lại bùng lên một đạo ánh sáng nhu hòa nhưng rồi cũng dần dần biến mất. Sắc mặt hắn triệt để cứng ngắc. Khuôn mặt vàng như nghệ, cắn răng nói. Trận bàn vẫn bình thường, đúng là bảy người bọn họ gặp chuyện không may. Đỗ Lân Linh hoảng hốt nói. Cũng chỉ vài nhịp thở mà thôi, đã có thể tiêu diệt hết bảy người, chẳng lẽ bên ngoài mộ điện còn có sự nguy hiểm khác sao? Sắc mặt mỗi người đều khó coi dị thường, sự tình xảy ra ngay trước mắt khiến bọn họ không còn biết nói gì, có thể diệt sát bảy tên cường giả vũ đế thì đương nhiên cũng có thể giết bọn họ đơn giản. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói. Theo như trận bàn hiển thị, địa phương bọn hắn gặp chuyện không mau cũng không xa nơi này, nếu có nguy hiểm thì ta sợ rằng cái nguy hiểm kia đã sớm xuất hiện. Đột nhiên trong hồ nước truyền đến chút chấn động, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, xuất hiện trong tầm mắt bọn họ là một bóng đen đang lao đến. Tâm thần Lý Vân Tiêu đại chấn, ngưng mắt nhìn lại, bóng đen kia truyền đến khí tức cực kỳ quen thuộc, dĩ nhiên là ma nguyên lực tinh thuần. Hắn hoảng sợ. Cảnh giác được nâng lên mức cao nhất. Bóng đen trên không trung quanh vài vòng cuối cùng dừng lại trước mộ địa, thân ảnh đã lộ ra ngoài. Thân ảnh mặc trường bào màu xám, dáng gầy cao, đưa lưng về phía mọi người, đứng nghiêm phía trước mộ điện không nhúc nhích, tựa hồ như đang chôn chân tại chỗ, chỉ nghe trong miệng hắn truyền đến giọng nói cực nhỏ. Chiêu lộ phù vân, điện quang hỏa thạch.
Tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình, tất cả bọn hắn đều nhận ra trường bào màu xám, đây đúng là áo choàng tiêu chí của thuật luyện sư. Đỗ Lân Linh nhìn không được mở miệng hỏi. Vị đại nhân này, có phải đến từ Hóa Thần Hải? Nam tử mặc trường bào lúc này mới quay lại nói. Các ngươi là người nào? Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, khuôn mặt nam tử mặc trường bào hiện ra trước mặt hắn đúng là Kỳ Thắng Phong. Trong nội tâm Đỗ Lân Linh thoáng thả lỏng, người trước mặt này xem ra cũng là nhân loại bình thường, có thể dùng ngôn ngữ để liên hệ, mà không giống như đám yêu ma quỷ quái kia, hắn vội hỏi. Tại hạ là Đỗ Lân Linh, gia chủ Đỗ gia ở Địa Long Thành, không biết tính danh của đại nhân. Kỳ Thắng Phong không thèm để ý Đỗ Lân Linh mà xoay chuyển ánh mắt nhìn sang phía Lý Vân Tiêu, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Là ngươi,